Chương 1151, cháu trai ngoan của chú, đã lâu không gặp. Dương Lộc nhẹ nhàng gật đầu. Dương Lộc cũng hiểu đạo lý này, năm đó khi mẹ cô ấy bệnh nặng nguy kịch, không ai muốn dính dáng đến cô ấy, sợ bị liên lụy. Bây giờ thì khác rồi, sợ rằng không biết bao nhiêu người sẽ mượn cơ hội này đến tìm Dương Lộc. Cái gọi là nghèo ở thành thị không ai đến, giàu trong núi sâu có bà con xa, chính là đạo lý này. Lúc này đã là xế chiều, hoàng hôn soi chiếu mặt hồ bên cạnh lấp lánh ánh sáng như vải cá. Chính vào lúc này, vài chiếc xe đột ngột dừng lại không xa phía trước hai người. Mỗi một chiếc đều là xe sang hơn mấy tỷ, chiếc ở giữa là Lincoln phiên bản giới hạn. Cửa xe mở ra, mười mấy vệ sĩ từ trong bước xuống, những vệ sĩ này ai nấy đều ẩn chứa tinh khí thần. Vậy mà đều là võ giả luyện được nội kinh, người đàn ông trung niên dẫn đầu là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Chiếc Lincoln ở giữa mở ra, một người từ bên trong bước xuống, đi về phía đường Tuấn và Dương Lộc dưới sự bảo vệ của nhóm vệ sĩ. Cháu trai ngoan của chú, đã lâu không gặp, người đến có dung mạo thô kệch khí thế còn lớn hơn giám đốc như Dương Lộc, hiển nhiên là người có địa vị cao. Ông ta mặc đồ tây nhàn nhã, trên gương mặt nở nụ cười nhẹ rồi vui vẻ nói với đường Tuấn. Đường Quang Hòa, đường Tuấn nhìn người đến, dùng giọng lạnh lùng nói. Audio điện tử võ tấn bền người đến không phải ai khác mà chính là đường Quang Hòa, kẻ đã đoạt lấy quyền quản lý nhà họ đường sau khi cha mẹ anh chết. Bàn về vai vế, đường Quang Hòa là chú của đường Tuấn. Nhưng đường Tuấn đối với ông chú này, thực sự là không dậy nổi một chút suy nghĩ tôn trọng nào. Nhà họ đường bị hủy diệt, mặc dù là do một tay vu môn tạo thành, nhưng đường Quang Hòa lâm trận phản chiến, biến cố nhà họ đường ông ta cũng có trách nhiệm. Cái chết của bố mẹ đường Tuấn còn có chuyện lúc anh chạy khỏi nhà chạy họ đường gặp phải truy sát, đều không thoát khỏi liên quan đến ông chú này." Đường Tuấn vừa dứt lời, không khí bốn phía đột nhiên yên tĩnh, một luồng khí thế vô hình tràn ra, đè ép về phía Đường Quang Hòa. Sắc mặt vị chân khí cảnh tông sư kia đột nhiên thay đổi, ngăn ở trước mặt Đường Quang Hòa. Nhưng một khắc sau, vị này đã bị luồng khí thế mạnh mẽ đụng bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, liên tiếp lùi lại mấy bước. Mấy người võ giả nội kình còn lại ngược lại càng khó chịu hơn nội kinh tán loạn vậy mà lại không có cách nào tự điều khiển được ông còn dám xuất hiện trước mặt tôi không sợ tôi giết ông à từng chữ từng chữ của đường tuấn đều mang theo sát ý kinh khủng lạnh lùng thốt ra đường quang hòa cười nói nếu mày là muốn biết đường lệ ở đâu tao khuyên mày vẫn nên bỏ ý niệm này đi sắc mặt đường tuấn bỗng nhiên biến đổi nói ông biết em gái tôi ở đâu đường quang hòa lắc đầu tao không biết, nhưng ban tiên sinh biết. Đường Quang Hòa móc ra một tấm thiệp mời mạ vàng, trên thiệp mời chỉ viết một chữ chiến, chiến ý mãnh liệt. Trường 1152 chúng ta có cần báo cảnh hay không? Lần này tao đến là thay mặt ban tiên sinh đưa thư mời quyết chiến này cho mày. Đường Quang Hòa nhỏ giọng nói. Ba ngày sau chính là Tết Thanh Minh, ban tiên sinh hẹn mày ngày hôm đó, ở nhà thuốc của họ đường quyết chiến một trận. Ban tiên sinh nói, Ngày đó đúng dịp để tiến mày lên đường, đỡ cho mày phải vì nhà họ Đường mà bái tế tảo mộ. Đường Tuấn tiếp nhận thiệp mời, mở ra, chỉ thấy trên đó viết 13 chữ. Lễ thanh minh, một trận chiến ở nhà thuốc, mời cậu chịu chết. Ban tiên sinh nói, nếu mày thắng, sẽ nói tung tích của em gái cho mày. Nếu mày thua, em gái mày không lâu sau đó cũng sẽ xuống hoàng tuyền đoàn tụ với mày. Đường Quang Hòa cười nói, trong tươi cười mang theo nồng đậm mỉa mai trở về nói cho ban cơ biết tết thanh minh chính là hạn chết của lão ta chiến thiếp trong tay đường tuấn không lửa tự cháy hóa thành cho tàn hai tay của anh lại không có bất kỳ chuyện gì anh nhìn đường quang hòa nói hôm nay tôi không giết ông nhưng ba ngày sau tôi muốn dùng máu ông để tế điện tổ tiên nhà họ đường còn có ông nội cùng cha mẹ của tôi nụ cười trên mặt đường quang hòa cứng đờ lạnh nhạt nói vậy tao ở ngay nhà họ đường chờ máy đến hy vọng mày đừng nuốt lời. Nói xong, Đường Quang Hòa liền dẫn theo một đám bảo tiêu rời đi. Bọn họ là ai, chúng ta có cần báo cảnh hay không? Chờ đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt hai người, trong lòng Dương Lộc vẫn còn sợ hãi, nói: Vừa rồi mặc kệ là khí độ uy nghiêm của Đường Quang Hòa, hay ánh mắt của mười võ giả, đều khiến cô có chút sợ hãi. Báo cảnh sát? Ha ha, Đường Tuấn cũng không giải thích nhiều chuyện vu môn liên lụy đến quá nhiều thứ anh không muốn kéo cả dương lộc vào đường tuấn ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm nói ông nội cha mẹ mọi người cứ nhìn đi ngày thứ hai một tin tức làm chấn động toàn bộ giới võ đạo việt nam vu môn ban cơ khiêu chiến đường tuấn vào ba ngày sau quyết đấu sinh tử định thắng thua tại nhà thuốc của nhà họ đường theo vu môn xuất thế càng ngày càng có nhiều người biết đến nội tình của tông môn mạnh nhất thời đại này mà ban cơ là cường giả có thực lực xếp vào top 10 trong vô môn, thực lực của lão ta sâu không lường được. Nghe nói đã sớm bước chân vào cảnh giới thiên nhân, chỉ là sau khi đánh thắp quyền lực nhà họ đường, lão ta vẫn luôn ở lại đây, không tiếp tục ra tay nữa. Cho nên không có cách nào khẳng định được, nhưng nếu lời đồn là thật, thực lực của lão tất nhiên sẽ bỏ xa thế hệ trẻ như mấy người vu Trấn linh. Mà đường tuấn thì sao, là hậu thiên đạo thể, hơn nữa cũng đã bước vào thiên nhân đầu tiên là ở hội võ đạo Hà Nam, bộc lộ hết tài hoa, sau khi chém giết hết gia tộc ẩn cư và tông môn ở trảm mã đài, giam cầm thánh nữ của băng cung. Có thể nói, từ khi xuất đạo đến nay, anh chưa từng thất bại. chương 1153, vậy trận chiến này anh sẽ tham gia à? Vào ngày thứ hai, thanh niên đã chạy đến thành phố. Lúc này đường Tuấn đang tựa vào ghế nằm ở biệt thự số một trong núi công xanh, đôi mắt híp lại, nửa khép nửa mở, thưởng thức phong cảnh trên núi, vô cùng nhàn nhã vênh váo. Trận chiến ở nhà thuốc, anh không thể đi, thanh liên cao mày, nói với Đường Tuấn. Ồ, tại sao, sắc mặt Đường Tuấn cũng không có thay đổi gì. Thanh liên lấy ra một chồng tư liệu, đặt lên trên mặt bàn ở bên cạnh Đường Tuấn, nói. Đây là báo cáo, đánh giá sơ bộ thực lực của ban cơ, là bản mới nhất mà nghịch lân thực hiện. Thực lực của ông ta đã sớm vào thiên nhân cảnh, ở trong vô môn, chỉ có môn chủ và vài người có thể chắc chắn thắng được ông ta, tuyệt đối không yếu như vẻ bề ngoài. Anh không phải đối thủ của ông ta, đi sẽ chỉ chịu chết mà thôi." Đường Tuấn cười nói. "Đây lại không hợp ý cô quá còn gì, nghịch lân của các cô không phải là luôn ước gì tôi chết quách đi cho rồi à?" Thanh Liên nghe vậy, không khỏi giận dữ, nói: "Anh có thể chết, nhưng không thể chết như vậy được. Nếu hôm nay thay đổi lớn đã bắt đầu, giới võ đạo sắp nhiễu loạn." anh là hậu thiên đạo thể, hơn nữa còn là một phần tử của giới võ đạo, nhất định phải xứng đáng với danh xưng này. Cô hít sâu một hơi, nói. Long Vương nói, tiềm lực của anh so Long Thiếu còn lớn hơn nhiều, tương lai có thể nâng lên toàn bộ hương suy của giới võ đạo, đối kháng lại gia tộc ẩn giật và các tông môn. Nếu như anh chết rồi, ai sẽ làm chuyện này? Chắc anh cũng thấy rồi đó, trình độ của võ giả trong giới võ đạo so với trình độ võ giả của gia tộc ẩn giật, tông môn kém hơn rất nhiều ưu thế duy nhất chính là anh đã giết hết đám người vu chấn linh, khiến gia tộc ẩn giật xuất hiện đoạn tầng, chiến lực của thế hệ trẻ tuổi giảm mạnh. Mà chúng ta có anh cùng Long Thiếu, tương lai chưa hẳn sẽ không thể đối chọi cùng bọn họ. Ban cơ cũng biết điểm này, cho nên muốn nhân lúc anh còn chưa trưởng thành, giết chết anh trước, dự định tương lai tốt đẹp cho vu môn. Vì giới võ đạo, vì tương lai, bây giờ không phải là lúc để anh ra vẻ ta đây. Chỉ cần anh không đến nhà họ đường, ban cơ kiêng kỵ thực lực nghịch lân chúng tôi, ông ta cũng không dám động tới anh cho nên trận chiến này anh không thể đi cô nói xong chưa đường tuấn không cắt ngang thanh liên mà đợi cô nói hết lời mới nhàn nhạt mở miệng thanh liên gật đầu chờ câu trả lời chắc chắn từ đường tuấn cô tin chỉ cần đường tuấn không ngốc thì chắc phải biết những gì cô nói là đúng thiên phú cùng thực lực của đường tuấn tất nhiên là rất mạnh nhưng ban cơ còn mạnh hơn trận chiến này đường tuấn chỉ có đường chịu chết ngay cả Long Vương cũng nói trận chiến này Đường Tuấn chỉ có 3 phần thắng. Cho nên Thanh Liên mới đến đây khuyên Đường Tuấn rời khỏi thành phố, không cần tham gia quyết đấu. Vậy cô có thể đi rồi đấy. Không tiễn nhé, giọng nói Đường Tuấn bình tĩnh, hạ lệnh tiễn khách. Thanh Liên nhíu mày. Vậy trận chiến này anh sẽ tham gia à? Đường Tuấn gật đầu. Trận chiến này, tôi phải giết ban cơ. Máu nhà họ đường không thể chảy vô ích. Trường 1154 chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Thanh Liên, nói. Có mỗi căn phòng mà không quét thì làm sao quét được thiên hạ. Coi như tôi không tới hầu quyết chiến, chẳng lẽ cô cho rằng các gia tộc ẩn giật cùng tông môn khác sẽ cho tôi thời gian chắc. Đường Tuấn đứng dậy, khí thế phóng ra ngùn ngụt. Trận chiến này, tôi sẽ không thua. Anh ta dựa vào cái gì để cho là mình sẽ không thua. Thanh Liên rời khỏi núi công xanh, trở về nghịch lân, Thanh Liên kể lại những lời Đường Tuấn đã nói cho cấp cao của nghịch lân. Những vị cấp cao này tức giận không mãi không thôi, dồn dập trách cứ đường Tuấn không để ý đại cục, quá ích kỷ. Bộ tình báo nghịch lân lớn mạnh cỡ nào, đoạn thời gian trước, đại hội trảm mã đài của bảng Long Hổ có thể nhìn ra được. Bọn họ biết rất rõ thực lực của ban cơ, tuyệt đối là thần cảnh thiên nhân uy tín lâu năm, rất có thể đã bước vào thần cảnh hậu kỳ. Loại thực lực này đặt ở các đại gia tộc ẩn giật và các tông môn, chính là sự tồn tại cự phách hàng đầu, là bá chủ hàng đầu thật sự. Trong nghịch lân, Trừ Long Vương, không ai dám nói có thể thắng được ông ta. Nếu anh ta đã tự cao tự đại như vậy, thì cứ để anh ta đi chết đi. Long thiếu ngồi ở bàn được đặt trên vị trí chủ thượng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, chào phúng nói. Loại người này dù sao cũng không chịu để Nghịch Lân khống chế, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Những người khác trầm ngâm một lát, sôi nổi gật đầu nói phải. Mặc dù có Long Vương đẻ ép, nhưng bên trong Nghịch Lân vẫn có rất nhiều người sinh lòng bất mãn với Đường Tuấn muốn tìm cơ hội diệt trừ anh. Những đoạn đối thoại cùng loại như vậy cũng diễn ra ở các thế gia lớn, các môn phái trong giới võ đạo. Có rất nhiều võ giả nghe tin thì lập tức hành động, chuẩn bị tiến về nhà họ Đường để quan sát trận chiến hoành tráng này. Nhà họ Đường vốn là trung y thế gia hùng cứ một tỉnh. Trong đó, việc buôn bán dược liệu cùng dược phẩm còn bao trùm hơn phân nửa Việt Nam, là nhà giàu hàng thật giá thật. Mặc dù hơn nửa năm trước, nhà họ Đường gặp phải biến cố cực lớn, Tài sản đã bị co lại không ít, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhà họ Đường vẫn là đại phiệt nhà cao cửa lớn trong mắt vô số mắt người, có gốc gác vô cùng hùng hậu. Nhà họ Đường có hai chỗ nổi tiếng nhất, một là nhà sách mà nhà họ đã cất giữ mấy trăm năm, một cái khác chính là nhà thuốc. Nhà thuốc, từ rất lâu về trước chỉ là khoảnh đất người nhà họ Đường dùng để hành nghề y, bắt mạch xem bệnh. Về sau thanh danh nhà họ Đường dần dần lộ ra, bọn họ liền mua hết đất đai chung quanh quy mô mở rộng thêm mấy chục lần, trong đó bao gồm cả vườn thuốc chiếm diện tích gần ngàn mét vuông cùng một cái hồ nhỏ. Còn đặc biệt sắp đặt lầu các, cung cấp cho người tham quan ngắm cảnh, công trình đầy đủ, tính chất cũng không khác gì so với làng du lịch. Lúc này, trên một tòa lầu cao nhất ở nhà thuốc, đường Quang Hòa đang cung kính đứng ở trước mặt một người đàn ông. Ban tiên sinh, hai ngày nay có rất nhiều võ giả nhìn trộm nhà họ đường, mặc dù tôi đã để người làm ra cảnh cáo, nhưng cũng không có hiệu quả lớn gì, sắp ngăn không được rồi. Trong giọng nói của Đường Quang Hòa mang theo bất an, nhà họ Đường không phải là thế gia võ đạo, nếu không phải nhờ Ban Cơ mang theo mấy võ giả đến giúp đỡ, căn bản là không thể cản nổi nhiều võ giả như vậy. Ban Cơ cười lạnh nói, cản làm gì, bọn họ đã muốn nhìn thì cứ để cho bọn họ nhìn cho đã đi. Chương 1155, Hư Thiên Quang. Mở cửa nhà thuốc nhưng chỉ cho võ giả chân khí cảnh cùng thần hải cảnh đi vào ban cơ dựa vào lan can nhìn về phía xa lạnh lùng nói sau trảm mã đài chỉ sợ rất nhiều người đã không để vu môn vào mắt nữa nhân cơ hội này đúng lúc để người đời mở mang kiến thức xem thử gốc gác nội tình của vu môn là như thế nào cũng để cho bọn họ biết vu môn không phải đối tượng có thể tùy tiện khinh nhục ha ha ở nhà họ đường giết người nhà họ đường thật là thú vị Thân thể Đường Quang Hòa run lên, gật đầu đồng ý. Theo mệnh lệnh ban cơ hạ xuống, rất nhiều võ giả chân khí Cảnh tông sư được tiến vào nhà thuốc, chờ đợi trận chiến này bắt đầu. Hôm Thanh Minh, trời mưa rơi lác đác, trong không khí lộ ra hơi thở lạnh lẽo. Thanh Minh trời đổ cơn mưa, người đi đường sẽ bị mất hồn. Ngày này vốn là thời gian người việt tảo mộ tế bái tổ tiên, hôm nay lại càng không bình thường. Hai người ban cơ cùng Đường Tuấn quyết chiến đã làm náo động quá nửa giới võ đạo, gần như tất cả các cao thủ tông sư nổi danh trong giới võ đạo đều đến đây. Thái cực Trần Cửu An nhà họ Trần, Trình Tuấn Vũ nhà họ Trình ở phía Nam, tung hoành khắp Đông Bắc từ Nhật nhà họ Từ. Bên trên một tòa lầu các, một ông lão dâu tóc bạc trắng đang vuốt dâu, ánh mắt đảo qua từng vị cao thủ tông sư đang đi lên lầu. Ông nội, không phải chỉ là một trận quyết chiến thôi ạ. À. Đáng để hương sư động chúng như vậy sao? Ở bên cạnh ông lão, một cô gái trẻ mặc quần áo luyện công trắng thuần bĩu môi, có vẻ không hiểu nói. Cô gái mặc dù trẻ tuổi, nhưng trên người lại lộ ra dao động chân khí, vậy mà lại là cao thủ chân khí cảnh. Ông lão thấp giọng nói. Hôm nay con thu hết tính khí nóng nảy ương bướng lại cho ông, nói chuyện nhỏ giọng thôi. Ánh mắt ông lão nhìn về phía mây đen che đang dần kín bầu trời, nói. Trận chiến này, thắng bại không thể coi thường, việc này liên quan đến vấn đề mặt mũi của giới võ đạo Việt Nam nhưng mà con nghe người ta nói thực lực ban cơ bên Vu Môn mạnh hơn hậu thiên đạo thể không có một chút phần thắng nào cô gái trẻ tuổi cao mày nói đây chẳng phải là đang nói mặt mũi giới võ đạo Việt Nam sẽ bị anh ta làm mất sạch à ông lão nghe vậy thì sướng sờ không phản bác chỉ than nhẹ một tiếng nói hy vọng có thể xảy ra kỳ tích thôi hư Thiên Quang làm sao mà gã dám đến đây chứ không phải nói là gã có thù với hậu thiên đạo thể à lúc này một người đàn ông cường tráng đi lên lầu, rõ ràng là Hư Thiên Quang. Ông ta cũng là một trong số ít cao thủ tông sư ở Việt Nam. Quét một vòng qua đám người, ông ta tùy tiện ngồi xuống bàn của Trình Tuấn Vũ, châm chọc nói. Họ Trình, tận mắt nhìn đồ đệ mình đi chịu chết, mùi vị không dễ chịu nhỉ. Audio điện tử võ tấn bền chương 1156 quá ngông cuồng Sát cơ trên người Trình Tuấn Vũ ẩn hiện, cuối cùng lại bị ông đè xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha, chờ ban cơ đưa đồ đệ của ông lên đường, tôi cũng đưa nhà họ trình của ông thăng theo. Hư Thiên Quang cười ha ha. Thì ra Hư Thiên Quang thấy đường Tuấn sắp chết, mới dám xuất hiện thêm lần nữa. Lúc này, bầu trời bị màn mưa che đậy bỗng nhiên có rất nhiều luồng ánh sáng lướt qua. Trương Tĩnh Hòa núi Yên Tử. Mục Văn Phong bên cổ Hồng Lĩnh. Hòa Thượng Câm của cổ Thiếu Lâm. Long Thiếu của Nghịch Lân quỷ đao phạm nam thiên. Từng vị cao thủ thần cảnh đương thời đội mưa đội gió mà đến, đáp xuống một tòa lầu các khác. Chân khí cảnh cùng tông sư cảnh là hai cái khái niệm khác nhau, tự nhiên sẽ không nhét chung một chỗ. Từ nhật quan sát từng luồng ánh sáng kia, thân sắc hờ hứng, vuốt ve chén trà trong tay, nói. Hy vọng anh đừng để chúng tôi thất vọng. Ánh mắt của từ nhật nhìn về phía tòa lầu các cao nhất trong nhà thuốc. Ở đó, có một người đàn ông mặc đồ cổ trang dáng dài đang đứng, giống như một mình đối diện với toàn bộ trời đất. Ban cơ, không chỉ có từ nhật, tất cả mọi người dù đang trò chuyện, nhưng ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía đó. Trong mắt đều mang theo vẻ kính sợ, ngay cả rất nhiều cao thủ thần hải cảnh cũng giống như vậy. Mấy ngày nay, thực lực của ban cơ dần dần được nghịch lân tiết lộ ra ngoài. Cho nên mặc dù không ngừng có cường giả thần cảnh đi vào nhà thuốc, nhưng lại không một ai dám tùy tiện chủ động đánh nhau. Bắt đầu từ buổi sáng, đã không ngừng có người chờ ở nhà thuốc, một đám người cực kỳ kiên nhẫn, sôi nổi chuyện phiếm, luận bàn võ đạo với bạn tốt đã lâu không gặp. Đến giữa trưa, đường Tuấn còn chưa tới, đám người bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, đặc biệt là một vài võ giả thế hệ trước. Chúng ta cũng chờ đã hơn nửa ngày, hậu thiên đạo thể còn chưa tới, không phải là nó tính làm rùa đen rụt đầu đấy chứ. Ngông cuồng, quá ngông cuồng, loại tâm tính này, đừng nói so với người kia, cho dù so với mấy người long thiếu đều kém nhiều lắm. Tôi thấy nó vẫn đừng đến thì hơn, đến cũng chỉ làm cho giới võ đạo Việt Nam chúng ta mất mặt. Thấy đám người càng ngày càng tức giận, Trình Tuấn vô cùng mấy người có giao tình với đường Tuấn đều dồn dập nhíu mày. Lúc này, ở một chỗ cách nhà thuốc không xa, đây là nghĩa trang nhà họ đường. Đường Tuấn quỷ gối trước một loạt bia mộ, giống như một một bức tượng điêu khắc. Hàn Bảo Long vác kiếm trên vai, đứng bảo vệ cách đó không xa, cậu ta cũng không nhúc nhích. Đường Tuấn đã đến đây từ sáng sớm, vẫn luôn quỳ đến tận bây giờ. chương 1157, cậu ở đây chờ tôi. Còn hậu thiên đạo thể, thần cảnh thiên nhân, tôi nhổ vào, một tí chính trực cũng không có. Hai, thật ra, việc này cũng không trách người ta được. Hậu thiên đạo thể dù sao cũng còn rất trẻ, lại không xuất thân từ thế gia võ đạo, thiếu hụt căn cơ, tâm tính dũng khí chắc chắn là còn thiếu sót lúc trước có thể ứng phó với vài tình cảnh nhỏ, bây giờ cảnh tượng hoành tráng như vậy, đoán chừng là chết khiếp rồi. Ha ha, nó không phải người nhà họ đường à, ngay cả hang ổ của nó mà ban cơ cũng chiếm sạch, đến bây giờ nó còn chưa ló mặt ra ngoài, quả thực là vết như làm mất mặt giới võ đạo. Tôi thấy không cần đấu đá gì nữa cũng được. Cho đến tận gần trạng vạng tối, đường Tuấn vẫn còn chưa xuất hiện, sự kiên nhẫn của các bậc tông sư cũng sắp bị lau sạch mỗi người đều ngồi ở đó, châm chọc khiêu khích Đường Tuấn. Mặc dù bọn họ biết, trận chiến này nói cho cùng, Đường Tuấn chẳng khác gì là đi chịu chết, nhưng bản tính con người chính là như vậy, rất nhiều chuyện bản thân không làm được, lại yêu cầu người khác phải làm được. Người kia là... Đúng lúc này, đám người trong lầu các bỗng nhiên vang lên một chàng hỏi thăm. Đám đông thuận theo ánh mắt người này nhìn lại, chỉ thấy trong trời đất mênh mông, dưới bầu trời bị màn mưa che phủ, một chàng trai trẻ tuổi đang chậm chậm đi tới. Mặc dù mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến người này một chút nào. Quần áo của anh vẫn sạch sẽ, không có dấu hiệu ẩm ướt, trận mưa gió này với anh mà nói, giống như chẳng hề tồn tại. Phía sau lưng anh, một cậu trai trẻ đeo kiếm đứng đó, kiếm ý giạt rào. Hậu thiên đạo thể đến rồi. Rốt cuộc thì anh ta cũng đến, trận đại chiến này sắp bắt đầu rồi. Trong lòng mọi người đều thấy nhiệt huyết sôi trào, có một số người chưa từng nhìn thấy đường tuấn thì càng trợn to hai mắt đánh giá anh đợi đến khi nhìn thấy đường tuấn tuổi còn trẻ hơn rất nhiều so với phần lớn người trong bọn họ ánh mắt không khỏi lộ ra xem thường cùng khinh bỉ thầm nghĩ thằng danh này thật sự là đối thủ của ban cơ được à không phải là sẽ bị người ta một chiêu đánh chết làm trò hề cho thiên hạ chứ cậu ở đây chờ tôi đường tuấn nói một tiếng hàn bảo long sau đó đạp không mà lên mục tiêu chính là tòa lầu các cao nhất trong nhà thuốc kia trong lầu các ban cơ thấy vậy trên mặt lộ ra một nụ cười thân hình ông ta khẽ di động nhảy lên nóc lầu các đường tuấn cuối cùng thì cậu cũng đến rồi ban cơ nhẹ nhàng lên tiếng nhưng âm thanh của ông ta lại giống như núi lửa phun trào vang vọng bốn phía như sấm rền nổ vang bên tai mọi người mưa gió giữa không trung dường như đều bị âm thanh này chấn động đến mức ngưng động lại Ban cơ nhìn đường Tuấn, trên mặt mang theo tươi cười đắc ý, thản nhiên nói. Đám người kia thật sự là không có kiên nhẫn, mới chờ chưa đến một ngày đã ngồi không yên. Vì chờ cậu đến, tôi đã chờ dòng dã gần một năm. Đường Tuấn nhíu mày, trong lòng khẽ dục dịch, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu đoán không sai, thấy biểu cảm của đường Tuấn, nụ cười trên mặt ban cơ càng thêm đắc ý, nói. Cậu có thể bình yên chạy khỏi nhà họ đường, là tôi cố ý nhường bước. Không phải cậu thật sự cho rằng, dựa vào huyết mạch vừa mới thức tỉnh, lúc đó mới chỉ luyện được chút ít chân khí, mà cậu lại có thể chống đỡ nổi nhiều võ giả truy sát như vậy chứ?" Ban Cơ chỉ vào đường tuấn, nói: "Quả nhiên, cậu đã không khiến tôi thất vọng, thật sự tìm được vật mà tôi muốn. Nhắc đến cái này, tôi còn muốn cảm ơn cậu đấy." Ha ha ha, chương 1158, em gái tôi đang ở đâu? đường tuấn nhíu mày trầm giọng hỏi rốt cuộc thì cây ngọc trụ kia có bí mật gì đường tuấn vốn cho là vu môn muốn đối phó nhà họ đường chỉ vì nhà họ đường quan hệ với thánh thủ tông bây giờ xem ra thứ mà vu môn muốn vẫn luôn là cây ngọc trụ bí ẩn kia hiện tại nó đang được cất giữ ở trong thức hải của đường tuấn ban cơ lắc đầu nói người chết không cần biết nhiều như vậy huyết mạch của cậu tương thông bây giờ ngọc trụ hẳn là đang ở trên thân thể cậu đợi tôi giết cậu xong ngọc trụ chính là của tôi em gái tôi đang ở đâu âm thanh đường tuấn lạnh léo tựa như lưỡi đao ban cơ nói ha ha lúc này sợ là em gái cậu đã chết phu môn cùng các thế gia tông môn khác đã mang con bé ra nước ngoài chuẩn bị dùng máu của nó để mở cửa bí cảnh bồng lai nhưng mà cũng chẳng liên quan gì hôm nay tôi đưa cậu đi đoàn tụ với em gái miễn phí đầu óc đường tuấn chấn động Em gái anh thế mà lại bị mang đến bí cảnh Bồng Lai. Theo lời Ban Cơ nói, dường như còn phải dùng máu của con bé để mở cửa bí cảnh. Nhưng không để cho Đường Tuấn có thời gian suy nghĩ nhiều, Ban Cơ đã ra tay. Vừa nói dứt lời, Ban Cơ đã bước lên một bước, lập tức lướt nhẹ trong mưa gió. Màn mưa quanh người ông ta giống như bị một bàn tay cực lớn vồ mạnh lấy. Tất cả nước mưa đều tụ tập ở trước người Ban Cơ, tạo thành một thanh thủy kiếm dài đến 3-4 mét ban cơ nắm chặt thủy kiếm chém mạnh về phía đường tuấn một nhát lưỡi kiếm xé gió gào thét lao đến đường tuấn giống như đã rơi vào một vùng đại dương kiếm khí mỗi một sợi kiếm khí đều có thể giết chết cao thủ chân khí cảnh đường tuấn đánh ra một quyền oanh một tiếng anh vậy mà lại dùng chính nắm đấm của mình va chạm với thủy kiếm dưới lực va chạm này thủy kiếm bị đánh nát một lần nữa hóa thành nước mưa đầy trời có chút thú vị hy vọng cậu có thể chơi với tôi lâu thêm một chút. Ban cơ cười ha ha một tiếng, thân hình bay vút lên như chim ưng, ông ta hít sâu một hơi, nguyên khí trời đất chung quanh đều lao về phía đó, rót vào thân thể ông ta. Nhưng không chỉ có vậy, theo lượng khí hấp thu vào trong cơ thể, phía sau ban cơ hiện ra 7749 cột nguyên khí, cắt ngang màn mưa. 49 cột nguyên khí này như vòi rồng núi liền trời đất, mang theo khí thế uy nghiêm tự nhiên của thiên địa ban cơ không chỉ bước vào thiên nhân, lại còn có thể dẫn xuống 49 cột nguyên khí. Mạnh hơn gần 10 lần so với vu Trấn linh. Ban cơ cười lạnh một tiếng. Nguyên khí nhập thân, mệnh ở trong tay, không còn do trời quyết định nữa. Tiếng nói vừa dứt, 49 cột nguyên khí, toàn bộ tràn hết vào trong cơ thể ông ta. Thân hình ban cơ tăng vọt, trở thành một gã khổng lồ cao đến 3 mét. Quần áo trên người rách toạc, nếu không phải là mưa bụi mờ mịt, Lúc này ông ta đã lộ hết hàng họ rồi. Nhưng hiện tại, sức mạnh thân thể ông ta đã tăng đến mức cực hạn, chỉ thấy bắp thịt toàn thân phình lên như mấy sườn núi nhỏ, trên da thịt hiện ra màu sắc kim loại sáng bóng. Chương 1159, ngưng mưa thành kiếm. Hôm nay, cậu có thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ sức mạnh của tôi, hẳn là chết cũng cảm thấy vinh hạnh. Hai mắt ban cơ giống như chuông đồng, tỏa ra sáng sáng rét lạnh, nói: "Hôm nay giết cậu xong một mạch thánh thủ tông coi như đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Thế gian này còn có ai có thể cản bước chân vu môn nữa? Nói xong, thân hình ban cơ bỗng nhiên nhẹ nhàng di chuyển, một đám em mờ bạo vân hiện lên sau lưng ông ta. Vậy mà ông ta lại trực tiếp đánh vỡ vận em tốc, nháy mắt đã đi đến trước mặt đường Tuấn. Hai trưởng của ban cơ duỗi ra, rồi bất ngờ hợp lại, muốn dùng xong trưởng giống như gọng kìm, đập chết tươi đường Tuấn. Âm âm, nước mưa trong phạm vi 20 mét xung quanh lập tức bị quét sạch. Tiếng gió gào thét, lúc này, bàn tay của ban cơ sợ là còn cứng hơn cả sắt thép, cho dù có một chiếc xe tăng ở đây, cũng có thể bị ông ta đánh nát. Trong mắt đường Tuấn hơi nheo lại, không lùi mà tiến, thân thể áp sát vào, bả vai đâm trúng ngực ban cơ. Cú va chạm này là một chiêu thức trong bát cực quyền, nhưng so bát cực quyền thì còn mạnh mẽ, dữ dội hơn rất nhiều. Phía dưới, Tông sư bắt cực quyền nhìn đến trận mắt há mồm, vẻ mặt đầy xấu hổ. Bang, bàn cờ bị đụng bay, nhưng song trưởng của ông ta lại đập lại với nhau. Trên bầu trời giống như có tiếng sấm sét khủng bố đang nổ vang. Phía dưới, vài tông sư thực lực yếu kém, lỗ tai đã chảy đầy máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Đường Tuấn đứng gần đó nhất, hai trưởng va vào nhau, song âm đáng sợ từ song trưởng khuếch tán, thân hình Đường Tuấn hơi khựng lại, không tiếp tục đuổi theo tấn công nữa ban cơ ổn định cơ thể, mặc dù cú va chạm của đường Tuấn không thể làm ông ta bị thương, nhưng lại khiến khí tức của ban cơ xuất hiện một chút hỗn loạn. Sắc mặt đường Tuấn sắc mặt nghiêm trọng, ban cơ thật sự rất rất mạnh, là đối thủ mạnh nhất mà anh từng gặp phải, trừ khi đã tới võ đạo cực cảnh, nếu không, muốn chiến thắng ban cơ, gần như chuyện không thể nào. Không hổ là hậu thiên đạo thể, thể phách thân xác này thật sự rất mạnh mẽ, ban cơ không bận tâm mà vỗ ngực, như thể vừa rồi mình không hề bị đường tuấn đụng đến lùi lại, mà chỉ coi như bị mũi đốt một chút. Từ lâu tôi đã nghe nói cậu tinh thông nhiều loại võ thuật cổ xưa của nước Việt Nam, quả nhiên là như vậy. Vừa rồi chiêu thức Thiết Sơn khóa kia nếu đổi lại là người khác e rằng đã bị cậu đụng đến bị thương nặng rồi. Đáng tiếc cậu lại gặp phải tôi, càng không nên đánh với tôi trong ngày mưa gió thế này. Võ đạo mà tôi tu luyện vừa khéo thuộc hệ thủy trong ngũ hành, loại thời tiết như này tôi có thể phát huy vượt cấp có thể nói là ông trời đang giúp tôi hôm nay cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ cái chết ra ngưng mưa thành kiếm ngay sau khi ban cơ khẽ quát một tiếng thì ông ta túm vào hư không nước mưa đang trút xuống trong không trung chợt dừng lại mưa rơi đầy trời bỗng biến thành một trận mưa kiếm những thanh kiếm không lớn chỉ to bằng ngón tay cái nhưng kiếm khí bên trên đó lại vô cùng đáng sợ hơn nữa số lượng khiếp người chỉ thấy trước mặt ban cơ có ít nhất hàng trăm thanh kiếm dày đặc được tạo thành từ nước mưa. Đi! Ban cơ khẽ búng tay, dây tiếp theo mưa kiếm đã bắn về phía đường Tuấn. Trường 1160, khi nào thì tôi mới có thể đạt tới cảnh giới này? Ban đầu khi ban cơ chém một nhát kiếm trên không thì đường Tuấn còn có thể chống đỡ. Nhưng lúc đối mặt với một trận mưa kiếm ngập trời, anh lại không dám chống đỡ. Kiếm càng nhỏ càng dễ dàng vô tình làm người ta bị thương. Đường Tuấn tung một cú đấm ra, trên không trung đột nhiên xuất hiện một vệt trắng. Không khí bị nén lại phá vỡ trận mưa kiếm đang bắn tới, mở ra một lối thoát trong cơn mưa kiếm. Đường Tuấn, cậu trúng kế rồi. Thấy cơn mưa kiếm bị phá vỡ, ban cơ không tức giận mà ngược lại bật cười, khẽ quát lên, thu. Cơn mưa kiếm dập trời vốn đang bắn trên không trung đột nhiên nối lại thành một tấm lưới phía sau đường Tuấn, kiếm khí chẳng chịt chụp về phía anh. Tuy bề mà tấm lưới này trông giống như được tạo thành từ nước mưa, nhưng thật ra lại chính là kiếm khí. Ban cơ dùng cơn mưa kiếm dập trời để che mắt vì để có thể tạo thành tấm lưới bằng kiếm khí này, muốn làm cho Đường Tuấn không kịp trở tay, đánh lén từ phía sau. Đây mới là sát chiêu thật sự của Ban cơ. Đầu tiên là hô mưa thành kiếm, sau đó lại đan thành lưới kiếm. Hai kỹ năng này đã thể hiện được tối đa thực lực của Ban cơ, cho dù thiên nhân thần cảnh cũng đều phải ôm hận mà chết. Vẻ mặt của cậu Long dưới gác mái cũng trở nên căng thẳng, hai chiêu này đã có thể khiến anh ta bị thương nặng, thậm chí còn bị giết chết. Trong thoáng chốc, Đường Tuấn hoàn toàn rơi vào tình huống bị động và nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chiếc lưới kiếm khí này cắt nát. Thật đáng sợ. Mặc dù hai người Đường Tuấn và Ban Cơ chỉ mới ra tay được một lúc, nhưng dưới gác mái bên dưới, cho dù là đám tông sư chân khí cảnh hay thiên nhân thần cảnh kia thì trong đầu đều xuất hiện suy nghĩ này. Rõ ràng hai người họ đã vượt xa cảnh giới thần hải, hiểu biết về nguyên khí trời đất cũng hơn hẳn so với cường giả cùng cảnh giới. Cách thức ban cơ điều động nguyên khí trời đất, quả thật đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Ngưng mưa thành kiếm, tạo nên lưới kiếm, nước mưa đầy trời này cũng trở thành những vũ khí sắc bén trong tay ông ta. Khẩu Thiên Đạo thể gặp khó khăn rồi, e rằng chỉ có thể lấy thân mình đỡ chiêu này thôi. Trong gác mái, mấy vị tông sư chân khí cảnh ngẩng đầu quan sát trận chiến trên đầu rồi đưa ra đánh giá. Mọi người lần lượt gật đầu, hư thiên quang lại cười diễu cợt, tuy thể phách của hậu thiên đạo thể rất cường đại, nhưng sau khi đạt tới thần hải thì ưu thế này đã trở nên suy yếu rất nhiều, không còn bất khả chiến bại như các cường giả cùng cảnh giới chân chính khác. Nói không chừng tên họ đường kia sẽ bị cắt thành trăm mảnh dưới chiếc lưới này của ban cơ, chết chắc rồi. Hư thiên quang vừa thốt ra lời này, rất nhiều người bỗng trở nên im lặng. Mặc dù họ vẫn chưa đạt tới thần cảnh, nhưng mỗi người đều là tông sư già đời, cũng hiểu biết rất nhiều những chiêu thức của thiên nhân thần cảnh. Những lời hư thiên quang vừa nói không phải không có lý. Mà đám tông sư trẻ tuổi đi theo trưởng bối đến đây thì càng xem càng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thần cảnh và tông sư chỉ hơn nhau một cảnh giới, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Nghe nói một mình hậu thiên đạo thể đã giết hơn 20 cao thủ trẻ tuổi của thế gia ẩn cư ở trảm mã đài. Ban đầu tôi còn không tin, bây giờ xem ra tin đồn đó là thật. Hôm nay anh ta sẽ thật sự phải chết ở đây sao? Khi nào thì tôi mới có thể đạt tới cảnh giới này? Cũng có mấy vị tông sư trẻ tuổi ngập tràn ngưỡng mộ, chỉ ước gì mình lập tức có thể đạt tới thần hải cảnh, cảm nhận sự cường đại của cảnh giới đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1161 cuối cùng cái đầu của ông ta cũng nổ tung. Ban cơ dùng 49 nguyên khí chi trụ áp chế cơ thể, làm tăng vọt sức mạnh của cơ thể lên gấp mấy lần, đây là bí pháp của Vu Môn cũng là con át chủ bài của ông ta. Dưới trạng thái này ngay cả tên lửa cũng không thể làm ông ta bị thương được, thậm chí ông ta còn cảm thấy những cao thủ võ đạo cực cảnh trong truyền thuyết cũng đều chưa chắc đã phá vỡ được lá chắn phòng ngự của cơ thể ông ta, mà bây giờ lại bị một thanh băng kiếm tầm thường trong tay đường Tuấn đâm thùng. Thanh kiếm này phải sắc bén tới mức nào? chẳng lẽ chỉ một thanh kiếm đã có thể đâm thủng cả cường giả võ đạo cực cảnh sao võ đạo cực cảnh cuối cùng trong miệng ban cơ thốt ra mấy chữ chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao nhát kiếm này của đường tuấn có thể làm ông ta bị thương đường tuấn thản nhiên mỉm cười rồi nói tôi vẫn chưa phải nhưng cũng sắp rồi mọi người không hề nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người nhưng đều có thể đoán được khả năng này chạy lập tức trốn mau môn chủ ở bí cảnh bồng lai chỉ cần mình chạy trốn tới đó cậu ta sẽ không thể làm gì được mình cả ban cơ không hổ là một trong những cường giả ít ỏi của vu môn biết mình đã thua trong trận chiến này nên trong đầu lập tức nảy sinh ý tưởng chạy trốn trong chốc lát đã nghĩ xong đường lui cũng giống như ông ta nhất định phải giết đường tuấn cho bằng được đường tuấn cũng nhất định sẽ giết ông ta chắc chắn không nương tay một đấm này là vì ông nội của tôi vì cha mẹ tôi cũng là vì nhà họ đường tôi Suy nghĩ của ban cơ mới vừa hình thành thì Đường Tuấn đã siết chặt tay trái thành nắm đấm đập vào mặt ông ta. Ầm, um. ban cơ giơ hai tay lên đỡ, cùng lúc đó mượn lực dội lại thoát khỏi thân kiếm, xoay người định bay vọt về phía xa. Họ Đường kia, tao nhất định sẽ trả lại nhát kiếm này. Ban cơ gào to, ông không còn cơ hội nữa đâu. Đường Tuấn thu nắm đấm lại, vung kiếm băng rồi thở ơ lên tiếng. Ban cơ vẫn còn chưa rõ, nhưng tiếp theo đã lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Âm, um, âm, um, âm. Em um. mờ thanh trầm đục như tiếng pháo nổ vang lên trong cơ thể của ông ta. Sau đó cánh tay ông ta đứt đoạn, tiếp đến là lồng ngực, bụng và hai chân. Rất nhiều quyền kính và kiếm khí bắn ra từ trong cơ thể của ông ta, nổ tung và làm nát vụn lục phủ ngũ tạng, mạch máu và xương cốt của ông ta. Ban cơ như biến thành một chiếc túi rách bị chọc thủng ngàn lỗ, hoàn toàn không còn hô hấp. Âm. Um. Cuối cùng cái đầu của ông ta cũng nổ tung. Thời điểm vị cường giả Vu Môn này hấp hối, ánh mắt tràn đầy không cam lòng và oán hận. Rõ ràng Đường Tuấn là cường giả cực cảnh, nhưng vì sao kiếm khí và quyền kính lại đáng sợ đến vậy? bùm Chương 1162, chúc mừng anh Đường đã giết chết ban cơ. Lúc này thực lực mà Đường Tuấn thể hiện ra còn mạnh hơn trước gấp 10 lần. Thật sự như thần như ma, khiến người ta sợ hãi. Chết rồi. Tôn Vận Kỳ khó khăn gật đầu, ông ta cũng cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của Đường Tuấn. Chưa đầy nửa năm mà anh đã tiến bộ đến mức này, cũng quá đáng sợ đấy chứ. Nửa năm trước, ông ta còn có thể tiếp mấy chiêu của Đường Tuấn, nhưng bây giờ có lẽ ngay cả nửa chiêu của anh cũng không đỡ nổi. Trong gác mái bên kia, toàn thân mấy vị cường giả thần hải cảnh như cậu Long, Trương Tĩnh Hòa cũng đều run lên, nhìn Đường Tuấn với ánh mắt sợ hãi. Ban cơ được đánh giá rất cao trong tài liệu của nghịch luân, Cả tổ chức Nghịch Luân chỉ có Long Vương mới có thể đánh bại được ông ta. Nhưng bây giờ Ban Cơ lại chết trong tay Đường Tuấn một cách nhanh gọn lẹ như vậy, thậm chí còn không có cả cơ hội chạy trốn. Có thể do ban cơ yếu quá không? Trương Tĩnh Hòa nghi ngờ nhìn về phía cậu Long mở miệng hỏi, tin tức tình báo của Nghịch Luân các anh sẽ không xảy ra sai sót chứ? Cậu Long lắc đầu, giọng điệu nặng nề nói, không phải là do ban cơ yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Đường Tuấn quá mạnh. Giờ phút này ngay cả cậu Long cũng đều phải thừa nhận sự thật này, thực lực mà Đường Tuấn thể hiện lúc này khiến anh ta khó mà đạt được. Anh ta vẫn còn chưa phô bày hết thực lực của mình. Mục Văn Phong khẽ thở dài. Mấy người cậu Long, Trương Tĩnh Hòa đều giật mình, bấy giờ mới nhớ tới từ đầu đến cuối Đường Tuấn đều không sử dụng các chiêu thức của thiên nhân, bất kể phá vỡ mưa kiếm ngập trời của ban cơ hay là nhát kiếm cuối cùng, đều chỉ sử dụng nguyên khí đơn giản, không hề động tới nguyên khí của trời đất để tăng cường bản thân dù anh ta vẫn chưa đạt tới cực cảnh võ đạo thì e rằng cũng không còn xa nữa. Trương Tĩnh Hòa thản nhiên nói, nếu Đường Tuấn sử dụng các chiêu thức của thiên nhân, thực lực chắc chắn sẽ nâng thêm một bậc, những cường giả dưới cực cảnh võ đạo đều không phải là đối thủ của anh. Giữa không chung, Đường Tuấn ngạo nghễ mà đứng, vạt áo tung bay phần phật trong gió. Cực cảnh võ đạo, Đường Tuấn giơ tay túm vào hư không, như thể muốn bắt lấy thứ gì đó. Cuối cùng anh cười chế giễu một tiếng, thu lại bàn tay nhìn về phía đám người đang xem trận chiến bên dưới. Chúc mừng anh Đường đã giết chết ban cơ. Trong mấy căn gác mái phía dưới, bất kể là cao thủ tông sư hay thần cảnh đều đồng loạt cúi đầu, trầm giọng nói. Hai tay trình tuấn vũ run lên, nước mắt giàn rụa. Còn hư thiên quang thì đau đớn như cha mẹ qua đời, mềm nhũn nằm dạp xuống đất, vẻ mặt như cho tàn. Các người, có ai muốn dọn xác cho ông ta không? Đường Tuấn đưa mắt nhìn thoáng qua mấy vị cường giả võ đạo như cậu Long và Hư Thiên Quang, cuối cùng đặt lên người đường Quang Hòa. Đường Quang Hòa rất vui sướng khi thấy đường Tuấn rơi vào tình thế bất lợi. Nhưng ai ngờ chỉ trong nháy mắt, anh đã lật ngược tình thế, nháy mắt đã giết chết ban cơ. Khi ông ta phản ứng lại kịp thì ban cơ đã không còn hô hấp từ lâu, chỉ còn lại cơ thể tàn tạ. chương 1163, đây là vị Long Vương thứ hai. Ha ha, Đường Tuấn cười chế giễu một tiếng. Trong lòng đường Quang Hòa càng sốt ruột hơn, quỳ gối hô lên với đường Tuấn, đường Tuấn, dù gì chú cũng là bậc cha chú của cháu, cháu vẫn còn phải gọi chú một tiếng chú. Chú thừa nhận mình thật sự đã làm sai, nhưng cháu nể tình mối quan hệ huyết thống của nhà họ đường mà tha cho chú một mạng. Chú hứa sau này sẽ dốc hết sức lực tận tâm với nhà họ đường. Muộn rồi, ngón tay đường Tuấn bắn ra, một luồng chân khí xuyên thủng giữa chán đường Quang Hòa, chỉ để lại một lỗ hổng đầy máu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã không còn là cậu thiếu niên chỉ biết đọc sách y hay trị bệnh như một năm trước nữa. Anh nhất định sẽ không mềm lòng với những kẻ như đường quang hòa này. Đường Tuấn bay lên gác mái, gặp thầy Trình Tuấn Vũ của mình. Ông ta không ngừng rơi lệ và vỗ vai anh, tự hào đến mức không nói nên lời. Hư Thiên Quang đang ở bên cạnh nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt như cho tàn nói, thiên nhân đường, Chuyện trước đây đều là lỗi của nhà họ Hư tôi, hôm nay tôi xin lấy cái chết để tạ tội, mong thiên nhân tha cho những người còn lại của nhà họ Hư." "Được." Đường Tuấn bình thản đáp lại. Hư Thiên Quang nghe vậy, mỉm cười cảm ơn anh, trong lòng khẽ động, tự cắt đứt tâm mạch mà chết. Sau khi Đường Tuấn giết chết ban cơ, Hư Thiên Quang cũng không ôm hy vọng xa vời mình có thể rời khỏi nhà thuốc. Vì vậy dứt khoát hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy sự bình an cho những người khác trong nhà họ Hư, cũng coi là một anh hùng thấy hư thiên quang tự sát, trong lòng mọi người cảm thấy hơi thê lương. Hư thiên quang nắm quyền quản lý nhà họ hư, bản thân ông ta vốn là đại tông sư chân khí cảnh, là một trong những trụ cột bậc chung của giới võ đạo hiện nay, một cường giả thần cảnh bình thường cũng chưa chắc đã có thể giết chết ông ta. Nhưng đối mặt với một vị thiên nhân như Đường Tuấn, ông ta chỉ có thể tự sát để cứu nhà họ hư được an toàn. Từ nay về sau, không ai trong giới võ đạo của nước Việt Nam có thể bỏ qua thực lực cùng với sự sắc bén của Đường Tuấn mọi người nhìn bóng lưng sừng sững của đường Tuấn, trong lòng chợt nghĩ tới một người. Long Vương Năm đó Long Vương tức giận nuốt hoàn vũ, trấn áp cả giới võ đạo của nước Việt Nam chỉ bằng sức mạnh của mình, chẳng phải cũng trăm trận trăm thắng giống như vậy đấy thôi. Đây là vị Long Vương thứ hai. Long Vương đã già rồi, không còn sống được bao lâu nữa, lại thêm 10 năm nữa, sự sắc bén của người này chắc chắn sẽ vượt xa Long Vương. Trong lòng họ chợt xuất hiện đủ loại suy nghĩ khác nhau, càng thêm cung kính với Đường Tuấn. Còn về phần đám tông sư trẻ tuổi kia, đôi mắt càng tỏa sáng, nhìn Đường Tuấn như thể trông thấy thần tượng. Anh cũng chạc tuổi bọn họ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn một vài người trong số họ, nhưng hiện tại đã không ai còn bận tâm đến điều này. Đường Tuấn chính là thần trong lòng bọn họ, là vô địch. Một sự tôn thờ gần như mù quáng. Chương 1164 xin hãy cho chúng tôi một cơ hội khác. Nửa ngày sau, Tin tức này giống như ôn dịch được lan truyền nhanh chóng khắp giới võ đạo nước Việt Nam cũng như một số quốc gia xung quanh, rất nhiều người đều kinh ngạc. Sau trận chiến này, không ai còn nghi ngờ gì về danh hiệu người đứng đầu thế hệ trẻ của Đường Tuấn. Thậm chí, có người còn nói rằng Đường Tuấn đã đạt tới cực cảnh võ đạo trong truyền thuyết, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao anh trẻ tuổi như vậy mà đã giết chết được ban cơ. Tuy rằng tin tức này chưa được xác thực nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, Đường Tuấn là một trong những thần cảnh mạnh nhất tồn tại ngang hàng với những vị tộc trưởng hay tông chủ của các tông môn, thế gia lánh đời. Tại nhà họ Lý ở Hàn Quốc, hai người Lý Hùng Cường và Kim Đông Thành đứng cúi đầu đầy kính cẩn. Hai người các cậu đúng là đồ rác rưởi, lần này lại khiến nhà họ Lý ta tổn thất nhiều như vậy, ngay cả đại nhân vu huyết cũng đều vì các người mà chết. Các cậu thật đáng chết, một người đàn ông chừng 50 tuổi đang mắng mỏ hai người họ. Người đàn ông đó không hề vạm vỡ, nhưng khí chất siêu nhiên, tựa như một vị vua nắm quyền sinh sát thời xa xưa. Lúc của trách ông ta không hề nể nang như thể hai người đang đứng trước mặt này chỉ là những kẻ bình thường, mà không phải là con cháu đích tôn của nhà họ Lý và truyền nhân của võ thần. Cả nhà họ Lý chỉ có một người duy nhất có tư cách này. Đó chính là Lý Tiến Chiết tộc trưởng của nhà họ Lý, người treo lái tập đoàn Đại Hùng. Tộc trưởng, lần này chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Đường Tuấn, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội khác. Lý Hùng Cường nghiến răng nói. Kim Đông Thành rên rỉ nói, Chủ tịch, Đường Tuấn thật sự rất mạnh, đã đạt tới cảnh giới thiên nhân. Tôi nghĩ tốt hơn hết không nên chọc vào anh ta, cứ đồng ý với điều kiện của anh ta đi. Không đáng vì một cuộc hôn nhân mà đắc tội một vị thiên nhân thần cảnh hiện tại. Lý Tiến chiết hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không có ý tốt nhìn Kim Đông Thành đầy châm chọc, sau đó nói, Kim Đông Thành, dù gì cậu cũng là đệ tử của võ thần, sao có thể nói những lời như vậy. Võ đạo coi trọng gặp khó không lùi, bây giờ cậu lại muốn thỏa hiệp với người khác xem ra trái tim võ đạo của cậu đã bị gọt rũa nhẵn bóng rồi sắc mặt kim đông thành trở nên tái nhợt nhìn ông lão đang ngồi góc phòng pha trà võ thần e rằng lần này sẽ phải làm phiền ông rời núi giúp nhà họ lý tôi giết chết anh ta lý tiến chiết cũng nhìn về phía ông lão giọng điệu cung kính hơn mấy phần ông lão bưng ấm trà trên tay vẫn đang bốc hơi nghi ngút dáng người hơi còng giống như một ông lão già nua tuy nhiên trong đôi mắt kia thỉnh thoảng lại lóe sáng khiến nhịp tim người khác không khỏi tăng nhanh ông lão lắc đầu nhấp một ngụm trà rồi nói không cần tôi phải ra tay ba ngày trước anh ta đã nhận được thư khiêu chiến của ban cơ hai người họ hẹn đấu với nhau ở nhà thuốc của nhà họ đường tôi đã từng nghe qua tên tuổi của ban cơ là cường giả kiệt xuất của vu môn thực lực của đó có thể coi là cao thủ trong thiên nhân cảnh tên nhóc nhà họ đường kia chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta chủ tịch cứ yên tâm Lý Tiến Chiết càng thêm kính nể. Tất cả mọi người trong giới võ đạo của Hàn Quốc đều cho rằng võ thần vẫn chưa đạt tới thiên nhân thần cảnh. Chỉ có mình anh ta biết, 10 năm trước võ thần đã đột phá thiên nhân huyền quan, chẳng qua mấy năm nay ông ta chưa từng ra tay. Nhưng thực lực của ông ta chắc chắn không thua kém vô huyết, thậm chí còn mạnh hơn. Tôi hiểu rồi, khóe miệng Lý Tiến Chiết nở một nụ cười chế giễu. Anh ta nhìn về phía Lý Hùng Cường rồi nói, nếu đã như vậy, hôn ước giữa nhà họ Lý tôi và nhà Hoàng Phủ có thể tiến hành trước, cho đến khi tập đoàn Yên Hòa bị thôn tính, đế chế kinh doanh của nhà họ Lý tôi đã được mở rộng rất nhiều. Thưa thầy, thầy có muốn xác nhận một chút không? Kim Đông Thành do dự dây lát, cuối cùng vẫn rẻ giặt hỏi. chương 1165, chẳng phải anh ta quyết đấu với ban cơ sao? Phó thần nói phải, Đường Tuấn nhất định phải chết, thấy mình lại có thể cưới Hoàng Phủ Ngọc được rồi, Lý Hùng Cường lập tức nở nụ cười. Lý Tiến Chiết cười nhạt, nụ cười rất tự tin. Bỗng nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông. Lý Tiến Chiết nghe máy, sắc mặt đột nhiên ảm đạm, ông ta nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó bật máy tính và đăng nhập vào một trang mạng bí mật. "Chủ tịch sao vậy ạ?" À? Lý Hùng Cường thắc mắc. Lý Tiến Chiết trầm giọng nói, "Cậu câm miệng lại cho tôi." "Phó Thần, ông phải xem đoạn video này xem." Lý Tiến Chiết đẩy máy tính đến trước mặt Phó Thần để ông ta có thể nhìn rõ những gì đang hiển thị trên màn hình. Chất lượng video hơi mờ và rung lắc, rõ ràng là tay cần máy của người quay không vững. Lý Hùng Cường vẫn đang tự hỏi tại sao phải xem một đoạn video có chất lượng kém như vậy, nhưng trong giây tiếp theo, anh ta lập tức biết lý do. Trong video, một người đàn ông như thần như quỷ bước đi trên không trung, tay cầm một thanh kiếm băng dài một mét đang đâm vào một người, đấm một đấm khiến cho người đó bay lên không trung, lực của nắm đấm và thanh kiếm khiến cơ thể người đó nổ tung, máu bắn tung tóe trên bầu trời. Người chiến thắng từ từ quay người lại, những người trong phòng cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người đó. Đường Tuấn, Lý Hùng Cường và Kim Đông thành đồng loạt thất thanh kêu lên. Chẳng phải anh ta quyết đấu với ban cơ sao? Lý Hùng Cường lập tức hỏi. Lý Tiến Chiết nhìn anh ta như kẻ ngốc, nói, người vừa mới bị anh ta giết chính là ban cơ. Ba người đồng loạt nhìn về phía Võ Thần. Vẻ mặt Võ Thần nghiêm trọng, lông mày nhíu lại, không còn hăm hở như lúc nãy nữa. Phó thần, anh ta là Đường Tuấn đấy. Ông có thể giết được anh ta không? Phó thần, tương lai và hy vọng của nhà họ Lý đều nhờ cả vào ông đấy. Thầy ơi, Lý Hùng Cường, Lý Tiến Chiết và Kim Đông Thành lần lượt nói, giọng nói không nén nổi vẻ nôn nóng. Một lúc lâu sau, Phó thần thở dài, hơi ngẩng đầu và nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: Nếu người này thật sự là Đường Tuấn, thì tôi khuyên nhà họ Lý các ông hãy từ bỏ ý định đối đầu với anh ta thì hơn. Tại sao? Võ thần, chẳng phải ông là thần cảnh tiên nhân sao? Tại sao lại sợ anh ta? Lý Tiến Chiết bất chấp việc phải giữ bí mật về giới võ đạo. Võ thần nhếch môi cười khổ, nói thần cảnh tiên nhân cũng có cao có thấp chứ, nếu nhát kiếm vừa rồi đâm vào tôi thì kết cục của tôi cũng như người kia thôi, vậy mà vừa rồi tôi còn coi thường anh ta nữa chứ, ha ha. Võ thần, anh ta thực sự mạnh như vậy sao? Lý Tiến Chiết không khỏi ngạc nhiên hỏi. Võ Thần gật đầu, anh ta chỉ cách cảnh giới cao nhất của võ đạo có một bước, cho đến tận bây giờ cho dù là các cao thủ ở cảnh giới cao nhất của võ đạo cũng phải nể mặt anh ta ấy chứ. Võ Thần nhàn nhạt nói, nhà họ Lý các ông muốn tìm cái chết, nhưng Võ Thần tôi không muốn đi cùng đâu. Đối đầu với một thiên nhân võ đạo cao cường trẻ tuổi như vậy khác nào đi tìm cái chết chứ. Đông Thành, chúng ta đi thôi. Nói xong, Võ Thần và Kim Đông Thành rời đi. Chủ tịch, thế, thế hôn ước của tôi với Hoàng Phủ Ngọc có tiếp tục không? Lý Hùng Cường hỏi. Bốp, bốp, vừa dứt lời, Lý Tiến chiết tát vào mặt anh ta hai cái. Hôn cái rắm, nếu không phải cậu bất tài vô dụng thì nhà họ Lý chúng tôi có kết thù với loại người đó sao? Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1166, đương nhiên là trả thù rồi. Cậu lập tức cút đến nước Việt Nam và đích thân xin lỗi anh đường ngay nếu anh ta không tha thứ cho cậu thì cậu cũng không cần quay lại nữa. Về phần hôn ước với Hoàng Phủ Ngọc, sẽ hủy bỏ ngay lập tức. Dừng toàn bộ mọi hoạt động và chiến lược của tập đoàn Yên Hòa luôn đi. Lý Tiến Chiết nói với giọng điệu gấp gáp, một chàng thốt ra một chàng mệnh lệnh. Ông ta không dám dùng tương lai của nhà họ Lý để đánh cược với sự khoan hồng độ lượng của một thiên nhân võ đạo cao cường nếu Đường Tuấn phải giết Lý Hùng Cường thì mới tha cho nhà họ Lý thì ông ta nhất định sẽ không một chút do dự mà để Đường Tuấn làm vậy. Lý Hùng Cường cũng cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trong lời nói của Lý Tiến Chiết, cả người anh ta run lên, nhưng không dám hé răng nửa lời. Trong căn cứ bí mật của Nghịch Luân, Long Vương đang ngồi trên một chiếc ghế, tuy rằng mỗi một động tác của ông ấy đều rất tùy ý nhưng khiến người khác có cảm giác rất uy nghiêm và độc đoán. Ông ta cũng đang cầm máy tính theo dõi trận chiến giữa Đường Tuấn và Ban Cơ. Trận chiến này diễn ra ở nước Việt Nam, dưới sự giám sát của Nghịch Luân, đoạn video của ông ta được thu qua vệ tinh nên rõ hơn nhiều so với video mà nhà họ Lý có được. Từ đầu đến cuối trận chiến, hầu như tất cả mọi góc đều được ghi lại. Vài phút sau, sau khi xem video, Long Vương đặt chiếc máy tính bảng trên bàn, nở một nụ cười, nói, "Không hổ danh là người cha đã chọn, không làm cha thất vọng." Long Vương người này là tai họa, phải diệt trừ sớm càng sớm càng tốt. Cậu Long hơi cúi người trước Long Vương. Long Vương nhìn cậu Long, trầm giọng nói, cha biết trong lòng con đang có ý định gì, nhưng cha cảnh cáo con, Đường Tuấn là người ta chọn, nếu con dám lén dùng thủ đoạn bẩn thỉu giết cậu ấy mà không có sự cho phép của cha, thì đừng trách cha không khách sáo. Cậu Long xứng người, quả thật anh ta đang có âm mưu này, dù sao Đường Tuấn cũng chưa bước vào cảnh giới cao nhất của võ đạo dạo gần đây nghịch lâm cũng đang nghiên cứu và phát triển nhiều vũ khí bí mật công nghệ cao trong đó có một số vũ khí có thể hoàn toàn giết chết đường tuấn nhưng tiếc là long vương đã bóp chết cái suy nghĩ của đó của anh ta cho dù anh ta có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám trái lời long vương con không phục cậu long tức giận nói tại sao cha lại chọn anh ta mà không chọn con long vương nhếch miệng cười châm biếm rất đơn giản vì con không đủ mạnh nói xong long vương mất hứng xua tay nói nói tiếp đi cái chết của ban cơ đã đánh cho vu môn một vố khá đau, e là người của vu môn sẽ không kiềm chế được. Ánh mắt ông ta trầm lắng, có chút lạnh lùng, thông báo xuống dưới, bảo là nâng cấp cấp phòng ngự lên mức cao nhất đi, tuyệt đối không được cho bọn chúng có cơ hội ra tay. Cùng lúc đó, ở bí cảnh của vu môn, nói đây là bí cảnh chi bằng nói đây là một thế giới nhỏ độc lập với thế tục, diện tích từ 3 đến 4.000 cây em vuông, với những đỉnh núi cao và những con sông nước chảy cuồn cuộn. Mặc dù không có những tòa nhà cao tầng hiện đại, nhưng có rất nhiều tòa nhà cổ kính cao chót vót. Khoảnh khắc ban cơ bị giết, Vu Môn lập tức chấn động. Người mạnh nhất trong giới thần cảnh của Vu Môn khi rời khỏi Vu Môn sẽ dùng tinh thần lực thắp lên một ngọn đèn sinh mệnh của chính mình trong tổ miếu, nếu người chết thì ngọn đèn thần cũng sẽ vụt tắt, mà bây giờ ngọn đèn sinh mệnh của ban cơ đã vụt tắt. Chẳng bao lâu, nhiều rất nhiều đạo ảnh từ khắp nơi trong Vu Môn đã đến tổ miếu, những đạo ảnh này hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là bị từ trong màn xương đen mà đến Nếu nhìn kỹ sẽ thấy rằng đó không phải là một màn xương đen Mà là một biển côn trùng đen Và có cũng là người cưỡi con rắn lớn xuyên qua rừng rậm bay đến đây Với tốc độ không thua gì tốc độ bay Những người này đều là cường giả của cảnh giới thần hải Lúc này, bốn người 50 người đã tụ tập trước tổ miếu Ban cơ chết rồi Một ông già tiểu tụy chống gậy bước ra khỏi tổ miếu Đôi mắt đục ngầu quét qua đám người Nói ban cơ chết ở thế tục nghe nói là bị hậu thiên đạo thể giết chết, bây giờ môn chủ không có ở đây, các người nói xem nên làm thế nào. Đương nhiên là trả thù rồi. Đầu tiên là vu Trấn Linh, giờ lại là ban cơ, bàn tay tên hậu thiên đạo thể này đã vấy máu quá nhiều người của vu môn chúng ta rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Đúng vậy, truyền nhân nhân trùng của trùng vu bọn ta cũng chết trong tay anh ta, mối thù này nhất định phải báo. Phó môn chủ của huyền môn bọn ta cũng chết trong tay anh ta, Mối thủ này không báo không được. Lão tổ sắp thức tỉnh, vừa hay có thể lấy máu đạo thể để đánh thức ông ấy. Chương 1167 bây giờ thì ông đã thấy rồi. Tại thời điểm các thế lực âm thầm khuấy động, Đường Tuấn đang đi bái tế ông nội, cha mẹ và tổ tiên nhà họ Đường. Trong khu lăng mộ họ Đường, Đường Tuấn đã làm xong nghi lễ cuối cùng. Mộ Dung Lan thì yên lặng đứng cạnh anh, là một tiểu thư khuê các cử chỉ động tác của cô ấy đều toát ra khí chất đoan trang điềm tĩnh. Tuy nhiên, gương mặt xinh xắn lại có vẻ hơi ngại ngùng, tình huống này giống như đang ra mắt phụ huynh. Phía sau hai người là các tông sư chân khí cảnh và những nhân vật sừng sỏ của cảnh giới thần hải hiện vẫn chưa rời khỏi nhà họ đường. Những người này ở bên ngoài ai nấy cũng đều là nhân vật lớn nổi tiếng một vùng. Thế ra võ đạo và tông môn sau lưng họ so về thực lực còn có phần nhỉnh hơn nhà họ đường. Tuy nhiên, vào lúc này không một ai dám lên tiếng tất cả đều lặng thinh nhìn bóng lưng của đường tuấn ánh mắt tràn đầy kính sợ nhà họ đường không cần thêm ai khác chỉ mỗi một đường tuấn đã đủ khiến họ phải cúi thấp đầu vừa đứng đã đứng đến tận khuya mưa đã tạnh từ lâu bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và ánh trăng bên trong khu nghĩa trang rộng lớn chỉ còn lại đường tuấn và mộ dung lan những người khác thì đã lặng lẽ rời đi trên mặt đường tuấn không thể hiện bất kỳ thái độ nào thật lâu sau anh mới thở dài rồi thì thầm, đi dạo với anh đi. Vâng, mộ dung lan gật đầu. Hai người ra khỏi nghĩa trang và đi đến nhà thuốc. Dưới ánh trăng, những tòa gác mái trở nên xa xôi và minh mông hơn, khiến người ta bất giác bị thu hút. Cả hai cùng leo lên lầu, đứng ở nơi cao nhất nhìn xa xôi. Ban đầu trong nhà thuốc chỉ có 5 căn gác mái. Vào năm anh ra đời, ông nội nói số 5 không tốt cho anh nên đã cho xây thêm hai căn nữa. Đường Tuấn chỉ vào hai căn trông còn khá mới so với những căn còn lại. Anh giới thiệu với mộ Dung Lan, lại tựa như đang nói với chính mình, ông cụ chỉ tập trung đổ tiền bạc công sức vào lĩnh vực y học cổ truyền, còn những thứ khác đều tiết kiệm hết mức có thể. Chỉ có việc xây hai căn gác mái đó là ông tiêu tốn rất nhiều tiền. Anh từng nghe cha nhắc đến, vì xây hai căn gác mái này, ông của anh đã tự mình sang đảo Phú Quốc thỉnh đại sư Phong Thủy là Vũ Huyền đại sư đến xem phong thủy để định mạch khí mỗi một cây cột trong gác mái đều dùng loại gỗ tốt nhất và đều do ông đích thân lựa chọn. Ngày xây xong gác mái, sáng sớm ông nội đã bồng anh lên đó nhìn ngắm xa xăm. Giọng đường Tuấn run lên, ánh mắt có chút mờ mịt như đang hồi tưởng về quá khứ. Từ khi còn nhỏ, phần lớn thời gian anh đều theo ông nội đường hảo học y, ngược lại ít có thời gian ở bên cạnh cha mẹ. Vì vậy anh thân với ông nội còn hơn cả cha mẹ. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ là ông cháu mà còn là thầy trò nếu ông nội thấy được thành tựu hiện giờ của anh, nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Mộ Dung Lan nhẹ nhàng an ủi. Đường Tuấn khẽ nắm lấy tay cô gái rồi nói, trước đây ông luôn nói muốn xem thử anh sẽ tìm được cô cháu dâu như thế nào. Bây giờ thì ông đã thấy rồi. Mộ Dung Lan ngẩn ra, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng không dám nhìn thẳng Đường Tuấn, mắt cứ dán chặt xuống đất. Đường Tuấn, bỗng nhiên, Mộ Dung Lan nặng nề nắm lấy tay Đường Tuấn. Sao thế? Đường Tuấn khó hiểu. Mộ Dung Lan chỉ vào bóng của bảy căn gác mái dưới ánh trăng rồi nói, anh nhìn xem có giống tròm sao bắt đầu không. Đường Tuấn giật mình nhìn theo hướng tay cô chỉ. Vào lúc này, vị trí bóng của bảy căn gác mái dưới ánh trăng sắp xếp khá kỳ lạ, hình dáng kết hợp lại trông giống một cái muỗng. Đây là, ánh mắt đường Tuấn khẽ run, trường 1168, đó là nơi anh sống từ nhỏ đến lớn. Trái tim anh dao động, nắm tay mộ Dung Lan bay lên trời. Từ trên cao nhìn xuống, bảy căn gác mái được thu nhỏ lại rất nhiều lần, trở thành những chấm đen. Sau khi nhìn kỹ cách sắp xếp của bảy chấm đen, anh không khỏi thốt lên, đúng là tròm sao bắt đầu. Từ trên cao nhìn xuống, vị trí của bảy căn gác mái cực kỳ giống với bảy ngôi sao của tròm sao bắt đầu. Trong mắt đường Tuấn lúc này thì không chỉ là giống, nói đúng hơn, bảy căn gác chính là một tròm sao bắt đầu được thu nhỏ lại vô số lần. Tỷ lệ khoảng cách giữa những căn gác đúng bằng tỷ lệ giữa các ngôi sao trong tròm sao bắt đầu. Chẳng lẽ đây chính là sự thay đổi phong thủy do ông nội mời đại sư phong thủy thực hiện? Đợi đã nào, đây không phải là phong thủy, mà là một đại trận phong thủy. Đường Tuấn hiện giờ đã là thiên nhân thần cảnh, lại đọc qua vô số sách vở điển tịch. Trong thức hải còn có thêm 99 chữ cổ, có thể nói, kiến thức và tầm nhìn của anh đã vượt trên đẳng cấp của những thần cảnh bình thường. Chỉ nhìn qua vài lần, Đường Tuấn đã có thể kết luận 7 căn gác mái này không đơn giản chỉ là bố trí theo bắc đấu, mà còn là một đại trận phong thủy. Có một lý thuyết về huyền học phong thủy trong thuật trúc do của y học cổ truyền, và đại trận phong thủy chính là dạng trận pháp đó. Phong thủy thông thường chỉ có thể bảo vệ gia đình bình an vô lo, nhưng đại trận phong thủy thì có thể thông qua sự luân chuyển không khí của trời đất và hướng của địa mạch mà tạo ra một bảo địa hoặc là một tử địa. Cái trước thì có thể giúp người trên đất đó giàu sang phú quý, còn cái sau, nhẹ thì phá sản, nặng thì tang chế liên miên. Dùng tròm sao bắt đầu làm mẫu để bày đại trận phong thủy chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho bảo địa. Nhưng mà mắt trận nằm ở đâu nhỉ? Đường Tuấn đảo mắt nhìn xuống đại trận phong thủy bên dưới. Tuy anh không giỏi thuật phong thủy, nhưng phong thủy và y học cổ truyền cũng có điểm chung. Đó là đều chú ý đến sự điều hòa giữa con người và tự nhiên và sự cân bằng âm dương. Vì vậy anh lập tức suy ra 7 căn gác mái chính là để tạo ra bảo địa và mắt trận cũng chính là vùng bảo địa đó. Anh thoáng giật mình, lực tinh thần trong thức hải như thủy triều trào dâng, cảm nhận được luồng sinh khí đang lưu chuyển giữa trời và đất. Chỗ này được tổ tiên nhà họ Đường chọn làm nơi xây nhà thuốc thì vốn dĩ đã là nơi có phong thủy cực tốt. Dưới đất có thêm khí địa mạch, có thể gieo trồng các loại dược liệu quý. Lúc này khi anh tập trung tinh thần quan sát, phát hiện khí địa mạch ở sâu trong lòng đất có một lực vô hình hút ra và chảy về nơi nào đó nơi đó chính là mắt trận của đại trận phong thủy. Đường Tuấn đột nhiên trợn mắt, ánh mắt run run, nhìn về hướng đó. Chỗ đó là chỗ nào? Mộ Dung Lan nhìn theo ánh mắt của Đường Tuấn, không hiểu gì. Đó là nơi anh sống từ nhỏ đến lớn, giọng nói của Đường Tuấn có chút không dám tin. Đường Hạo hao tốn bao nhiêu tâm sức và của cải, mời cả người đến bố trí một đại trận phong thủy, lại không phải vì bảo vệ cơ nghiệp y học cổ truyền của nhà họ Đường mà là để tạo ra một bảo địa tự nhiên cho anh. Chỗ mắt trận, cũng chính là nơi đường tuấn sống, là điểm tụ lại toàn bộ khí địa mạch. Tuy rằng lúc này, khí địa mạch kia đã không còn nhiều tác dụng với anh, nhưng với người bình thường thì vô cùng quý báu. Nếu có thể sống quanh năm ở đó, không chỉ giúp mắt tinh tai thính, đầu óc thông minh, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ. Khó trách anh có thể lướt qua nội kình dễ dàng, bên trong cơ thể tự tạo ra chân khí. Đường Tuấn cuối cùng cũng hiểu ra, vốn dĩ anh cho rằng nhờ vào việc mình tắm thuốc từ nhỏ, đến bây giờ mới biết mấu chốt nằm ở đại trận phong thủy này. Anh sống trong mắt trận của đại trận phong thủy hơn 20 năm. Khí địa mạch vô tình đã giúp cải thiện thể chất của anh, tương đương với hơn 20 năm ngột rửa cơ thủy, đặt nền móng vững trãi cho võ đạo sau này. chương 1169 rốt cuộc là vì cái gì? Đến bây giờ Đường Tuấn mới thực sự hiểu được nỗi lòng của ông. Nhưng ông nội bố trí một đại trận phong thủy như vậy để kích phát tiềm năng của anh, rốt cuộc là vì cái gì? Đường Tuấn sau khi phục hồi tâm trạng thì trong đầu xuất hiện một nghi vấn. Đường Tuấn ở lại nhà họ đường mấy ngày. Thời gian trôi qua một năm, anh đi vào thư các của nhà họ đường một lần nữa. Đáng tiếc anh cũng không tìm được đáp án mà mình muốn. Có lẽ vị vũ huyền đại sư bày đại trận phong thủy cho ông nội năm đó có thể biết chút tin tức. Cuối cùng, Đường Tuấn nhớ tới vị đại sư phong thủy đảo Phú Quốc thay đường hạo bày trận. Trong phong thủy có cách nói là nhất niệm thành trận, chỉ gian thành trận trong đó nhất niệm thành trận là cảnh giới cao nhất, tiếp theo là chỉ gian thành trận, chỉ gian thành trận còn được gọi là chỉ huyền. Mà đại sư phong thủy trong đảo Phú Quốc chỉ có mấy người có thể làm được bước này. Mặc dù có dự định đi đến đảo Phú Quốc, nhưng đường Tuấn cũng không định đi ngay. Trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn đang chờ anh. Sau khi làm thủ tục giao toàn quyền nhà họ đường cho mộ dung lan, đường Tuấn lập tức dẫn theo Mộc Thanh Lam đi tới bí cảnh bồng lai ngay cả Mộc Thanh Lam cũng không biết bí cảnh bồng lai ở nơi nào. Nhưng Đường Tuấn ở lại nhà họ đường mấy ngày, cuối cùng tìm được chút manh mối từ trong tài liệu mà ban cơ để lại. Cung chủ của chúng tôi và các tộc trưởng của rất nhiều thế gia tông môn đã xuất phát đi đến bí cảnh bồng lai từ một tháng trước, bây giờ anh đi trễ nhiều ngày như vậy, cho dù có thể tìm được em gái của anh, e rằng cô ấy cũng đã gặp bất chắc. Như vậy đi, Đường Tuấn, anh về băng cung với tôi mặc dù băng cung tôi chưa từng nhận đệ tử nam nhưng có thể phá lệ vì anh chỉ cần anh làm trưởng lão khách khanh của băng cung tôi cung chủ sẽ che chở anh và người nhà bạn bè của anh đến lúc đó đông đảo thế gia tông môn cũng không làm gì anh được như thế nào mộc thanh lam nhìn đường tuấn rủ rỉ khuyên nhủ đường tuấn đấu một trận với ban cơ rốt cuộc cô ta mới hiểu tiềm lực của đường tuấn lớn bao nhiêu đợi một thời gian sau anh nhất định sẽ là một cường giả võ đạo cực cảnh nếu có thể mời chào anh vào băng cung, cộng thêm vị sư muội trời sinh băng thể của cô ta, 20 năm sau, dựa vào hai vị võ đạo cực cảnh chấn giữ, băng cung sẽ trở thành tông môn đứng đầu đương thời. Vinh quang như thế, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, đường Tuấn cười nhạt một tiếng, thờ ơ trả lời một Thanh Lam. Bí cảnh bồng lai, phương trượng và doanh hải cũng trở thành tam đại tiên đảo, địa vị cao hơn đông đảo bí cảnh lần này vu môn và mười mấy tông môn thế gia liên kết vẫn không chắc chắn mở ra bí cảnh này được. Theo suy nghĩ của bọn họ là chuẩn bị mượn lực lượng của thiên địa tự nhiên, cộng thêm hơn 10 vị cao thủ cấp bậc môn chủ, nổ ra bí cảnh bồng lai chỉ trong một lần. Trước khi xuất phát, Đường Tuấn tra dự báo thời tiết mới nhất. Ba ngày sau, trên biển Đông sẽ có một cơn bão cực kỳ lớn, khi đó là lúc lực lượng thiên địa tự nhiên bùng nổ nhất. Những thế gia tông môn đó muốn mở bí cảnh Bồng Lai thì tất nhiên sẽ chọn thời gian vào ngày ấy. Cho nên mặc dù trong lòng Đường Tuấn sốt ruột, nhưng cũng không lo lắng cho an nguy của Đường Lệ. Ít nhất trước khi đánh mở bí cảnh, Đường Lệ không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn Mộc Thanh Lam nói gia nhập Băng cung, Đường Tuấn chưa từng suy xét qua. Không nói đến việc gia nhập Băng cung lại bị đủ loại giáo điều cứng nhắc chói buộc, anh cũng sẽ không cho phép mình đứng sau lưng một đám phụ nữ, sống uất ức anh bay về phía biển đông, sát khí trong lồng ngược lại càng mạnh mẽ, không phát tiết ra thì không thoải mái. Dám dùng mạng của em gái tôi giúp các người mở bí cảnh, cho dù là thiên vương, tôi cũng dám đánh với ông. chương 1170, rốt cuộc đám người này muốn làm gì với cậu đàn? Hai người không đi máy bay, liên tục bay trên không trung. Sau một ngày, cuối cùng Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam cũng đi đến một trấn nhỏ trên biển Đông tướng mạo của hai người đều được thay đổi và dịch dung đơn giản. Dù là Đường Tuấn hay Mộc Thanh Lam, trong khoảng thời gian này thanh danh của họ đều lan truyền rộng rãi. Một người là hậu thiên đạo thể tự tay giết ban cơ, một người là thánh nữ băng cung bị nhốt, không cần biết là thân phận nào đều rất dễ gây nên sự chú ý của người khác, điều này không có lợi. Sau khi thay đổi đơn giản, hai người trông bình thường hơn rất nhiều, như là một đôi bạn bè trai gái đi ra ngoài dạo chơi tu vi của hai người đều đạt đến cấp độ thiên nhân thần cảnh, chỉ cần cảnh giới yếu hơn bọn họ thì hoàn toàn không cảm ứng được sóng khí tức của hai người. Biển Đông quá lớn, cho dù mình biết phương hướng đại khái, nhưng thời gian càng kéo dài e rằng sẽ có biến cố, phải tìm một người dẫn đường quen với đường biển. Đường Tuấn đi vào chấn nhỏ, thầm nghĩ trong lòng. Không lâu sau khi hai người đi vào chấn nhỏ, họ nhanh chóng phát hiện sự khác thường trên chấn. Người trên chấn cũng không nhiều, nhưng dọc theo đường đi, hai người lại phát hiện khá nhiều võ giả, phần lớn đều là nội kinh, hơn nữa còn có mấy cường giả cảnh giới chân khí. Tình huống này khiến đường Tuấn hơi nghi ngờ, mặc dù võ giả cấp bậc này anh gãy đầu ngón tay là có thể giết chết, nhưng nhiều võ giả như vậy đồng thời xuất hiện trong một chấn nhỏ, khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Trong lòng anh khẽ động, tinh thần lực quét ra bốn phía. Nghe nói trong hai ngày này, trên biển Đông sẽ có bí cảnh mở ra. Bên trong bí cảnh có vô số dược và công pháp, nếu như đạt được những thứ kia thì tất nhiên nhà họ Lỗ ở Thanh Châu tôi có thể trở thành tông môn đứng đầu đương thời, Lỗ Bảo Lâm tôi có thể vang danh nước Việt Nam như vị hậu thiên đạo thể ấy. Các người không muốn chết thì cút đi cho tôi, giao tên nhóc đó cho tôi. Lỗ Bảo Lâm, nơi này là biển Đông mà không phải là Thanh Châu của các anh, không phải là nơi cho các anh làm càn. Biển Đông bí cảnh mở ra, chúng tôi cũng nhận được tin tức, cũng muốn kiếm một chén canh. Kha kha, Lỗ Bảo Lâm thằng quỷ này là người quen thuộc đường biển nhất ở trấn trên, hơn nữa mấy ngày trước khi anh ta ra biển còn từng thấy tung tích thần cảnh từ xa. Có anh ta ở đây, chẳng khác nào tìm được đường dẫn đến bí cảnh. Anh nghĩ tôi sẽ giao anh ta cho các anh à. Thả tôi ra, tôi phải chăm sóc mẹ tôi, tôi sẽ không ra biển với các anh. Thằng quỷ câm miệng đi, còn làm ẩm ý nữa tôi sẽ giết mẹ anh trước. Tinh thần lực của đường Tuấn Hùng mạnh đến cỡ nào, mau chóng loại bỏ rất nhiều tin tức vô dụng, lời đối thoại của đám người nhanh chóng xuất hiện trong đầu anh. Anh nhướng mày, thầm nghĩ, sao đám người này lại biết trên biển sẽ có bí cảnh mở ra? Chẳng lẽ có người cố ý tiết lộ tin tức này ra ngoài? Chẳng qua người này quen đường biển, nếu mình không đoán sai, tung tích của cao thủ thần cảnh mà anh ta nhìn thấy chắc hẳn là người của thế gia ẩn cư. Anh ta nên biết con đường đi đến bí cảnh bồng lai là người dẫn đường tốt nhất. Thầm nghĩ, đường Tuấn đi đến nơi nào đó trên chấn nhỏ. Một lúc sau, Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam đi đến trước một căn nhà có phần đổ nát. Nhà chỉ có một tầng, sơn trắng trên tường đã rơi xuống hơn phân nửa, chỉ có cửa sổ và cửa đơn giản. Lúc này bên ngoài phòng đang có rất nhiều cư dân trên chấn. Rốt cuộc đám người này muốn làm gì với cậu đàn? Cậu đàn là người quen thuộc đường biển và thời tiết trên biển nhất trong chấn chúng ta, cha thằng bé mất sớm, nếu không phải vì căn bệnh của mẹ thằng bé thì thằng bé đã rời khỏi chấn nhỏ từ lâu rồi. Mấy năm nay, nếu không phải cầu đàn thường xuyên mở lời nhắc nhở chúng ta, không biết bao nhiêu đàn ông trên trấn phải chết trên biển. Cầu đàn là phúc tinh của trấn nhỏ, tuyệt đối không thể để bọn họ mang đi. Đám người này trông hung dữ, xem ra cũng không phải là người tốt lành gì. Nghe những tiếng bàn luận này, hai người đường Tuấn và Mộc Thanh Lam đi vào trong nhà. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1171 chúng tôi đồng ý yêu cầu của anh. Trong nhà, hai phe đội ngũ đang rằng co, có mười mấy người, mỗi người đều có nội kinh ở bên, càng có một vị tông sư chân khí cảnh chấn giữ. Đội hình này ở trên chấn nhỏ sống nhờ ra biển đánh cá thế này thì không thể nói là không hùng mạnh. Thấy hai người đi vào, có người lập tức quát, nhà họ Lỗ Thanh Châu đang làm việc ở đây, cút ra ngoài đi. Đường Tuấn làm như không nghe thấy, hỏi ai là cầu đàn. Ánh mắt của mọi người trong phòng lập tức động lại, ánh mắt mang theo sự thù địch nhìn sang đường Tuấn. Không cần bọn họ nói, Đường Tuấn cũng nhìn thấy cầu đàn. Đó là một người trẻ tuổi trông có phần gầy yếu, đại khái 20 tuổi, lúc này đang bị người tự xưng là nhà họ lỗ ở Thanh Châu bắt lấy. Đối mặt với hai phe đội ngũ rằng co, mặc dù người trẻ tuổi hơi bối rối và e ngại, nhưng lại bình tĩnh hơn những cư dân bên ngoài kia nhiều, có sự trưởng thành vượt xa tuổi tác. Khổ khổ, đúng lúc này, trong phòng truyền đến từng tiếng ho khan. Sắc mặt của cầu đàn bỗng nhiên thay đổi quay lại chạy vào trong nhà, ngay sau đó bên trong có tiếng nói sốt ruột và lo lắng của anh ta, mẹ, mẹ thế nào rồi? Mẹ tỉnh lại đi, không ai đáp lại. Cậu đàn lại đi ra từ trong phòng, sắc mặt bình tĩnh khác thường, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người, trầm giọng nói, không phải các người muốn tôi dẫn các người đến nơi tiên nhân xuất hiện hay sao? Chỉ cần các người có thể trị hết bệnh của mẹ tôi, tôi sẽ dẫn các người đi. Những võ giả thần cảnh có thể phi hành, trong mắt anh ta họ chính là tiên nhân anh tính là cái gì cũng xứng nói điều kiện với chúng tôi à ngoan ngoãn dẫn đường đến lúc đó nói không chừng chúng tôi còn có thể cho anh một con đường sống nếu không biết điều thì đừng trách chúng tôi không khách khí lỗ bảo lâm của nhà họ lỗ ở thanh châu uy hiếp đúng đấy cậu không có tư cách ra điều kiện cho chúng tôi bây giờ cậu lập tức đi theo chúng tôi nếu như giúp chúng tôi tìm được thứ mong muốn nói không chừng chúng tôi còn có thể chia cho cậu chút nước canh đến lúc đó cả đời cậu đều vô cùng hưởng thụ Tốt hơn chôn vùi ở chấn nhỏ bên bờ biển này không biết bao nhiêu lần. Người của một đội ngũ khác cũng lên tiếng. Khi Đường Tuấn bước vào nơi này, hai phe bọn họ rất ăn ý chọn cách hợp tác. Sắc mặt của cầu đàn lạnh hơn, chậm rãi nói, qua hai ngày nữa, trên biển sẽ có bão. Cơn bão này mạnh mẽ nhất trong nửa năm qua, bão táp quét sạch, trừ khi các người có thể học tiên nhân bay vào biển như thế, không ai chỉ Đường, mặc dù các người đi thuyền lớn hơn nữa thì cũng phải táng thân trong biển nơi mà các người muốn đi chỉ có tôi biết, dưới kiểu thời tiết thế này, nếu các người không có tôi dẫn đường, đừng nói là tìm được, cũng có thể sẽ táng thân trong biển." Anh ta nhìn mấy người trong phòng, nói "Tôi biết các người không phải người bình thường, yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của mẹ tôi, tôi sẽ dẫn các người đi." Đám người lỗ bảo lâm liếc nhau, trong mắt có phần kinh ngạc. Anh ta biết rõ bọn họ không phải người thường, thế mà còn dám nói điều kiện với bọn họ quả thật không biết nên nói cậu đàn ngu ngốc hay là dũng cảm nữa. chương 1172, tôi không làm được, chẳng lẽ cậu làm được à? Chú hai này của anh ta là đại biểu cho nhà họ lỗ trong chuyến đi này, ông ta là một vị tông sư chân khí cảnh, được người ta gọi là lỗ duy minh, ý nói công phu trên chân ông ta vô cùng cao minh. Nhưng lỗ bảo lâm lại biết người chú hai này của anh có cũng có chút thành tích về mặt y thuật, cho nên anh ta muốn ông ta chữa khỏi bệnh cho mẹ của cậu đàn lỗ duy minh nhìn thoáng qua đường tuấn cùng mộc thanh lam nói chờ đến khi tôi chữa khỏi bệnh rồi đi ra tôi không muốn nhìn thấy hai người các cậu nữa chắc hẳn các cậu cũng là võ giả nhưng mấy tên nhóc quỷ vừa được trưởng bối thả ra ngoài du lịch giống như các cậu tôi dùng một bàn tay đã có thể đánh chết một đống hôm nay tâm trạng của tôi không tệ không muốn giết người nhưng các cậu đừng nghĩ tôi nói đùa lập tức rời khỏi nơi này mộc thanh lam nghe vậy vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi Cô ta là thánh nữ băng cung, cũng là một vị cao thủ thần hải cảnh hiểu thấu đáo về huyền quan của thiên nhân. Lúc bình thường, thậm chí kiểu người như Lỗ Duy Minh còn không có chút tư cách nào để cô ta nhìn thẳng vào, hôm nay lại dám mở miệng sỉ nhục cô ta, điều này khiến cô ta có phần phẫn nộ. Ngay khi Mộc Thanh Lam chuẩn bị ra tay giết chết đám người không biết tốt xấu trong phòng này, Đường Tuấn lại vỗ vai của cô ta. Cái vỗ này lập tức vỗ tan khí thế cô ta vừa dâng lên. Ông không chữa cho bà ấy được. Đường Tuấn nói với Lỗ Duy Minh, giọng điệu vô cùng khẳng định. "Hoang đường, tôi là võ đạo tông sư, hơn nữa y thuật của tôi cũng đã tới cấp bậc dẫn khí qua châm. Cậu từng nghe nói về Hậu Thiên Đạo thể chưa? Anh ta xuất thân từ y học cổ truyền, chẳng lẽ cậu nói y học cổ truyền không làm được?" Lỗ Duy Minh khiển trách. "Đường Tuấn nói, tôi không nói y học cổ truyền không làm được, mà là ông không làm được." "Tôi không làm được, chẳng lẽ cậu làm được à?" Lỗ Duy Minh nói. Tôi có thể chữa hết bệnh của bà ấy." Nương Tuấn thản nhiên nói. Nực cười, cậu chỉ là một thằng nhóc quỷ vừa được trưởng bối thả ra đi du lịch mà lại dám nói y thuật cao hơn tôi. Hôm nay tôi sẽ để cậu xem xem cái gì gọi là y học cổ truyền. Cái gì gọi là dẫn khí qua châm. Bảo Lâm, trông coi bọn họ cho chú, đừng để bọn họ đi, đợi lát nữa chú nhìn xem cậu ta còn dám nói như vậy nữa không." Lỗ Duy Minh hừ lạnh một tiếng, dặn dò hai câu rồi đi vào phòng trong. Tên nhóc ngoan ngoãn ở lại đây, dám chọc giận chú hai của tao, đợi lát nữa xem tao xử lý mày như thế nào. Lỗ Bảo Lâm gần giọng nói. Đường Tuấn làm lơ, đừng nói Lỗ Bảo Lâm, cho dù toàn bộ thành viên trong nhà họ Lỗ ở Thanh Châu đều đứng trước mặt anh cũng không đủ cho anh đánh bằng một bàn tay. Sao anh lại để vào mắt? Ngược lại anh dùng ánh mắt rất hứng thú nhìn cầu đàn. Lúc này thiếu niên cũng đang dùng ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn đường Tuấn, hỏi anh với giọng điệu có vài phần không chắc chắn, anh có thể chữa khỏi bệnh của mẹ tôi thật ư. Thậm chí Đường Tuấn còn chưa từng gặp mẹ anh ta, sao dám chắc chắn như thế. Điều này khiến thiếu niên không khỏi nghi ngờ Đường Tuấn. Với lại Đường Tuấn ở trước mắt, anh ta thật sự không nhìn ra có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ. Đương nhiên, Đường Tuấn cười nói. Dưới tinh thần lực của anh bao phủ quét hình, anh đã rõ như lòng bàn tay về tình trạng bệnh của mẹ cầu đàn. Mặc dù không phải nghi nan tạp chứng gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại đông y nửa vời như Lỗ Duy Minh có thể chữa khỏi. Chương 1173 không dám giết người hay sao? Khi hai người nói chuyện, trong phòng truyền ra một tiếng chửi trầm thấp, "Mẹ nó, đây là bệnh quái gì?" Sau đó Lỗ Duy Minh đi ra từ giữa phòng, sắc mặt có phần khó coi, ông ta lạnh lùng nhìn sang Cầu Đản, nói, "Mua chiếc quan tài đi, mẹ cậu không chữa được." "Không thể nào!" Sắc mặt của Cầu Đản lập tức thay đổi. Lỗ Duy Minh châm chọc nói, sao lại không thể nào? Tôi dùng thủ pháp dẫn khí qua châm cũng không chữa hết được, cơ bản có thể kết luận là bà ta không cứu nổi. Trừ khi, trừ khi cái gì, cậu đàn lập tức vội vàng hỏi. Lỗ Duy Minh càng tỏ vẻ mỉa mai hơn, thản nhiên nói, trừ khi cậu mời đạo thể ra tay, anh ta không chỉ là một vị võ giả mạnh mẽ, hơn nữa còn là thần y đạt tới cảnh giới nhập thần đương thời. Chỉ là thân phận của anh ta quý trọng như thế, cho dù nhà họ Lỗ ở Thanh Châu tôi dâng lên toàn bộ gia sản, anh ta cũng chưa chắc đã đặt vào mắt, sao lại tới địa phương nhỏ thế này để xem bệnh cho một người đàn bà vô tri. Cho nên trên cơ bản thì mẹ cậu đã không cứu được. Cậu tranh thủ thời gian thu thập chút đi, dẫn chúng tôi đi ra biển. Chờ đến lúc sau, chúng tôi sẽ cho cậu một khoản tiền thưởng phong phú để cậu chôn cất mẹ cậu cho tốt. Vô dụng, Đường Tuấn nhìn thoáng qua Lỗ Duy Minh, nói, bệnh của mẹ anh ta cũng không phải là nghi nan tạp chứng gì ông chữa không được thì chỉ có thể nói rõ sự bất lực của ông. Lỗ Duy Minh vô cùng tức giận, trầm giọng quát thằng nhóc, cậu thật sự cho rằng ông lỗ tôi dễ nói chuyện, không dám giết người hay sao? Đường Tuấn mặc kệ ông ta, nói với cậu đàn, tôi chữa khỏi bệnh của mẹ anh, anh dẫn tôi ra biển. Cậu đàn do dự một lát, gật đầu, được. Đường Tuấn lướt qua lỗ Duy Minh, đi vào trong phòng. Lỗ Duy Minh thấy mình bị xem nhẹ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có vẻ hơi xấu hổ, chú hai bệnh mà ngay cả chú cũng không chữa được cháu cũng không tin thằng nhóc đó thật sự có thể chữa khỏi đợi lát nữa cậu ta ra rồi để cháu dạy dỗ cậu ta một trận cho cậu ta biết cái giá cho sự kiêu căng rốt nát lỗ bảo lâm nói lỗ duy minh trầm ngâm rồi nói có thể nhưng cố gắng đừng tổn thương tính mạng của cậu ta bây giờ giới võ đạo có rất nhiều thế gia trước kia không nổi danh đều sôi nổi ngoi đầu lên mặc dù nhà họ lỗ ở thanh châu có hai vị tông sư chấn giữ nhưng chỉ có thể xem như trung đẳng. Ông ta không nhìn ra lai lịch của Đường Tuấn, nếu như đối phương đến từ môn phái lớn giống như núi Yên Tử thì hoàn toàn không phải người mà nhà họ lỗ có thể đắc tội nổi. Mộc Thanh Lam ở lại bên ngoài, nghe lời đối thoại của hai người, trong lòng cô ta chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Một võ giả nội kinh thậm chí còn không phải là cảnh giới chân khí lại muốn dạy dỗ Đường Tuấn, nếu lỗ bảo lâm biết tên mà anh ta muốn dạy dỗ là đạo thể được xem là thần tượng trong miệng anh ta, chắc chắn cảnh tượng đó rất vui mắt. Nghĩ tới đây, Mộc Thanh Lam ngược lại chẳng thèm so đo với bọn họ, càng không có ý định vạch trần thân phận của Đường Tuấn. a à, bỗng nhiên trong phòng vang lên một tiếng hô kinh ngạc. Trường 1174 còn không biết tên của người anh em là gì. Người anh em này, chúng ta có thể làm giao dịch không? Lỗ Duy Minh cân nhắc, nói với Đường Tuấn, hành trình đi ra biển tràn ngập nguy hiểm, và lại lần này còn có thần cảnh xuất hiện, mặc dù cậu là tu vi tông sư, nhưng dù sao cũng thế đơn lực bạc. Không bằng cậu cho nhà họ lỗ ở Thanh Châu tôi chút mặt mũi, để chúng ta đi cùng, đến lúc đó cũng có bạn. Nhà họ lỗ tôi sẽ nhớ kỹ nhân tình này của người anh em. Chú hai, chú nói cậu ta là, lúc này rốt cuộc lỗ bảo lâm cũng phản ứng kịp, có phần khiếp sợ mà nói người anh em này là võ đạo tông sư cháu còn không mau qua đây nhận lỗi lỗ duy minh dạy bảo mặc dù lỗ bảo lâm tâm không cam tình không nguyệt nhưng dưới ánh mắt uy nghiêm của lỗ duy minh anh ta vẫn nói xin lỗi với đường tuấn người anh em cậu cảm thấy thế nào lỗ duy minh hỏi lần nữa đường tuấn suy nghĩ một lát nói có thể sở dĩ anh đồng ý không phải vì nguyên nhân mà lỗ duy minh nói quả thật ngoài biển rất nguy hiểm hơn nữa lần này còn có 10 võ giả môn chủ cấp bậc thần cảnh, nhưng đường Tuấn hoàn toàn không sợ. Sở dĩ anh đồng ý chỉ là không muốn lỗ duy minh bọn họ tiếp tục quấy dày cư dân trong chấn nhỏ. Nếu anh không dẫn theo đám người lỗ duy minh, với bản tính của bọn họ thì tuyệt đối sẽ bắt người dẫn đường từ trên chấn. Lỗ duy minh nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên thằng quỷ này vừa rời khỏi sự che chở của tông môn không được bao lâu, vẫn quá non. Chỉ cần lên trên biển, đến lúc đó thật sự gặp nguy hiểm gì thì đúng lúc để cậu ta ra chắn. Nếu gặp phải bảo vật, chúng ta người đông thế mạnh, cũng không có phần của cậu ta. Kha kha, nếu động thủ ngoài biển, cho dù giết cậu ta thì cũng thần không biết quỷ không hay, không ai bắt được nhược điểm của nhà họ lỗ mình. Đúng rồi, còn không biết tên của người anh em là gì, lỗ duy minh hỏi. Đường Tuấn, Đường Tuấn trả lời, Đường Tuấn. Lỗ Duy Minh hơi giật mình, bất chợt dùng một ánh mắt có vẻ kỳ lạ nhìn Đường Tuấn, xem ra cậu cũng là người tôn sùng đạo thể thậm chí còn đổi thành cái tên giống anh ta ông ta hoàn toàn không liên hệ đường tuấn với vị đạo thể kia dù sao hai người cách biệt quá lớn hơn nữa kể từ trận chiến nhà thuốc của nhà họ đường không ít võ già trẻ tuổi xem đường tuấn là thần tượng thậm chí có một số người đổi tên là đường tuấn ví dụ như thế cũng không hiếm thấy cho nên lỗ duy minh cũng không thấy có gì không ổn lỗ bảo lâm ở một bên thì diễu cợt ánh mắt khinh thường anh ta gặp nhiều fan não tàn như Đường Tuấn rồi. Chính anh ta cũng sùng bái Đường Tuấn, nhưng lại không mù quáng mà lấy đạo thể làm mục tiêu, có chí hướng rất xa. Anh ta không cùng một cấp bậc với loại fan cuồng này. Chàng trai này, các cậu đều không phải là người bình thường, lần này con trai tôi đi ra biển với các cậu. Mẹ Lý An bỗng nhiên đi đến trước mặt Đường Tuấn, có phần lo lắng nói. Bà ấy vẫn có độ thiện cảm khá cao đối với Đường Tuấn chữa bệnh cho bà ấy. Đường Tuấn cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ mang Lý An bình yên vô sự trở về. Lỗ Duy Minh âm thầm lắc đầu, trong lòng càng khinh thường hơn, tên này ăn nói lớn lối quá, cơn bão trên biển sắp ập tới, mức độ nguy hiểm của chuyến đi này nâng cao lên mấy lần. Ngay cả mình cũng không dám nói mình có thể bình yên trở về, thế mà cậu ta còn dám cam đoan như thế, quả nhiên là thằng quỷ ngốc nghếch nhiệt huyết. Chẳng qua, cậu ta như thế thì mình càng dễ lợi dụng cậu ta hơn chương 1175, ai chịu chết còn chưa chắc. Anh thật sự không suy xét lại à? Một thanh làm thấp giọng nói, anh dẫn theo những người này đi đến bí cảnh bồng lai cũng chẳng khác gì chịu chết. Đường Tuấn nói với giọng điệu nghiêm nghị, ai chịu chết còn chưa chắc. Một thanh làm bị câu nói này chọc giận đến mức sắc mặt khó coi hơn nhiều, xoay mặt đi, vẻ mặt ghét bỏ kiểu, nhãi danh không thể cùng mưu. Anh Đường, qua không lâu sau cơn bão lớn sẽ tới ngay. Lúc này Lý An đi tới, trầm giọng nói. Ừm, bàn tay đường Tuấn nắm lan can bong thuyền tay hơi siết chặt. Thuyền càng chạy về chỗ sau trong biển, anh càng có thể cảm nhận được cơn bạo động của nguyên khí giữa thiên địa. Cơn bạo động này khiến tim anh cũng đập nhanh hơn. Lý An nhìn vẻ mặt của đường Tuấn, trong lòng than nhẹ một tiếng, vừa chuẩn bị nói điều gì đã bị một tiếng nói khác cắt ngang. Xem ra hình như tông sư đường của chúng ta khá căng thẳng nhỉ. Lỗ Bảo Lâm đi ra từ trong khoang thuyền, Nói với vẻ mặt vui vẻ Chẳng qua ý cười này lại khiến người ta cảm thấy hơi lạnh Mang theo vài phần trào phúng Ở phía sau anh ta là Lỗ Duy Minh và một vị tông sư khác Tiền Minh Viễn Vốn dĩ Tiền Minh Viễn có quan hệ đối địch với nhà họ Lỗ Nhưng sau khi đường Tuấn chặn ngang vào Tiền Minh Viễn rất không có tiết tháo mà chọn hợp tác với nhà họ Lỗ Còn lúc này chiếc thuyền đánh cá mà đám người đang đi Là do nhà họ Lỗ dùng giá cao mua được Là chiếc thuyền đánh cá tốt nhất trong vùng lân cận chấn nhỏ Bảo Lâm, không được đối vô lễ với cậu đường. Dù sao cậu đường vừa ra ngoài không được bao lâu, cũng khó tránh khỏi có phần căng thẳng. Cháu khá có kinh nghiệm ở phương diện này, có thể truyền dạy cho cậu ta đôi chút." Lỗ Duy Minh cười nhẹ, nói với Đường Tuấn, "Đường Tuấn, mặc dù tu vi võ đạo của cậu cao hơn Bảo Lâm, nhưng Bảo Lâm đã đi ra ngoài sông sáo từ rất lâu, về mặt kinh nghiệm thì thằng bé còn mạnh hơn cậu, cậu có gì không hiểu thì có thể xin thằng bé chỉ bảo cho." Được, đường Tuấn cười như không cười, nói. Lỗ Bảo Lâm nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, có phần khinh thường. Anh ta đi đến bên cạnh Mộc Thanh Lam, trên mặt nặn ra một nụ cười có phần nịnh nọt, nói cô Mộc, đợi lát nữa nếu gặp được nguy hiểm gì ở trên biển thì cô cứ đến tìm tôi. Có nhà họ lỗ tôi bảo vệ cô, tuyệt đối sẽ không có cơ sở nào. Mặc dù Mộc Thanh Lam đã thay đổi đơn giản về dung mạo, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, nhưng trong lúc nhất thời khí chất của cô ta lại không thể thay đổi trong trẻo lạnh lùng như sen băng trên núi tuyết là kiểu người mà phần lớn đàn ông đều muốn theo đuổi lúc này cho dù dung mạo của cô ta chỉ ở bậc trung nhưng vẫn hấp dẫn lỗ bảo lâm bởi vậy sau khi một đám người lên thuyền lỗ bảo lâm lập tức mượn nhiều cơ hội để lôi kéo làm quen đặc biệt từ khi anh ta biết mộc thanh lam chỉ là một vị võ giả nội kinh anh ta càng tích cực hơn anh ta tự nhận là với thân phận người nhà họ lỗ của anh ta thì thừa sức để kết đôi với một vị võ giả nội kinh. Mục Thanh Lam là thánh nữ băng cung, thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý đến lỗ bảo lâm. Nếu không phải cô ta muốn chờ xem dáng vẻ kinh ngạc của bọn họ sau khi biết thân phận của Đường Tuấn thì cô ta đã dùng một bàn tay đánh tên lỗ bảo lâm chán sống này xuống biển rộng từ lâu rồi. Thấy thái độ của Mục Thanh Lam lạnh nhạt, trong mắt lỗ bảo lâm lóe lên ba phần tức giận, trên mặt lại bày ra một khuôn mặt tươi cười, nghiêng đầu hỏi Đường Tuấn, anh Đường, tôi muốn hỏi anh một vấn đề này. Không biết anh đến từ thế gia hay tông môn nào, tôi thật sự khá tò mò, người không hề có kinh nghiệm sông sáo gì như anh, trưởng bối của anh lại dám thả anh ra ngoài, chẳng lẽ không sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Bảo Lâm, nói chuyện cẩn thận, lỗ duy minh quát lớn một câu, nhưng trên mặt lại vẫn là vẻ thản nhiên, không hề có ý của trách lỗ Bảo Lâm, cậu đường, Bảo Lâm nói chuyện khá thẳng thắn, cậu đừng trách nó chẳng qua tôi cũng rất tò mò cậu đến từ nhà nào, không bằng cậu cứ nói ra đi, nói không chừng còn có giao tình với nhà họ lỗ tôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1176, tôi không ngờ rằng anh còn có chí hướng như thế. Đường Tuấn cười nói, tôi không đến từ thế gia và tông môn nào. Ồ, vậy à, nếu cậu đường không muốn nói thì tôi bèn không hỏi. Lỗ Duy Minh hít mắt nói, trong lòng ông ta thầm nghĩ, xem ra thằng quỷ này chắc hẳn không đến từ những đại thế gia hoặc môn phái đó, nếu không đã mang bối cảnh ra để khoe khoang từ lâu. Hoặc là cậu ta biết thế gia hoặc tông môn sau lưng cậu ta thua kém nhà họ Lỗ ở Thanh Châu mình nên ngại nói ra. Nhưng mà như vậy cũng tốt, đợi lát nữa mình cũng không cần kiêng dè gì. Cô Mộc, nếu không chờ đến sau khi hành trình trên biển này kết thúc, cô hãy đi theo tôi đi. Lỗ Bảo Lâm nghe Đường Tuấn nói vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hãnh diện nói, mặc dù nhà họ lỗ ở Thanh Châu tôi không phải là đại thế gia gì, nhưng dù sao cũng mạnh hơn mấy phần so với những thế gia không kể ra ngoài được. Có nhà họ lỗ tôi che chở, không có người nào dám ức hiếp cô. Hơn nữa nếu lần này tôi có thể đạt được cơ duyên trong bí cảnh, tương lai của nhà họ lỗ ở Thanh Châu tôi nhất định rất sáng sủa rực rỡ. Mặc dù bây giờ tôi so ra kém vị hậu thiên đạo thể đường tuấn ấy, nhưng chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nói không chừng tôi sẽ vượt qua anh ta thì sao. Nói xong, anh ta còn cố ý khinh bỉ nhìn thoáng qua đường Tuấn, nói, người tôi nói cũng không phải là đường Tuấn giả mạo này của cô. Mộc Thanh Lam hơi buồn cười nhìn thoáng qua lỗ Bảo Lâm, cố ý nói, tôi không ngờ rằng anh còn có chí hướng như thế. Lỗ Bảo Lâm vỗ ngực, nói, đó là tất nhiên. Đi theo lỗ Bảo Lâm tôi chắc chắn là tốt hơn đi theo một số người rồi. Không cần cố ý nói, mọi người cũng biết, một số người, trong miệng lỗ Bảo Lâm là chỉ đường Tuấn. Lỗ Duy Minh nghe vậy thì khen ngợi, bảo Lâm cháu có chí hướng như vậy là rất hiếm thấy. Chẳng qua nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Hậu Thiên Đạo thể tất nhiên sẽ là một trong những người mạnh nhất giới võ đạo nước Việt Nam ta, cháu muốn đuổi kịp anh ta thì cần phải cố gắng nhiều hơn mới được. Tiền Minh Viễn cũng mở miệng, giọng nói lộ ra mấy phần kính nể, nói: "Tư chất của đạo thể quả thật là xưa nay chưa từng có, chưa đến 30 tuổi cũng đã là thiên nhân thần cảnh, thậm chí có thể giết cường giả như ban cơ." Đáng tiếc tôi không thể tận mắt chứng kiến trận chiến nhà thuốc của nhà họ đường, nếu không tôi nhất định sẽ hô hào trợ uy cho anh ấy. Lỗ Bảo Lâm trêu cợt nhìn đường Tuấn, nói biết người ta lợi hại rồi đúng không? Hiện nay giới võ đạo có không ít người gọi đạo thể và long vương của nghịch luân là hai con rồng của nước Việt Nam ta. Võ đạo của nước Việt Nam ta có hai người bọn họ ở đây, những thế gia ẩn cư và vu môn gì đấy đều chỉ có thể ngoan ngoán cúi đầu. E rằng đạo thể thổi một hơi cũng thổi cho anh chết được, không phải là người mà loại hàng giả như anh có thể so sánh. Dù anh ta biết Đường Tuấn là một vị tông sư, nhưng ỷ vào phe mình có hai vị tông sư Lỗ Duy Minh và Tiền Minh Viễn trấn giữ, anh ta nói chuyện không có bất kỳ kiêng dè gì. Đường Tuấn nhéo mũi, không tức giận, ngược lại vẻ mặt có phần kỳ lạ. Nghe người khác khen mình như thế ở ngay trước mặt mình, là người đều sẽ có phần xấu hổ. Sau trận chiến nhà thuốc trong giới võ đạo có người hiểu chuyện gọi anh và Long Vương là hai con rồng bảo vệ nước Việt Nam. Lý An ở một bên khẽ thở dài, mặc dù anh ta còn trẻ nhưng đã trải qua rất nhiều, sao lại không nhìn ra sự bài xích và thù địch của đám người này đối với Đường Tuấn? Đường Tuấn chữa khỏi cho mẹ anh ta, anh ta vẫn còn vài phần thiện cảm với Đường Tuấn, nhưng lúc này lại không tìm được cơ hội nhắc nhở. Chương 1177 Ngự không mà đi, được xem là thần cảnh. Lý An nhìn quen sự đời biết rõ, đối với đám người của Lỗ Duy Minh mà nói, Đường Tuấn chỉ là đối tượng lợi dụng không tồi. Lúc nguy hiểm cận kề, Đường Tuấn chắc chắn sẽ thành đứa con rơi, nói tới giá trị thì có thể cũng không bằng ông ta. Đoàn thuyền đánh cá lênh đênh trên biển một ngày một đêm. Vào buổi trưa hôm sau, bỗng nhiên thời tiết ảm đạm. Mây đen răng kín bầu trời, điện xà đang di chuyển sột soạt trong tầng mây, một khung cảnh của ngày tận thế sắp đến. Gió lớn càn quét trên biển, mặt biển đã không còn yên bình, thuyền đánh cá bắt đầu tròng tranh. Tuy cơn bão vẫn còn cách họ một khoảng không xa, nhưng thiên địa trị uy hôm đó vẫn làm cho lòng người sợ. Lý An, chúng ta còn cách chỗ mà cậu nói bao xa nữa thế? Lỗ Duy Minh nghiêm nghị hỏi. Ông ta đứng ở đầu thuyền, nhìn tầng mây đen kịt bao trùm lên mặt biển, tay không nhịn được mà run rẩy. Kiểu tự nhiên chị uy này, đừng nói anh ta chỉ là tông sư của cảnh giới chân khí, cho dù là người đứng đầu của cảnh giới thần hải, e là cũng không dám đối đầu trực diện. Sức người cũng có lúc kém, còn sức mạnh của tự nhiên đất trời thì vô cùng vô tận. Võ đạo càng tinh thâm, càng kính nể đối với tự nhiên đất trời. Lý An suy tư một lúc, sau đó chỉ vào một nơi dưới đám mây rồi nói chính là nơi đó. Nét mặt của đám người của Lỗ Duy Minh, Tiền Minh Viễn và Lỗ Bảo Lâm thay đổi đột ngột, có vẻ khó coi. Chú hai, chúng ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước sao? Lỗ Bảo Lâm do dự hỏi anh ta chỉ là võ giả nội kinh, chưa luyện được chân khí trong cơ thể, nếu rơi vào biển cả minh mông này thì chỉ có một con đường chết. Chỉ có những cường giả cảnh giới thần hải có thể ngự không mà đi thì mới có hy vọng sống. Lỗ Duy Minh suy nghĩ một lúc, siết chặt nắm tay, kiên định nói tiến về phía trước một đoạn nữa, nếu thật sự không được thì chúng ta hãng lùi. Ông ta nhìn đường Tuấn, khóe miệng dương lên nụ cười mỉa, đường Tuấn, hành trình tiếp theo rất nguy hiểm, có lẽ chúng tôi sẽ không lo cho cậu được, cậu tự mình cầu phúc đi. Nếu chôn thân tại biển cả thì đừng trách chúng tôi. Đường Tuấn nói, mọi người tự lo cho mình là được. Lỗ Duy Minh cười gược, phất tay áo và nói, vậy thì tốt. Thuyền đánh cá tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã tiến vào khu vực biển. Sóng biển dâng cao, thuyền đánh cá nhấp nhô lên xuống khiến người dân ta ngỡ như có nguy cơ bị lật úp trong giây lát. Chú hai, đừng tiến về phía trước nữa. Đi vào nữa thì thuyền của chúng ta sẽ bị phá hủy vẻ mặt của lỗ bảo lâm tái nhợt, anh ta có vẻ sợ hãi lên tiếng. Anh ta vừa nói xong, một cơn sóng lớn ập đến suýt làm lật thuyền đánh cá. Cũng may lỗ duy minh rậm chân một cái, thuyền đánh cá đã ổn định. Lúc này, ông ta cũng bắt đầu trần trừ. Đó là gì vậy? Đột nhiên, hai mắt của tiền minh viễn sáng rỡ, giọng run rẩy chỉ về phía xa xăm. Nhìn theo hướng mà tiền minh viễn chỉ, lờ mờ có thể nhìn thấy mười mấy chấm nhỏ đen trôi nổi giữa không trung. Trời nổi mưa to gió lớn, trên biển sóng nước cuộn trào nhưng lại không cách nào dung chuyển những này chấm đen nhỏ này. Đó là cao thủ thần cảnh, Lỗ Duy Minh tập trung hai mắt, ngay sau đó ông ta mơ hồ nhìn thấy mười mấy chấm đen nhỏ này không phải vật mà là mười mấy bóng người lơ lửng trên không trung. Ngự không mà đi, được xem là thần cảnh. Trong hoàn cảnh này còn có thể ngự không mà đi và không hề chịu ảnh hưởng gì, chắc chắn là cao thủ trong thần cảnh, thậm chí rất có thể là thiên nhân đã lĩnh hội huyền quan chương 1178, mau chóng rút khỏi vùng biển này. Một hơi xuất hiện mấy chục võ giả của thiên nhân hư hư thực thực, mà còn ở cách họ không xa, như vậy làm sao có thể không khiến họ cảm thấy ngạc nhiên cho được. Sự xuất hiện của đám người này đã thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng không biết tại sao mấy chục vị thiên nhân thần cảnh lại chẳng quan tâm đến họ. Lui, mau lui đi, trong lòng của lỗ duy minh chấn động, vội gào lên. Đừng nói mấy chục vị thiên nhân thần cảnh này, chỉ cần bất cứ ai ra tay cũng có thể khiến toàn bộ họ chôn thây tại biển lớn. Suốt cuộc đây là nơi nào vậy? Sao lại xuất hiện nhiều cao thủ thần cảnh lần nữa thế? Tiền Minh Viễn cũng vô cùng lo sợ, trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Lúc này, họ đâu dám nghĩ đến những cơ duyên bí cảnh kia, có thể sống sót là đã không tệ rồi. Mặt mày của lỗ bảo lâm trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu. Cả người anh ta đơ ra ngồi phịch xuống sàn, cả người run như mắc bệnh sốt rét, chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo trước đây, trí lớn cao ngất trời của anh ta đã bị vứt bỏ sạch sẽ trong nỗi sợ sống chết này. mau chóng rút khỏi vùng biển này. Lỗ Duy Minh gào to vào buồng lái khi thấy thuyền đánh cá vẫn tiến về phía trước, không hề có xu hướng dừng lại. sóng gió quá lớn, thuyền mất kiểm soát, không cách nào quay đầu lại. một tộc nhân của nhà họ Lỗ từ bên trong buồng lái lảo đảo chạy ra, lắp bắp nói: cái gì? Lỗ Duy Minh nghe xong, tỏ ra giật mình ông ta ngước mắt lên nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào sóng gió đã trở nên lớn mạnh, toàn bộ khu vực quanh thuyền đều là sóng dâng mút trời. ở phía xa là đầu sóng cao mười mấy mét cuộn lên và vỗ về phía họ. tiêu rồi, tiền minh viễn thở dài nói với vẻ xa sút tinh thần. đợt sóng lớn như vậy vỗ tới, thuyền đánh cá này chắc chắn sẽ bị đâm hỏng, đám người bọn họ dường như không có khả năng sống sót. tuy võ giả cảnh giới chân khí có thể đạp nước mà đi, nhưng giữa biển cả mênh mông cơ bản chẳng ăn thua gì, e là còn không thấy đất liền thì đã cạn kiệt chân khí, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết. Còn về võ giả nội kinh, ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Sao lại như vậy chứ? Lỗ bảo lâm lầm bẩm tự nhủ. Anh ta lập tức nổi giận, nhìn đường tuấn giống cây lao đứng ngạo nghế ở đầu thuyền, anh ta mắng, cái tên khốn kiếp nhà mày, nếu không phải tại mày thì sao tao lại chết tại nơi này? Sau khi của trách đường tuấn xong, anh ta lại nhìn sang Lý An, dùng giọng điệu gần như nổi điên lên nói anh nói đi có phải anh cố tình dẫn chúng tôi đến đây không là ai chỉ thì anh hại nhà họ lỗ tôi thế đồ ngốc so với dáng vẻ nhếch nhác của lỗ bảo lâm ngược lại người bình thường như lý an lại tỏ ra rất bình tĩnh dù gì từ nhỏ anh ta cũng lớn lên trên biển không những xem nhẹ thời tiết tự nhiên tồi tệ ngay cả sống chết cũng thế anh nói cái gì cho dù ông đây có chết thì cũng có thể đánh chết anh trước khi mình chết đấy Lỗ Bảo Lâm khàn giọng hét lên. Lỗ Duy Minh và Tiền Minh Viễn thấy dáng vẻ anh ta thế này, bỗng dưng lặng lẽ lắc đầu. Tâm tính tu vi như vậy, cho dù Lỗ Bảo Lâm có được tài năng đi nữa, tương lai cũng định sẵn sẽ không có thành tựu to tát chứ đừng kể đến bắt kịp đạo thể của yêu nghiệt kia. Bây giờ xem ra, những lời bốc phét trước đây của Lỗ Bảo Lâm tương đối đủ rồi. Con đường võ đạo làm sao mà không có khó khăn trùng trùng, lúc nào cũng đối mặt với sống chết. Nếu mỗi lần đều đem sai lầm quy tội đến lên người khác, lại có thể có thành tựu to tát gì đây? Chương 1179, lại là một thần cảnh. Tôi thề chết sẽ đưa cậu ta trở về bờ an toàn, mong thiên nhân yên tâm. Lỗ Duy Minh run rẩy, ông ta vội nói: "Anh, người duy nhất vẫn mơ màng không hiểu, e là chỉ có Lý An thôi." Trong mắt anh ta có sự ngạc nhiên, hoảng sợ và cả sự cuồng nhiệt khó nói ra. Nơi này không có chuyện của anh nữa họ sẽ đưa anh về nhà, về nhà từ từ chăm sóc cho mẹ anh. nếu còn có suy nghĩ về võ đạo thì tới nhà thuốc của nhà họ đường tìm tôi. đường tuấn nói với lý an. anh nói xong, quay người đối mặt với con sóng khổng lồ cao cả chục mét đang chuẩn bị nuốt chừng họ. phá, một âm thanh như sấm giữa mùa xuân từ trong miệng của đường tuấn phát ra. âm, con sóng khổng lồ cao cả chục mét theo âm thanh này mà từ giữa vỡ ra, giống như có một thanh kiếm khổng lồ chẻ nó ra làm đôi. Đi thôi, Đường Tuấn nói với Mộc Thanh Lam. Mộc Thanh Lam nhìn đám đông, sau đó cũng đạp không mà bay lên. Lại là một thần cảnh, cô, cô ta là Thánh nữ Băng cung, Mộc Thanh Lam. Tuy Mộc Thanh Lam vẫn chưa để lộ dung mạo nhưng lúc này Lỗ Bảo Lâm và những người khác cũng đoán ra thân phận của cô, một Thánh nữ Băng cung bị đạo thể giam cầm. Mặt mày của Lỗ Bảo Lâm tái mét, hận không thể đào cái lỗ chôn mình vào ngay lập tức. Đường Tuấn trưởng nhẹ chiếc thuyền đánh cá dưới chân của lỗ duy minh giống như có một sức mạnh khổng lồ vô hình thúc đẩy lao với tốc độ rất nhanh vượt cơn bão tố phía trước một trường này ẩn chứa sự biến hóa lực cương và nhu thấy con người của mộc thanh lam khẽ co rút bước tiến của đường tuấn thật sự quá nhanh khiến thánh nữ băng cung cô ta cũng có cảm giác há mồm trợn mắt không để mộc thanh lam suy nghĩ nhiều đường tuấn đã bay về phía xa như mũi tên rời khỏi dây cung phá gió chém sóng thiên địa tự nhiên chịu uy dường như không cách nào tạo sự ảnh hưởng gì với anh. Hai người bay với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tới 100 mét ngoài chỗ của mấy chục vị thiên nhân thần cảnh. Trong số họ có cả nam và nữ, xem ra đều có vóc dáng của người tầm 30-40 tuổi. Nhưng võ giả vừa nhập thần cảnh, dung mạo gần như sẽ không thay đổi, những người này có thể đảm đương một thế gia ẩn cư hay môn phái to lớn, e là có lẽ đã gần trăm tuổi. Khí tức trên người họ vô cùng khủng khiếp, hơn nữa mười mấy người mơ hồ liên kết lại thành một thế trận, không khí xung quanh rung động gợn sóng nhỏ mắt thường có thể nhìn thấy, dường như cả không trung cũng có thể sụp đổ. Môn chủ vu môn vu phái nhiên, kiếm môn trương phi phàm, quỷ thất sát của phe phái huyền minh quỷ. Mục thanh lam nhìn bọn họ, đôi môi anh đào khẽ mở, thuộc như lòng bàn tay đọc lai lịch và tên tuổi của bọn họ. Đợi cô ta nói xong cái tên của người cuối cùng, đôi lông mày của cô ta không nhịn được nhíu lại. Vậy mà cô ta không tìm thấy thầy của mình trong số mười mấy người này, cung chủ đương thời của Băng cung. Ánh mắt của Đường Tuấn quét ngang đám đông, sau đó dừng lại một cô gái trẻ bị họ vây ở giữa. Cô gái chắc cũng khoảng 20 tuổi, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Cô gái lơ lửng trên không trung, lúc này dường như cô ấy đã ngủ say, hàng mi dài xinh đẹp khẽ run lên, lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt, phát ra âm thanh nho nhỏ. "Em gái?" Hốc mắt của Đường Tuấn đỏ hoe, giọng run rẩy. Cô gái này trẻ không phải ai khác, chính là em của anh, đừng lệ. Anh có thể cảm nhận sức sống và khí thức dồi rào trong cơ thể cô gái. Cô ấy không những chưa chết mà còn sở hữu tu vi của Đại Tông Sư chân Khí Cảnh, chỉ cách cảnh giới thần hải một bước thôi. Là ai thế? Không thấy tôi đang chờ ở phá cấm sao? Mau cút đi, chính ngay lúc này, cuối cùng có người phát hiện Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam. chương 1180, yên tâm đi. Hóa ra là thần cảnh trong giới trần tục à? Chúng tôi đến từ thế gia ẩn cư, làm việc ở đây. Mấy người lập tức đi ngay đi, nếu không là chết đó." Tiếng quát trước sau liên tiếp vang lên, giọng nói mang vẻ bá đạo và uy nghiêm. Lúc này trong lòng của Mộc Thanh Lam đang suy nghĩ tại sao thầy của cô ta không có mặt, cơ bản không có tâm trạng để ý mấy chuyện này. Còn Đường Tuấn lại cười mỉa, dáng vẻ lớn lối thật, người nên cút là mấy người thì có. Anh vừa dứt lời, nét mặt của mấy chục người kia trở nên thay đổi một trong số đó lên tiếng coi thường hư không biết gì cả quả nhiên là thổ dân của giới trần tục thành thần cảnh thì thật sự coi mình là thiên hạ vô địch à loại thần cảnh gà mờ như anh cảnh giới chân khí của tuyết hồng thảo đường tôi có thể giết chết anh đấy nếu anh không chịu tự mình rời khỏi vậy thì đừng trách tôi mọi người mọi người chờ tôi một chút tôi đi giết tên này rồi cùng nhau quay về phá cấm người kia nói với mấy chục tên còn lại anh tạ yên tâm đi đi với thực lực của anh thì cùng lắm giết tên nhóc kia trong nháy mắt, không làm chậm trễ chuyện chính đâu. Không sai, cái tên giới trần tục này đã lâu không chứng kiến sức mạnh chân thật, dưỡng thành tính cách tự cao tự đại. Người này có thể trở thành thần cảnh, chắc cũng có chút danh tiếng ở giới trần tục, anh tạ đúng lúc muốn giết anh ta nhằm gian đe bọn đạo trích kia. Đi nhanh về nhanh, tuy trận pháp của bí cảnh bồng lai trải qua một thời gian dài, nhưng uy lực rất lớn, muốn mở hoàn toàn sẽ cần rất nhiều thời gian. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta trên người của loài sâu kiến này." Cuối cùng Vu Phá Nhiên giải quyết dứt khoát. "Yên tâm đi, đương gia của Tuyết Hồng Thảo Đường cười ha hả, biến thành một luồng ánh sáng và bắn về phía Đường Tuấn. Tên nhóc nhớ đấy, người giết cậu là tạ diễn của Tuyết Hồng Thảo Đường." Tạ diễn cười lớn tiếng, tư thế cực kỳ kiêu ngạo. "Người của Tuyết Hồng Thảo Đường." Đường Tuấn híp mắt, thấp giọng nói, "Xem ra, Tuyết Hồng Thảo Đường của mấy người thật sự sắp bị tiêu diệt rồi." Tuyết Hồng Thảo Đường nổi tiếng với những người đồng môn về y học và võ thuật, còn tạ diễn là đương gia của Tuyết Hồng Thảo Đường, chìm đắm trong đạo này mấy chục năm. Chỉ thấy ông ta vung tay lên, hai đạo nguyên khí bành trướng từ cánh tay ông ta dâng trào, hóa thành hai dây leo dài 7-8 mét. Dây leo xanh biếc giạt rào, xem ra so với dây leo thật cũng không có khác biệt gì. Thân cảnh giả, chân khí có thể chuyển hóa thành vạn vật, có thể gọi là năng lực của tạo hóa. Dây leo vừa xuất hiện, bầu không khí rung động đùng đùng như muốn xé toạc thứ gì đó vậy con trai tôi bị đạo thể giới trần tục của anh làm bị thương tôi không thể chính tay báo thù hôm nay đúng lúc dùng máu của anh để rửa nỗi nhục của tuyết hồng thảo đường tôi muốn trách thì trách anh sinh ra tại mảnh đất lạc hậu này tạ diễn cười mỉa trong mắt tràn đầy sát khí lúc này đường tuấn và mộc thanh lam vẫn chưa trở về dung mạo ban đầu của mình do vậy tạ diễn và những người khác chưa nhận ra họ nhưng cho dù là vậy ông ta cũng không nương tay xoạt hai sợi dây leo dài bảy tám mét bỗng chốc tiến đến trước mặt của đường tuấn một sợi quất vào mặt anh một sợi muốn trói anh lại hạn chế hành động của anh lúc hai sợi dây leo chạm vào đường tuấn anh cười nhẹ chỉ thấy hai tay anh bắt lấy ngay hai sợi dây leo sau đó giật một cái nụ cười trên mặt của tả diễn vẫn chưa tan hết thì cả người đã bị kéo qua audio điện tử võ tấn bền chương 1181, còn không mau thả tạ diễn. Mua dây buộc mình, đường Tuấn khẽ quát một tiếng, anh nắm lấy hai đầu dây leo nhẹ nhàng hất lên, lập tức buộc trả tạ diễn giống như một đòn bánh tét. Sự thay đổi này thật sự quá lớn, tạ diễn cũng chưa kịp phản ứng, cả người đã bị trói chặt. Ông ta vừa ngạc nhiên vừa tức tối, vội cổ động chân khí, muốn dẫy thoát khỏi dây leo. Theo lý mà nói, dây leo là do chân khí của ông ta biến thành, thay đổi tùy theo ý của ông ta, nhưng khi ông ta có ý định muốn gạt dây leo đi thì phát hiện mình đã mất sự kiểm soát đối với chúng không những vậy hai sợi dây leo còn thắt chặt hơn trên dây leo truyền đến một sức mạnh cực lớn mặc cho ông ta cổ động chân khí cỡ nào cũng không cách nào lay động được vẻ mặt của ông ta chợt thay đổi nếu dây leo tiếp tục siết chặt ông ta e là sẽ trực tiếp bị bóp nát cứu tôi lúc này tạ diến cũng biết mình đã quá đắc ý nhanh chóng hét gọi đám người của vu phá nhiên Thực lực của Tuyết Hồng Thảo Đường trong mắt của thế gia ẩn cư chỉ xếp vào hàng trung bình. Tuy Tạ Diễn cũng đạt tới cảnh giới thiên nhân, nhưng nói về thực lực, e là còn không bằng cường giả Vu Môn ban cơ này. Bản thân ông ta cũng biết, cho nên sau khi không giấy thoát được thì vội hô cứu. Lớn gan thật, vẻ mặt của Vu Phá Nhiên và những người khác đột một thay đổi. Tuy quan hệ giữa họ và Tạ Diễn cũng không nói là tốt cho lắm nhưng dù gì cũng đều là thế gia ẩn cư đứng cùng chiến tuyến có thể nói là cùng vinh nhục tạ diễn gặp nạn họ cũng cảm thấy mất thể diện hơn nữa tiếp theo phá giải niêm phong của bí cảnh bồng lai cũng cần tạ diễn góp sức họ tuyệt đối không thể để ông ta bị giết còn không mau thả tạ diễn quỷ thất sát lạnh lùng lên tiếng đường tuấn nhắm mắt bịt tai dây leo trong tay ngày càng siết chặt vẻ mặt của tạ diễn gần như gan heo vậy chân khí sụp trước mắt sắp bị bóp chết một thổ dân thần cảnh của giới trần tục lại dám ước hiếp thế gia vô nhân ta đây, muốn chết à? Giọng của quỷ thất sát sắc bén giống như ác quỷ đang nói vậy. Nếu anh giết tôi, tất cả môn phái thế gia các người, thậm chí cả khu vực này phải nợ máu trả bằng máu. Giọng điệu của tạ diễn ảm đạm, mang thù hận thấu xương. Có vu phái nhiên và những người khác ở đây, ông ta không tin đối phương thật sự dám giết người. Chỉ cần ông ta thoát khỏi kiếp nạn, ông ta chắc chắn sẽ ra lệnh tàn sát môn phái thế gia của Đường Tuấn, bạn bè thân thiết, để trả mới thù hôm nay. Ha ha, lúc này, Đường Tuấn chỉ cười mỉa. Sau đó, tâm tư anh lay chuyển, hai sợi dây leo xanh biếc kia thô to bỗng dưng thắt chặt. Chỉ nghe tiếng, xì xì, giống như quả bóng da bị chọc thùng, tạ diễn bị hai sợi dây leo bóp nát, hóa thành một vũng máu. Dây leo do chân khí hóa thành, sức mạnh ẩn chứa trong chúng vô cùng sắc bén và bá đạo, ngay cả xương của tả diễn cũng bị bóp nát, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu. Giây phút trước khi chết, đôi mắt ông ta vẫn còn đầy vẻ không dám tin và hoảng sợ. Hiện trường lập tức trở nên tĩnh mịch, ngay cả một thanh lam cuối cùng cũng hoàn hồn sau một hồi nghĩ ngợi, cô ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô ta vừa mới mất tập trung một lúc, Đường Tuấn lại giết một vị thiên nhân thần cảnh rồi, hơn nữa còn là đương gia của Tuyết Hồng Thảo Đường. Tên này giết thần cảnh giết đến nghiện rồi ư mấy người còn ai muốn tự tìm cái chết nữa không? Đường Tuấn lạnh lùng nhìn đám đông, ánh mắt thản nhiên, không hề dao động chút nào. chương 1182, hôm nay tôi phải vượt qua bách quỷ này. Cẩn thận, Vu Phá Nhiên là môn chủ của Vu Môn, là người có thực lực mạnh nhất trong số những người có mặt, cũng là chủ lực chuyển vận đại trận phá cấm này. Tuy ông ta rất muốn ra tay nhưng lúc này vẫn không tiện. Thổ dân của giới trần đục, cậu cũng ngông cuồng quá đấy thực lực của tên tạ diễn gần như là thấp tận đáy trong số chúng tôi. Lúc nãy cậu có thể giết ông ta, trừ phi ông ta lơ là cảnh giác, thua nên mất cơ hội trước. Nếu không, cậu thật sự nghĩ là dựa vào công phu mèo quào của mấy tên thổ dân các cậu có thể là đối thủ của chúng tôi ư. Quỷ thất sát tâm tư lay chuyển, tạm thời giải trừ chuyển vận châm pháp, bay ra từ trong đám đông, từ trên cao nhìn xuống đường tuấn. Ông ta móc ra một lá cờ từ phía sau lưng, trên lá cờ này vẽ đầy các hoa văn và hình đầu lâu kỳ quái. Lá cờ này vừa xuất hiện, trên bầu trời vang lên những tiếng kêu ma quái khiến người ta cảm giác như đang ở trong quỷ vậy. Lúc này đám người của môn phái Thế Gia ẩn cư cũng tạm thời dừng phá cấm, tập trung lại xem. Môn chủ kiếm môn, Trương Phi phàm vác thanh kiếm cổ màu xanh, ông ta thấy Bách Quỷ Phiên trong tay của Quỷ Thất Sát thì nhận xét, Bách Quỷ Phiên này là vật kế thừa của phe phái Huyền Minh Quỷ qua tay mài rũa tinh luyện của vô số quỷ chủ môn của môn phái quỷ, cách thần vật chỉ còn một bước thôi. Một lá đưa ra, trong bán kính năm dặm không có một ngọn cỏ, ngay cả một thần cảnh bình thường cũng không cách nào ngăn chặn. Thực lực của quỷ thất sát trong số chúng ta, có thể xếp hàng thứ năm, lại cầm bách quỷ phiên trong tay, nếu tôi không rút kiếm, e là chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Đám đông nghe xong, lặng lẽ gật đầu. Thực lực của Trương Phi Phàm không có gì phải nghi ngờ, trong số người có mặt, E là chỉ có vua phá nhiên dám nói năng lực vượt trội hơn ông ta một bậc, còn những người khác cơ bản không cách nào đánh đồng. Mà quỷ thất sát có thể được trương phi phàm khẳng định cao như vậy, thực lực cũng vượt xa hầu hết bọn họ. Dám coi thường môn phái thế gia của tôi, đáng nhận kết cục này, chết chưa hết tội. Không ai cảm thấy đường tuấn tội nghiệp, ngược lại đều cảm thấy là lẽ hiển nhiên. Theo họ thấy, một nhóm thổ dân của giới trần tục chưa được khai sáng, cần phải phục tùng họ lúc này mộc thanh lam cũng có vẻ lo lắng trước đây cô ta cũng muốn lên tiếng nhắc nhở đường tuấn nhưng động tác của quỷ thất sát quá nhanh cô ta còn chưa có thời gian để lên tiếng hi hi có thể chết dưới bách quỷ phiên của tôi coi như cậu cũng chết có ý nghĩa ánh mắt của quỷ thất sát âm u ông ta vung bách quỷ phiên trong tay bầu trời đột nhiên nổi từng đợt gió u ám âm thanh quỷ khóc sói gào tự dưng vang lên từng hồn ma trong màn xương đen chui ra khỏi lá cờ những hồn ma này mặt xanh nanh vàng Khí tức lạnh lẽo và mạnh mẽ, mỗi tên đều có thực lực của bán bộ thần cảnh, âm hồn dày đặc phủ kín bầu trời, trong chớp mắt liền có gần cả trăm tên. Hồn ma trong bách quỷ phiên này là những người bị quỷ chủ của môn phái quỷ giết. Từng người trong số họ đều là thần cảnh, sau khi chết, hồn bị quỷ chủ giam cầm, nhốt trong bách quỷ phiên, cho tới giờ đúng lúc có 99 tên. Hôm nay, cộng thêm cậu thì bách quỷ phiên này sẽ danh xứng với thực rồi. Đi, nuốt chửng cậu ta quỷ thất sát cười mỉa, 99 ác quỷ thét chói tai vang lên và xông về phía đường Tuấn. Mau tránh ra, bách quỷ đang vận hành, ngay cả thân xác của thiên nhân thần cảnh đều sẽ bị hủy hoại. Vẻ mặt của Mộc Thanh Lam tái nhợt, cô ta vội hét lên. Đường Tuấn lắc đầu và cười khẩy lên tiếng, hôm nay tôi phải vượt qua bách quỷ này. Đường Tuấn vừa dứt lời, tinh thần nghiêm nghị, trở nên nghiêm túc vô cùng. Đồng thời thanh âm của Phật và thiền từ trên người anh phát ra, trong tay anh còn nhúm máu của tạ diễn lúc nãy. Nhưng lúc này, lại trở thành Phật Thích Ca trách trời thương dân, Phật Thích Ca nhúm máu. chương 1183 có thể làm tổn thương hồn. Đường Tuấn từng tham thiền tại chùa bái đính gần nửa năm, mặc kệ là đối mặt cảnh chết ngồi buồn so trong động, hay là sau này tính dưỡng trong tĩnh thiền viện, đều khiến anh có sự am hiểu sâu sắc công pháp của Phật Môn. Cho nên trong trận chiến sau đó tại thôn Thanh Thủy, anh mới giúp hòa thượng câm hóa độ hóa vong hồn ngưng tụ trong người của Đại Kim Cương. Anh tham thiền nhưng không tu Phật, nhưng điều đó cũng không có nghĩa anh không hề biết gì về công pháp của Phật môn, ngược lại vì 99 chữ cổ trong thức hải khiến anh có giác ngộ nhất pháp thông vạn pháp thông. Kèm theo vô số âm tiếng phản vang lên, phía sau anh hiện hư ảnh của một vị Phật thích ca màu vàng. Hư ảnh của vị Phật thích ca này cao 33,33 ,33 mét, rộng 9,99 mét, vẻ mặt trang nghiêm, có lòng chắc ẩn và không sợ hãi trong đôi mắt. Gương mặt của Phật Thích Ca lại giống đường tuấn đến 7-8 phần. Nếu để võ giả thần hải cảnh của cổ thiếu lâm tu Phật nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ hô toáng lên. Lấy tâm của mình thay tâm Phật, điều này đã là cảnh giới cao nhất trong tu Phật được mọi người biết đến. Địa tạng vương Bồ Tát từng nói, địa ngục chưa trống không, thể không thành Phật. Lúc này, đường Tuấn đã ở trong trạng thái huyền diệu này. Trong bách quỷ phiên có 99 hồn ma ác quỷ, quỷ thất sát nói 99 vị ác quỷ lúc còn sống đều là võ giả thần hải cảnh. Đường Tuấn vốn không tin những lời này, nếu trong bách quỷ phiên trước mắt thật sự do 99 vong hồn của võ giả thần hải cảnh tạo thành, e là ngay cả cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo cũng không thể chống lại một đòn. Đa số vong hồn trong bách quỷ phiên là do vô số võ giả nội kinh và chân khí cảnh hợp thành, thông qua bí pháp khiến những vong hồn này nuốt lẫn nhau mà trưởng thành, giống như nuôi sâu độc vậy luyện thành bách quỷ phiên này e là dùng đến hàng ngàn thậm chí là hàng vạn vong hồn. Giữa đất trời, kim quang đại thịnh, ánh sáng vàng trói mắt xuyên qua vòng trời. Bầu trời vốn bị mây đen răng kín, nay lại được những ánh sáng vàng này mở ra một lỗ hồng, ánh nắng dọi qua lỗ hồng này. Ánh sáng vàng và ánh mặt trời giao nhau, đột nhiên ánh sáng vàng trở nên nóng rực. Sột soạt, cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, những hồn ma trong bách quỷ phiên cách đường tuấn khoảng vài mét, nhưng ánh sáng đèn vàng này chiếu rọi, chúng giống như băng tuyết tan chảy vậy, hóa thành màn xương đen, sau đó hoàn toàn biến mất giữa đất trời. Thuật độ hóa tối cao của Phật môn, trong chớp mắt, 99 vị ác quỷ biến mất quá nửa, mắt của quỷ thất sát trợn trong. Bách quỷ phiên là một trong những bí mật của phe phái huyền minh quỷ, ông ta ỷ lại vào lá cờ này, thậm chí có thể đánh nhau với cường giả cảnh giới cao nhất của võ đạo. Nhưng bây giờ đã có quá nửa hồn tan biến trong lá cờ, thực lực của bách quỷ phiên giống như bị suy giảm hơn một nửa, làm sao là ông ta không đau lòng? tâm tư ông ta lay động, hồn chưa tới một nửa còn sót lại bỗng chốc bay về bách quỷ phiên. lúc này hư ảnh có ánh sáng vàng phía sau đường tuấn khẽ hé môi, một âm tiết huyền diệu không cách nào nói thành lời vang vọng tại nơi này. đây là phật âm, chỗ hồn còn lại lập tức tan biến trong phật âm, ngay cả bách quỷ phiên trong tay của quỷ thất sát cũng bốc cháy, ngọn lửa đốt cháy bách quỷ phiên có màu trắng vàng. Vô cùng kỳ lạ. Đây là ngọn lửa ma, có thể làm tổn thương hồn. A! À, quỷ Thất Sát đau đớn gào thét, ông ta tinh luyện suốt mấy chục năm, có hỏa cùng gánh. Nếu không phải ông ta quyết đoán vứt bách quỷ phiên bị ngọn lửa ma đốt cháy ra ngoài, e là ông ta cũng sẽ bị ngọn lửa ma đốt cả người. Tuy là vậy, Quỷ Thất Sát cũng bị thương rất nặng, có thể cả đời này không cách nào khỏi hẳn. Trong ánh mắt của Quỷ Thất Sát lộ vẻ hoảng sợ, cuối cùng vị quỷ chủ đương thời của môn phái quỷ đã sợ trong khoảnh khắc bách quỷ phiên bị tiêu hủy, ông ta cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Trốn. chương 1184, vì tôi đủ mạnh. Quỷ thất sát chợt nghĩ vậy, thân hình lùi về phía sau. Phía sau ông ta là vô phá nhiên, trương phi phàm và mười mấy vị cường giả khác, ông ta không tin đường Tuấn còn có thể ra tay giết người. Dừng tay. Trương Phi phàm và những người khác cũng hiểu đạo lý này, họ đồng thanh hét lên. Đồng thời họ tạm ngưng phá giải trận pháp của bí cảnh, cùng nhau đối phó với đường Tuấn. Quỷ thất sát khác với tạ diễn, thực lực của ông ta còn mạnh hơn nhiều so với tạ diễn, có tác dụng rất quan trọng trong việc phá giải trận pháp, họ không thể trơ mắt nhìn quỷ thất sát bị giết. Trừ vu phá nhiên vẫn còn kiểm soát bên ngoài trận pháp, tất cả những người khác đều ra tay. Đám người này nắm giữ thế gia ẩn cư và môn phái, Tu Vi đã vào thiên nhân thần cảnh, chỉ cách cảnh giới cao nhất của võ đạo một bước thậm chí là nửa bước thôi. Thực lực của từng người đều cực kỳ khủng khiếp, đặc biệt còn có Trương Phi Phạm, trong số người có mặt ở đây, chỉ có tu vi của vu phá nhiên cao hơn ông ta nửa phần. Trương Phi Phạm không hề do dự rút thanh kiếm cổ màu xanh, nhẹ nhàng chén xuống. Ánh sáng kiếm ong ánh như sông Ngân Hà, kiếm khí sắc bén vô song phóng ra giữa đất trời, không khí dường như bị cắt đôi. Trừ Trương Phi Phạm ra, những người nắm quyền của thế gia có tiếng hay môn phái khác lần lượt ra tay sơn chủ của núi phiêu miểu cầm hai cái trúng trệ lớn vỗ mạnh, sóng âm vô hình hóa thành sóng âm càn quét. Tâm tư của cung chủ của thiên hỏa cung lay động, hình thành một con rồng lửa dài 16,7 đến 18 mét. Con rồng lửa sống động như thật, ngay cả hoa văn trên vảy rồng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngọn lửa đốt cháy không khí, nước biển bên dưới bị nhiệt độ cao bốc hơi thành sương mù. Mộc thanh lam nhìn ngây ngốc từ nãy giờ, cả người hồn bay phách lạc, thân hình mềm mại không ngừng run rẩy mấy chục vị thiên nhân thần cảnh dốc hết sức ra tay, trong đó còn có cường giả trương phi phàm chỉ còn cách nửa bước là đến cảnh giới cao nhất của võ đạo. Đội hình này đủ sức nghiền nát bất kỳ một thế gia ẩn cư nào, cho dù cường giả thuộc cảnh giới cao nhất của võ đạo chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lần này, anh cũng nên rút lui rồi chứ. Một thanh lam nhìn bóng lưng của đường Tuấn, trong lòng nói thầm, đây mới là bí mật của rất nhiều môn phái thế gia của chúng ta. Sự tranh lệch kiểu này chỉ dựa vào một mình anh thì không cách nào bù đắp được nhiều cường giả bắt tay nhau như vậy đường tuấn đành lui lại nếu không thì chỉ có một con đường chết ngoài ra mộc thanh lam không nghĩ ra khả năng thứ ba lui đi mộc thanh lam thấp giọng nói thua họ cũng không mất mặt đâu đường tuấn khẽ quay đầu và cười nhẹ lúc trước không phải cô hỏi tôi dựa vào gì mà dám dùng sức một mình đối kháng với rất nhiều môn phái thế gia của mấy cô không bây giờ tôi nói cho cô biết vì tôi đủ mạnh mộc thanh lam đưa ra chế diễu, đủ mạnh ư. Ha ha, lẽ nào anh còn mạnh hơn cảnh giới cao nhất của võ đạo? Cho dù hôm nay có cường giả cảnh giới cao nhất của võ đạo ở đây, tôi cũng có thể giết anh ta. Giọng của đường Tuấn lạnh lùng. chương 1185, Hậu Thiên Đạo Thể. Đường Tuấn đấm thẳng một trường. Cú đấm này không có chiêu thức bí mật nào cả, không có bất kỳ kỹ xảo nào, thậm chí xem ra có vẻ thô giáp phụng về, giống như đứa trẻ mới học đánh đấm không lâu, mang lại cho người khác cảm giác có trăm chỗ sơ hở. Nhưng với cú đấm này, trời đất mở dần, tiếng sấm cuồn cuộn. Nơi quyền ấn đi qua bất ngờ xuất hiện một vùng chân không. Pong pong pong. Con rồng lửa của thiên hỏa cung bị cú đấm này đập tan, hóa thành đóm lửa nhỏ. Sóng âm của núi phiêu miểu cũng bị đụng rồi tan biến. Cuối cùng là một đạo kiếm khí vắt ngang bầu trời của trương phi phàm trong khi chưa chắn được quyền kình thì đã bị nghiền vụn. Trong nháy mắt một đòn của quyền kinh khiến mấy vị cường giả của môn phái thế gia bắt tay nhau lần lượt bị nghiền vụn, xu hướng không ngừng tấn công thẳng đến vị trí phía sau của quỷ thất sát. Thân hình của quỷ thất sát loạn choạng, lảo đảo vài bước giữa không chung, sau đó thần thái trong ánh mắt dần tối tăm, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng gạo, đại đạo trí giản. Quỷ thất sát nói xong thì rơi xuống vùng biển bên dưới, nước chảy bèo trôi. Đại đạo trí giản, mãi tới khi quỷ thất sát rớt xuống biển, người có mặt mới dần dần phản ứng lại. Chuyện này sao có thể? Một suy nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu họ. Người bình thường không thể có thể phách xác thịt mạnh mẽ đến vậy được. Rốt cuộc cậu là ai? Trương Phi phàm siết chặt thanh kiếm cổ trong tay, nét mặt nghiêm nghị hỏi. Đường Tuấn cười mỉa, cơ thịt trên mặt và xương cốt có chút biến đổi, hiện ra hình dạng vốn có của mình. Là cậu, hậu thiên đạo thể. Lúc này, tất cả mọi người đều nhận ra đường Tuấn sau khi anh tiêu diệt tạ nam thì trở thành thổ dân mà môn phái thế gia ẩn cư muốn giết nhất. Đáng tiếc vì chuyện bí cảnh bồng lai, chuyện này mãi luôn hoãn lại, không ngờ hôm nay đường tuấn lại xuất hiện trước mặt họ trong trạng thái này. Cậu, hình như còn chưa đến 30 tuổi đúng không? Nét mặt của cung chủ của thiên hỏa cung tái nhật, hình như nghĩ ra chuyện gì đó, hoảng sợ lên tiếng. Tất cả đều đưa người ra tại chỗ lần nữa. Môn phái thế gia bọn họ truyền thừa lâu đời, thời gian dài đằng đẵng xuất hiện rất nhiều thiên tài. Trong số đó, thỉnh thoảng có tuyệt thế thiên tài tham ngộ huyền quan trước 30 tuổi. Nhưng so với đường Tuấn thì lại kém không biết bao nhiêu. Tiếp theo, sự liên thủ giữa 12 vị thiên nhân thần cảnh tung đòn có thể đánh ra một trường của đại đạo trí giản, đạt đến bước vô chiêu thắng hữu chiêu. Họ nghĩ nát óc cũng không ngờ trong môn phái thế gia lại có người có thể đạt tới bước này, ngay cả lão tổ vu môn tài hoa hơn người của mấy ngàn năm trước cũng không làm được tất cả đều im lặng. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1186, không hay rồi. Một lúc sau, ý định giết người hiện lên trong mắt của Trương Phi phàm, thanh kiếm cổ trong tay phát ra tiếng len keng, giống như đang khao khát giết chóc vậy. Mũi kiếm hướng về đường Tuấn, Trương Phi phàm nghiêm nghị lên tiếng, không thể để cậu ra sống sót rời khỏi đây. Thiên Hỏa Cung, núi phiêu miểu và những người chủ quản khác dần dần hoàn hồn, đồng thời ánh mắt nhìn đường tuấn hiện lên ý định giết người tài năng của đường tuấn phô bày quá khủng khiếp có thể nói là từ xưa tới nay mới nghe lần đầu nếu để đường tuấn tiếp tục trưởng thành chỉ cần vài chục năm tới lúc đó còn có ai có thể là đối thủ của anh cùng nhau ra tay trương phi phàm nghiêm túc nói ông ta là môn chủ đương thời của kiếm môn cả đời giao tiếp với kiếm tính cách ngạo mạn nhưng lúc này ngay cả ông ta cũng phải thừa nhận mình không phải đối thủ của đường tuấn cần phải bắt tay với những người khác thì mới có tư cách khiêu chiến. Ha ha, đường Tuấn cười mỉa, thân hình lướt qua muốn ra tay trước. 12 vị thiên nhân thần cảnh liên thủ, cho dù là anh thì cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn, đặc biệt là còn một vị vu phá nhiên nhìn chằm chằm ở một bên, nếu kéo dài thì ai biết chủ quản của đám môn phái thế gia này có con át chủ bài gì. Cho nên anh chỉ còn cách đánh bại bọn họ. Không hay rồi, vẻ mặt của Trương Phi phàm thay đổi, Ông ta đã đoán ra ý định của Đường Tuấn. Không chỉ có ông ta, Cung chủ Thiên Hỏa Cung và những người khác cũng đoán ra. Chỉ đáng tiếc họ đã chế một bước, chỉ thấy Đường Tuấn tốc độ trực tiếp phá vỡ âm chướng, đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh, bỗng chốc đến trước mặt của Cung chủ Thiên Hỏa Cung. Anh Tung ra một quyền, nắm đấm gói gọn trong ngọn lửa. So tài kiểm soát sức mạnh của ngọn lửa, không biết tự lượng sức. Cung chủ Thiên Hỏa Cung mỉm cười coi thường. Thiên Hỏa cung nổi tiếng kiểm soát sức mạnh của ngọn lửa, tu vi trên người ông ta đều dựa trên ngọn lửa, ngọn lửa là sinh mạng thứ hai của ông ta. Tuy truyền thừa của Vu Môn nhiều, nhưng về bản lĩnh kiểm soát sức mạnh của ngọn lửa vẫn kém ông ta một bậc. Tâm tư ông ta lay động, một tấm khiên lửa từ cõi hư vô xuất hiện trước người. Tấm khiên lửa do ngọn lửa hình thành, ngọn lửa vẽ hoa văn huyền diệu, tăng cường đáng kể năng lực phòng ngự của tấm khiên. Đây là phương pháp phòng ngự bí truyền của Thiên Hỏa cung thậm chí có thể đỡ được một đòn của cường giả cảnh giới cao nhất của võ đạo. Tuy lúc này Đường Tuấn mới tung một trường của đại đạo trí giản, nhưng quyền pháp đó không thuộc mức độ này, cho dù cường giả cảnh giới cao nhất của võ đạo cũng chưa chắc có thể tung ra. Ông ta không tin Đường Tuấn có thể tung ra một trường như vậy. Nhưng không phải quyền pháp đó, ông ta hoàn toàn có tự tin chặn được. Pong! Nắm đấm lửa và tấm khiên lửa bỗng nhiên va chạm vào nhau. Tấm khiên lửa lập tức bị phá vỡ, nắm đấm của đường tuấn vươn ra khỏi tấm khiên, xuyên qua lồng ngực của cung chủ thiên hỏa cung, ngọn lửa quấn quanh nắm đấm thiêu đốt trái tim ông ta thành cho bụi ngay lập tức. Không thể nào, lúc sắp chết, cung chủ thiên hỏa cung không dám tin vào mắt mình. Thật bạo gan, trương phi phàm vung kiếm, có ý muốn ngăn đường tuấn, đáng tiếc tốc độ của anh còn nhanh hơn kiếm khí của ông ta, một lúc sau đã tới trước mặt của chủ quản núi phiêu miểu. Trường 1187, Vạn Pháp Thông Núi Phiêu Miểu nổi tiếng với những đòn tấn công bằng sóng âm, Đường Tuấn há miệng gầm thét, sóng âm vô hình nở rộ, phá tan thức hải của chủ quản núi Phiêu Miểu. Sau khi gào xong, Đường Tuấn cũng không thèm nhìn liền giết đối tượng tiếp theo. 12 môn phái thế gia, ai cũng có sở trường riêng, có sở trường khống chế ngọn lửa, có sở trường tấn công bằng sóng âm, có sở trường đạo pháp hệ mộc. Cách làm của Đường Tuấn rất đơn giản và thô, người có sở trường khống chế ngọn lửa, anh dùng ngọn lửa tấn công Ai sở trường tấn công bằng sóng âm, anh cũng dùng sóng âm. Người có sở trường đạo pháp hệ mộc, anh cũng dùng đạo pháp hệ mộc. Lấy cách của người trị lại người. Đám chủ quản của môn phái thế gia này ai cũng kiêu ngạo, trong lòng coi giới trần tục là vùng đất thổ dân, trước giờ không coi ra gì. Nhưng bây giờ tất cả niềm kiêu hãnh của họ bị phá hủy hoàn toàn bởi hành vi ngày càng bá đạo và hống hách của Đường Tuấn. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Trương Phi phàm cả người của vị môn chủ kiếm môn này run rẩy trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Ông ta được người đời gọi là kiếm thần, một viên kiếm tâm đã mấy chục năm chưa hề dao động nhưng bây giờ kiếm tâm rung rung, ngay cả thanh kiếm cổ trong tay cũng rung lên, dường như đã bị Đường Tuấn dọa một phen. Vạn pháp thông, Trương Phi phàm không nhịn được nói, môn phái thế gia của tôi sao lại chọc vào kiểu người này? Nếu biết Đường Tuấn khủng khiếp đến vậy, họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Ngó Lơ. Cho dù thời gian mở bí cảnh bồng lai kéo dài, cũng phải giết anh để trừ hậu hoạn ông ta quay đầu muốn xem phản ứng của vu phá nhiên thế nào đáng tiếc vu phá nhiên phía sau ông ta đã biến mất không còn tâm tích chỉ còn lại đường lệ vẫn đang ngủ say và lơ lửng giữa không trung không tôi không muốn chết tôi là kiếm thần của kiếm môn tôi sẽ không thua trương phi phàm giống điên cuồng trong lòng ông ta còn muốn dòm ngó cảnh giới cao nhất của võ đạo tuyệt đối không thể chết tại nơi này biến suy nghĩ không cam lòng hành sức mạnh bỗng nhiên khí thế của trương phi phàm tăng vọt trong lúc mơ hồ vậy mà chạm vào ngưỡng cửa của cảnh giới cao nhất của võ đạo. Tên họ đường kia, cậu dám giết hại nhiều môn phái thế gia của bọn tôi như thế, tôi muốn cậu hối hận cả đời. Trương Phi phàm chợt quát một tiếng, thanh kiếm của màu xanh trong tay hóa thành một luồng sáng phóng ra, mục tiêu không phải đường Tuấn mà là cô gái đang ngủ say, đường lệ, còn bản thân ông ta lại bay về hướng ngược lại. Hèn hạ, Mộc Thanh Lam thấy vậy, không nhịn được lên tiếng nhưng lần này trương phi phàm quả thật đã đưa ra sự lựa chọn tốt nhất luồng kiếm sáng của ông ta đã phát huy ở mức vượt chuẩn nhưng cũng không dám nói là có thể đánh bại đường tuấn cho nên ông ta rất sáng suốt chọn đường lệ vây ngụy cứu triệu tên họ đường kia nếu cậu đuổi giết tôi em gái cậu chết chắc đấy hi hi tôi đã hiểu được con đường thông đến cảnh giới cao nhất của võ đạo lần sau gặp lại chính là ngày chết của cậu giọng nói phách lối của trương phi phàm vọng lại từ xa chương 1188, nên kết thúc rồi nhỉ. Siết chặt thanh kiếm cổ màu xanh, ánh mắt của đường tuấn lóe lên ý định giết người nồng đậm. Đôi mắt tập trung, ngưng tụ nguyên khí cả người, xem thanh kiếm cổ trong tay như cây lao mà ném ra ngoài. Một lúc sau, trương phi phàm gào thét thảm thiết vang vọng từ phía xa, tên danh họ đường kia, thù này tôi sẽ ghi nhớ. Lần sau gặp mặt chính là ngày chết của cậu. Hừ, nét mặt của đường tuấn không tỏ ra hiền lành. Nói về thực lực chân chính, so với Trương Phi phàm thì sức mạnh của anh cũng có hạn, lúc này anh vì cứu đường lệ mà vuột mất cơ hội. Còn Trương Phi phàm tháo chạy điên cuồng, anh cũng rất khó đuổi theo kịp. Lúc này mặt mày của Mộc Thanh Lam cũng tái nhợt, cô ta cơ bản không dám tin. Mấy trục trí cường giả thế ra ẩn cư này, trừ vu phá nhiên từ đầu tới cuối cũng chưa ra tay, họ liên thủ lại cũng đều thất bại dưới tay của Đường Tuấn. Hơn nữa, thấy dáng vẻ tùy ý của đường Tuấn giống như chỉ đơn giản là giết gà thịt chó. Thực lực này đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Hóa ra đây mới là thực lực chân chính của anh. Mộc Thanh Lam cười ngược ngược lại cũng may là thầy của mình không có đây, nếu không thì e cũng sẽ có kết cục như quỷ thất sát và những người khác. Nhưng rốt cuộc anh ta là người thế nào? Ít có hậu thiên đạo thể có thể mạnh đến mức này, lẽ nào là chuyển thế của thượng cổ tiên nhân? Bỗng dưng trong lòng cô ta hiện lên một loạt nghi vấn. Mặc kệ là Đại Đạo trí giản hay là Vạn Pháp thông đều là kỹ năng thuộc về truyền thuyết, nhưng hạ bút thành văn trong tay của Đường Tuấn. Điều này khiến cô ta phải nghi ngờ xuất thân của anh, thậm chí nghi ngờ anh là chuyển thế của tiên nhân, chỉ có tình huống này mới có thể giải thích được cảnh tượng trước mặt. Còn bên kia, Đường Tuấn đã ôm lấy Đường Lệ, anh nhìn cô bé trong vòng tay, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt không nhịn được rơi xuống. "Lệ Nhi, chúng ta về nhà thôi." Đường Tuấn lẩm bẩm hình như nghe được tiếng gọi của anh cô gái từ từ mở mắt ra đôi mắt sáng như vì sao nhìn đường tuấn trước tiên là ngỡ ngàng sau đó đôi mắt run rẩy mang theo vài phần kích động và ngạc nhiên thấp thỏm không yên nói với anh anh đường tuấn càng ôm chặt lấy cô ấy nhẹ nhàng nói ừm um. một chữ có giá trị bằng ngàn lời nói vạn câu thề một lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra lúc này đường lệ chợt nhớ ra chuyện gì đó căng thẳng không yên hỏi anh 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 đi nhanh đi thực lực của đám người xấu kia rất mạnh, anh không phải đối thủ của họ đâu." Cô gái vẫn còn muốn nói tiếp, Đường Tuấn cười và vỗ lên tay cô ấy rồi nói, "Em yên tâm đi. Đám người xấu kia bị anh đánh chạy mất rồi, em là em gái anh, sau này không ai có thể ức hiếp em được." Đường Lệ bị câu nói này của anh chọc cười, "Anh, sao bây giờ anh cũng thích khoe khoang thế?" Đường Tuấn không giải thích nhiều, chỉ nhìn vào đám mây rông trên bầu trời, hình như đang nghĩ về chuyện gì đó. Mộc Thanh Lam đi tới bên cạnh Đường Tuấn, nhẹ nhàng nói, nên kết thúc rồi nhỉ. Đường Tuấn nhìn sang nơi khác, nói, vẫn chưa được, Vu phá nhiên còn chưa chết. Một loạt biến cố của nhà họ Đường đều có liên quan đến Vu môn, Đường Lệ lại bị Vu phá nhiên giam cầm gần một năm, anh nhất định phải báo mối thù này. Hơn nữa, thực lực của Vu phá nhiên quá mạnh, còn mạnh hơn cả Trương Phi Phàm, có kẻ địch nấp trong bóng tối thế này, Đường Tuấn rất khó mà yên lòng chương 1189, anh tôi đúng là lợi hại. Vu Phá Nhiên là môn chủ của Vu Môn, một ngàn năm trước Vu Môn có một cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo, truyền thừa thâm hậu nhất trong rất nhiều thế gia. Mộc Thanh làm do dự lên tiếng, lúc nãy nếu Vu Phá Nhiên ra tay, anh không thể nhẹ nhõm thế này đâu. Tôi khuyên anh đừng làm chuyện ngốc thì hơn. Đường Tuấn nhìn đường lệ, đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia lạnh lùng, anh nói tôi nhất định phải báo mối thù của nhà họ đường mộc thanh lam không nhịn được tức giận anh làm sao mà báo khi nãy vu phá nhiên nhân lúc anh và bọn họ đại chiến thì đã mở đường thông vào bí cảnh bồng lai bây giờ ông ta đã vào rồi bây giờ bí cảnh khép lại anh còn không thấy ông ta thì làm sao mà báo thù lúc nãy cô ta theo dõi động tĩnh trong này là người nhìn rõ ràng nhất tuy bí cảnh bồng lai vẫn chưa mở nhưng vẫn có thể dung nạp một mình vu phá nhiên được nghe nói bí cảnh bồng lai là vùng đất do tiên nhân để lại bên trong ẩn chứa đủ loại nguy hiểm, cho dù là cường giả cảnh giới cao nhất của võ đạo đi vào cũng có thể chết. Cô ta điều chỉnh lại hơi thở và nói, đủ rồi. Anh đã giết nhiều người như vậy, chỉ cần không ép phu phá nhiên, ông ta cũng kiêng rẻ anh, tuyệt đối không dám ra tay với anh. Với tiềm năng của anh, qua 10 năm nữa còn sợ không báo được thù à. Đường Tuấn nói, tôi không muốn chờ. Anh nói xong, giao đường lệ cho Mộc Thanh Lam, thay tôi chăm sóc cho con bé, chờ tôi ra ngoài, tôi nợ cô một ân tình mộc thanh lam thấy đường tuấn cơ bản không để tâm đến lời nói của cô ta trong lòng không nhịn được tức tối nhưng vẫn che chở cho đường lệ cô ta nói thầm tôi cũng muốn xem thử làm thế nào mà anh giết được vu phá nhiên anh còn tiến vào được bí cảnh bồng lai nữa là đường tuấn đứng lơ lửng nhìn vào hư không trước mặt anh có thể cảm nhận sự bạo động của nguyên khí biển cả sự cuồng bạo của nguyên khí trời đất còn có một tia rung động trong huyết mạch của anh một lúc sau anh quay đầu nói với Mộc Thanh Lam, tôi đi một lát rồi về. Anh nói xong, hai tay anh vừa xé, trong hư không dường như có một cửa ngõ bị xé toạc, lộ ra cửa hang xa thẳm. Đường Tuấn không quay đầu mà đi thẳng vào, cửa hang lặng lẽ khép lại. Đây, cái này quá phản khoa học rồi. Mộc Thanh Lam nhìn mà không nói nên lời, xém chút nghi ngờ bản thân nhìn nhầm. Cửa hang của bí cảnh bồng lai không phải cần mười mấy trí cường giả bắt tay mới có thể mở ra sao. Tại sao một mình Đường Tuấn đã có thể mở rồi? Hơn nữa, anh còn mở ra dễ dàng như thế. Đường Lệ đứng một bên tỏ ra sùng bái, háo hức nói, anh tôi đúng là lợi hại. Sau khi Đường Tuấn đi vào cửa hang, một luồng sáng lập lòe bên cạnh bóng chốc sáng rực trước mặt anh, nguyên khí trời đất mạnh hơn gấp 5 6 lần so với thế giới bên ngoài đập vào mặt. Sau một khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thích ứng, cuối cùng Đường Tuấn cũng nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Lúc này anh đang đứng trên một vách núi bầu trời xanh thẳng có chim chóc bay qua trời cao nhìn xuống dưới là một khu rừng bạt ngàn gió thổi qua khu rừng khơi dậy một trận sóng to biển lớn ở nơi xa xăm một kiến trúc cổ xưa đứng vững giữa núi rừng đường tuấn thở một cái nguyên khí cuồn cuộn tràn vào trong lồng ngực anh hóa thành chân khí trong cơ thể anh tu vi của anh tăng trưởng chỉ trong khoảnh khắc này anh đã cảm thấy tu vi của mình tăng lên một bậc không hổ là tiên cảnh trong truyền thuyết cơ thể của đường Tuấn khẽ run, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. chương 1190, cậu biết cái gì gọi là tiên nhân không? Anh ngước nhìn lên bầu trời, diều hâu đọ sức trên trời cao. Con diều hâu này chỉ dài 7-8 mét, xài rộng cánh đạt tới mười mấy mét, phát ra tiếng kêu đáng sợ, âm thanh sắc bén vang vọng khắp nơi. Chỉ dựa vào khí thức để phán đoán, thực lực của con diều hâu này đã đạt đến bước đại tông sư chân khí cảnh. Lông trên người nó giống như nước vàng đổ vào, dưới ánh nắng chiếu rọi óng ánh tia sáng vàng nhạt. Xét về cấp độ thân xác, con diều hâu này e là có thể so được với võ giả thần hải cảnh. Đây không phải là loài giã thú chim bay đơn giản mà là yêu thú. Đường Tuấn âm thầm gật đầu, theo sự thay đổi lớn của trời đất, tuy bên ngoài cũng có giã thú đột biến, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa đạt được mức gọi là yêu thú. Nhưng trong bí cảnh lại sản sinh ra loài yêu thú này, hiển nhiên là rất phi thường. Lúc này thị lực của đường Tuấn rất đáng ngạc nhiên, có thể nhìn rõ cảnh tượng cả trong lẫn ngoài. Nhưng bây giờ anh nhìn lướt qua nhưng không nhìn thấy đến bờ bên kia. Bí cảnh nơi này rất lớn, vượt xa trí tưởng tượng của anh. Phu phá nhiên đâu, đường Tuấn phóng tầm mắt nhìn qua, cuối cùng ánh mắt lại nhìn sang đóng kiến trúc cổ xưa cách đó không xa. Kiểu dáng của những kiến trúc này cực kỳ lâu đời, giống như tòa quỳnh các trong thần thoại truyền thuyết. Nơi đó chắc là nơi ở của tiên nhân trong bí cảnh bồng lai, cũng có nghĩa là điểm đến của Vu Phá Nhiên và những người khác trong chuyến đi này. Dường như muốn xác minh suy nghĩ của Đường Tuấn, đột nhiên có một tiếng gầm dài phát ra từ quần thể kiến trúc cổ, sau đó là giọng cười mừng như phát điên của Vu Phá Nhiên, hóa ra đây chính là cảnh giới cao nhất của võ đạo à. Cuối cùng tôi cũng đạt được bước này, tương lai của Vu môn tôi chắc có thể trị vì thiên hạ rồi. Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí thế vô cùng kinh người phóng từ trong một tòa gác ra khí tức kinh người hóa thành một đạo nguyên khí chi trụ sông thẳng lên trời, khí xuyên qua mây xanh. Tuy chỉ có một đạo nguyên khí chi trụ nhưng so với 49 đạo nguyên khí chi trụ của ban cơ thì mạnh hơn gấp mấy lần, cơ bản không cách nào so sánh được. Vẻ mặt của đường Tuấn thay đổi đột ngột, thân hình khẽ động, cấp tốc lao nhanh về hướng đó. Lúc này vu phá nhiên đang thể hiện khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối là thứ mà bình thường anh ít nhìn thấy. Tuy Trần Tùng N. N và Long Vương cũng là cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo, nhưng trước giờ cũng chưa giải phóng hoàn toàn khí thức của cường giả cực cảnh ở trước mặt ông ta. Còn lúc này Vu Phá Nhiên không còn che đậy, rõ ràng đã biết sự xuất hiện của anh. Khi đường tuấn đáp xuống quần thể kiến trúc này, Vu Phá Nhiên đang đứng trước một trong những cung điện, hai tay chắp phía sau nhìn lên biển hiệu treo cao tại cung điện. Lúc này anh đã thu lại khí thức, vẻ mặt không buồn không vui, giống như một ông cụ trải đời cho dù võ giả thần cảnh gặp anh, e là cũng sẽ coi anh là người bình thường, hoàn toàn không cách nào móc nối liên hệ giữa anh và cường giả cấp bậc như môn chủ Vu môn. Nhưng nét mặt của Đường Tuấn lại càng trở nên nghiêm nghị, tinh thần của anh còn nhạy cảm hơn cả võ giả thần cảnh, có thể cảm nhận ngọn núi lửa khủng khiếp dường như đang ẩn chứa trong cơ thể của Vu Phá Nhiên, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Vu Phá Nhiên giống như chưa nhìn thấy sự xuất hiện của Đường Tuấn, vẫn ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu trên cao, trên biển hiệu có viết mấy chữ cổ Ông ta nhẹ nhàng nói, khi tôi đột phá tới cảnh giới cao nhất của võ đạo mới phát hiện nhân lực nhỏ bé. Cho dù cường giả nguyên đan cảnh trong truyền thuyết, được mệnh danh là thọ 500 năm nhưng vẫn không thoát được ải sống chết. Năm xưa, tòa kiến trúc này là nơi ở của tiên nhân, được gọi là Tiên cung. Lúc đó nó được xếp vào ba đại tiên cảnh ngoài hai bí cảnh lớn. Ông ta nói tới đây, cuối cùng quay đầu nhìn thì thấy Đường Tuấn, ông ta lên tiếng, cậu biết cái gì gọi là tiên nhân không? không chờ anh trả lời, ông ta tự biên tự diễn trả lời, không, làm sao cậu biết được. Tiên nhân vẫn là sự tồn tại vượt qua thần hải cảnh, có khả năng có rời núi lấp biển. Cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo cũng không đỡ nổi một đầu ngón tay của ông ta. Đáng tiếc, ngay cả tiên nhân mạnh thế này cũng không cách nào sống đến hiện tại, chỉ ở lại vùng đất tiên cảnh này, cho thế hệ mai sau chiêm ngưỡng. Audio điện tử võ tấn bền chương 1191, chẳng qua chỉ có vậy. Anh lắc đầu và nói, đáng tiếc trong mắt tôi, thành tựu này của ông có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Cái ông gọi là mạnh mẽ, theo tôi thấy, không đủ là sâu kiến lớn hơn một chút. Ông cơ bản không biết cảnh giới cao nhất của võ đạo mạnh ra sao ư. Lúc này một người giống như ông, chỉ cần một cái tát của tôi cũng có thể tát chết ông. Quỳ xuống thần phục tôi, tương lai khi vu môn của tôi thống lĩnh giới võ đạo, chinh phục thế giới, có thể dành một chỗ nhỏ cho cậu, thậm chí tôi có thể để cậu trở thành cảnh giới cao nhất của võ đạo, nguyên đan cảnh cũng được. Vu phá nhiên nhẹ nhàng nói, giọng điệu của ông ta bình tĩnh giống như đang trình bày một sự thật không thể bình thường hơn. Đường Tuấn vẫn không thay đổi, đồng thời nhìn lên biển hiệu khắc hai chữ tiên cung kia, nhẹ nhàng cười nói tiên nhân sẽ chết, cảnh giới cao nhất của võ đạo cũng sẽ chết. Ông tự đánh giá mình cao quá rồi, cảnh giới cao nhất của võ đạo vốn không giỏi giang thế đâu. Giọng điệu của anh bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên cơn sóng. Lúc bước chân vào quần thể kiến trúc này, đột nhiên ngọc trụ thần bí trong thức hải của anh nóng rực, hình như muốn thoát ra khỏi thức hải vậy. 99 chữ cổ chứa rất nhiều ánh sáng, trong số đó dường như có âm thanh đang nói cho Đường Tuấn nghe là hãy tiến vào cung điện này. Ngọc trụ thần bí và 99 chữ cổ chắc chắn có liên quan bí cảnh Bồng Lai. Đường Tuấn chợt suy nghĩ, Tuy trong lòng hận không thể lập tức đi sâu vào nghiên cứu nhưng anh cũng nhẫn nại với suy nghĩ này, ít ra phải giải quyết cái tên vu phá nhiên trước mắt rồi hãng nói. vu phá nhiên nghe xong, vẻ mặt hơi đơ ra, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường, lúc trước tôi cũng có suy nghĩ giống như cậu, nhưng khi đi vào cực cảnh, võ đạo của tôi đã thăng hoa, đạt đến trình độ mà trước giờ tôi cũng không dám tưởng tượng. Cho nên tôi càng khiêm tốn và càng kính sợ, mới nghĩ tới tu hành của cậu không dễ dàng, muốn cho cậu một con đường sống, không ngờ cậu vẫn tự cao tự đại như vậy. Nếu cậu cứ ngang bướng như thế, vậy tôi sẽ khiến cậu nhìn ra cái gì gọi là sức mạnh chân chính. Đợi lúc cậu quỳ trước mặt tôi, cậu sẽ biết làm sao để kính sợ sức mạnh. Vu phá nhiên cười mỉa. Ông ta phất tay áo dài. Bỗng nhiên giữa sân vang lên âm thanh của một trận thủy chiều giống như biển động sắp ập đến vậy. Đó là cộng hưởng mãnh liệt của nguyên khí biển cả được ông ta dẫn động sinh ra. Bỗng chốc nguyên khí 100 mét xung quanh bị ông ta kiểm soát, sau đó hóa thành thủy triều vô hình quét về phía đường Tuấn. Pong! Sức mạnh của đòn này quả thật quá mạnh, đường Tuấn bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Dọc đường đi, những cây cao gần trăm mét kia bị sức mạnh của cái phất tay này ảnh hưởng, chỉ nghe thấy tiếng, răng rắc răng rắc, bỗng dưng những cây đại thụ cao chọc trời này bị gãy đôi, hóa thành mùn cưa đầy trời. Chỉ có dự âm là đã có uy lực khủng khiếp như vậy, cho nên uy lực của cái phất tay của vu phá nhiên mạnh cỡ nào phần lớn sức mạnh của cái phất tay này dồn lên người của Đường Tuấn, bỗng dưng khí thức của anh không ổn định. Đổi lại là thiên nhân thần cảnh khác, cho dù cường giả có cấp bậc như Trương Phi Phàm thì dưới cái phất tay này, ít ra cũng bị thương nặng, thậm chí là chết. Đường Tuấn lơ lửng giữa không chung, phu phá nhiên đạp bay lên trên không và nhẹ nhàng nói, bây giờ biết sự chênh lệch giữa hai ta rồi chứ. Tôi chỉ dùng hai phần sức mạnh cho cái phất tay lúc nãy. Cho cậu thêm một cơ hội nữa, thần phục tôi đi nếu tôi lại ra tay thì sẽ không nương tay đâu chẳng qua chỉ có vậy trong mắt của đường tuấn hiện ý chí chiến đấu và tức giận vu phá nhiên quả thật mang đến cảm giác nguy cơ rất lớn cho anh nhưng muốn dựa vào đây khiến anh cúi đầu thì tuyệt đối không thể ha ha nếu cậu muốn tự tìm cái chết thế này thì đừng trách tôi thế gian không dễ gì mới xuất hiện một đạo thể đáng tiếc lại phải tan biến như vậy nhưng sau khi cậu chết tôi sẽ rút cạn máu của cậu tái tạo một đạo thể mới Vu phá nhiên cười mỉa. Ông ta vừa dứt lời, bỗng dưng đi tới trước mặt đường Tuấn. chương 1192 đại bàng cánh bạc. Ai cũng nói đạo thể là thể chất mạnh nhất trong thể phách của thế gian, hôm nay tôi phải dập tan lời đồn này mới được. Đứng trước sức mạnh chân chính, đạo thể hay thể hồn gì gì đều sẽ tan thành mây khói. Giọng nói của Vu phá nhiên vang lên, vậy mà ông ta không sử dụng nguyên khí, đơn thuần chỉ muốn đọ sức bằng xác thịt với đường Tuấn. Pong pong pong, mờ thanh trầm thấp liên tục vang lên trong bí cảnh này. Sức mạnh của vu phá nhiên quá mạnh, tốc độ quá nhanh, ông ta thật sự không sử dụng nguyên khí, chỉ muốn đọ sức bằng thân xác, nhưng mỗi lần ra tay đều nhanh hơn đường tuấn. Quyền, trường, đầu gối, khuỷu tay trở thành vũ khí thích hợp nhất của ông ta. Lần này hình như ông ta trở thành cao thủ vật lộn đẳng cấp thần thoại. Mỗi lần ra tay đều đánh vào người của đường tuấn, anh thậm chí không có sức đánh trả. Động tính giao đấu giữa đường Tuấn và Vu phá nhiên quá lớn, chỉ thấy hai người trên không hóa thành hai đạo ảo ảnh, tiến hành chiến đấu giáp lá cả như những kẻ man dợ nguyên thủy. Mỗi lần va chạm đều nổ ra âm thanh vang dội như sấm sét, đám mây trên bầu trời cũng bị dư âm phá tan. Trong khu rừng bên dưới, có vô số thú dữ bị kinh động, một số thú dữ có thể sánh với chân khí cảnh có ý đổ tiến gần thì bị dư âm sau cuộc đấu của hai người làm cho bị thương nặng. Vu phá nhiên hoàn toàn chiếm thế thượng phong, tình hình có thể nói là có xu hướng nhưng về một bên. Thất bại và cái chết của đường Tuấn hình như chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Động tĩnh chiến đấu của cả hai cũng thu hút một số tên trong bí cảnh này. Một con chim đại bàng với bộ lông màu trắng bạc bay ngang qua bầu trời, đôi cánh của nó xảy ra dài 30 mét, tạo ra một bóng đen dày đặc trên mặt đất, vừa vỗ cảnh thì đột phá âm trướng, tốc độ cực kỳ kinh người. Lông vũ mang theo lưỡi dao sáng bóng, móng vuốt đen huyền có thể so với thần binh, có thể dễ dàng nghiền nát vàng và sắt. Nó bay đến bầu trời, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa hai người nhưng không có ý kết thúc. Gầm, có một tiếng gầm điên cuồng truyền đến từ phía xa, một người vượn khổng lồ cao 13-14 mét đứng thẳng, chạy từ vùng rừng núi phía xa đến. Lông trên người nó trắng như tuyết, hai tay thô to như thân cây, mỗi bước dẫm lên có thể dễ dàng dẫm nát một cây to cao mất trời còn có một con rắn đen to nhảy ra khỏi hồ nước ở phía xa, bò trong khu rừng. Nó dài gần 30 mét, thân rắn thô giáp 3-4 mét. Dưới ánh sáng, phải đen phóng ra tia sáng bóng âm u lạnh lẽo, đầu lưỡi rắn phun ra nuốt vào, khí tức hôi tanh nồng đậm tỏa ra. Đại bàng cánh bạc, tuyết hầu, chăn đen. Ba tên này hiển nhiên đều là thú giữ tiếng tăm lẫy lừng được ghi chép trong sách cổ, nhưng đã bao nhiêu năm không có xuất hiện trên thế gian, không ngờ trong bí cảnh Bồng Lai lại có sự tồn tại của ba loại này. Khí tức của ba tên này đều rất mạnh mẽ, hình như không thua kém thiên nhân thần cảnh. Hơn nữa, chúng là loài thú, thân xác càng mạnh hơn, e là một thiên nhân thần cảnh bình thường cũng sẽ bị chúng ăn tươi nuốt sống. Loài người lại dám xông vào thánh địa, Tuyết Hầu lên tiếng, nó lại phát ra tiếng người, giọng nói của nó giống như tiếng chuông lớn, vang dội trời đất. Cơn giận dữ hừng hực ẩn chứa trong đôi mắt to như chuông đồng. Rõ ràng là sự xuất hiện của đường tuấn và Vu Phá Nhiên đã khiến nó nổi giận. Chương 1193, cứ chờ đã. Đại bàng, ông thấy sao?" Tuyết Hầu ngước lên nhìn đại bàng trên trời, trầm giọng hỏi. Tuy chúng đều là thú dữ nhưng thực lực của đại bàng cánh bạc cao hơn chúng vài phần. Bình thường chiếm giữ một nơi, mạnh ai nấy làm, nhưng lúc này đối mặt với sự xâm nhập của kẻ địch bên ngoài, chúng cũng hiểu là phải đoàn kết lại, chống lại kẻ thù. Cứ chờ đã đại bàng cánh bạc nhìn cuộc chiến đang diễn ra trong mắt hiện lên vẻ suy tư ông ta truyền âm cho tuyết hầu và chăn đen tên nhóc trẻ tuổi kia không phải đối thủ của ông cụ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết đúng lúc để cậu ta làm tiêu hao sức lực và tinh thần của ông cụ chúng ta chiếm ưu thế tới lúc đó hãng ra tay cũng không muộn giết ông cụ kia thánh địa chỉ thuộc về chúng ta tuyệt đối không cho bất cứ ai khác nhúng chàm tuyết hầu và chăn đen âm thầm gật đầu cả hai đồng ý Pong! Chính ngay lúc này, Vu Phá Nhiên lại tung một cú đấm bay đường Tuấn. Thân hình của anh ổn định, lúc này trên da đầy vết bầm tím, cánh tay và vai vặn vẹo có chút không tự nhiên. Những vết tích này là do Vu Phá Nhiên đánh bị thương trong thời gian giao đấu ngắn ngủi lúc nãy. Vu Phá Nhiên không thừa thắng xông lên mà nhìn sang đường Tuấn rồi nhẹ nhàng nói, cậu còn muốn tiếp tục đấu nữa không? Là đạo thể, thân xác là chỗ dựa mạnh nhất của cậu. Nhưng thể phách mạnh ở mức này đứng trước mặt tôi, cũng không dày hơn một lớp giấy mỏng là bao, nhẹ nhàng đâm một cái là rách. Còn về cái mà cậu gọi là vạn pháp giai thông, theo tôi thấy chẳng qua chỉ là trò hề trẻ con, không đáng hoanh hoang. Thân xác, chân khí, tinh thần, không có mặt nào cậu có thể so được với tôi thì sao có thể thẳng được chứ? Cảnh giới cao nhất của võ đạo vốn không giỏi giang đến vậy. Đường Tuấn thản nhiên lên tiếng. Anh nhìn những vết sẹo và dấu bàn tay trên người, Ngược lại anh còn nở nụ cười sáng lạt, ông vừa mới vào cảnh giới cao nhất của võ đạo, quả thật không có kẻ địch chân chính. Nay ông muốn đoạt thân xác và thể phách với tôi, vậy thì như ông mong muốn. Anh vừa nói xong, đột nhiên khí huyết sôi trào, giống như mặt trời chó trang một màu đỏ như máu. Những vết sẹo bầm tím trên người biến mất không thấy bóng dáng trong lúc khí huyết phun trào. Trong cuộc giao đấu lúc nãy, chẳng qua anh chỉ muốn thăm dò cảnh giới cao nhất của võ đạo mạnh cỡ nào thôi khí huyết của tên nhóc này sao lại mạnh như thế, cũng sắp sánh ngang với yêu thú chúng ta rồi. Giọng nói của tuyết hầu trầm thấp ầm ầm vang lên, mang thêm vài phần ngạc nhiên, lúc nãy tên nhóc này cũng đâu có dùng hết sức, nhưng cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo cũng đâu có hiếu chiến đến thế. Chăn đen và đại bàng cánh bạc âm thầm gật đầu, vẫn không coi trọng đường tuấn. Tuy chúng không đạt cảnh giới cao nhất của võ đạo nhưng chúng vốn là thú giữ thượng cổ, đã thức tỉnh sức mạnh mạch máu, biết rõ sự khủng khiếp của cường giả cực cảnh trong giới thần hải cảnh, cường giả có thân xác, chân khí và tinh thần đạt mức cực hạn về cả ba mặt đều được gọi là cảnh giới cao nhất của võ đạo. Nếu tiến lên một bước, chính là tiên nhân, vì vậy cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo lại được gọi là trí cường giả của thần hải cảnh. Trí cường giả, chính là vô địch, thần hải vô địch. Cú đấm này là để đáp lại những gì ông vừa ban tặng. Đường Tuấn nhẹ nhàng nói. Anh tung ra một cú, ánh sáng vàng vô cùng óng ánh tỏa ra trên nắm đấm của anh giống như mặt trời thu nhỏ. Âm ầm, cú đấm này quét sạch không khí, những nơi dọc đường đi còn tạo ra một vùng chân không. Chương 1194, cậu đáng chết. Bỗng nhiên nắm đấm đánh vào cơ thể của Vu Phá Nhiên, sức mạnh cuồng bạo như thủy triều trút xuống. Thân xác của Vu Phá Nhiên cũng đạt cực hạn của thần hải cảnh, nhưng đối mặt với cú đấm này, ông ta lại cảm thấy lực bất tòng tâm, chỉ kiên trì được một lúc thì phải dồn hết chân khí để ứng phó. Lúc trước ông ta nói muốn dựa và thân xác tiến hành đọ sức với đường Tuấn, nhưng bây giờ thì lại nuốt lời. Cú đấm này của đường Tuấn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của ông ta, nếu ông ta tiếp tục kiên trì như đã hứa trước đó, rất có thể sẽ bị cú đấm này làm bị thương nặng. Pong! Dù vô phá nhiên phản ứng kịp thời nhưng vẫn bị cú đấm này đánh văng ra, vết máu nơi khóe miệng trào ra. Không hổ là đạo thể, có tư cách khiến tôi dốc toàn sức chiến đấu. Hôm nay dùng máu của cậu để chúc mừng tôi thăng lên cảnh giới cao nhất của võ đạo đi. Vu phá nhiên không giận mà còn cười. Ông ta trở lòng bàn tay, đột nhiên dưới đất sung chuyển. Vô số cây cao chót vót bị bật gốc, những cây lớn này cao gần trăm mét, cần mười mấy người mới có thể ôm xuể. Lúc này, những cây to đùng này bị vu phá nhiên bứng lên không trung và đập về phía đường tuấn. Vô số cây lớn chắn ngang bầu trời, che kín tia sáng giống như ngày tận thế sắp đến vậy. Tên nhóc kia sắp thua rồi. Trong lòng của đại bàng cánh bạc than nhẹ, tuy cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo không làm được chuyện rời nước lấp biển, nhưng sức mạnh này đã vượt phạm trù của thần cảnh, chỉ cách tiên nhân trong truyền thuyết một bước. Vô số cây cao chót vót bắn lên không chung, tốc độ cực nhanh, giống như một con tàu khổng lồ đâm vào đường Tuấn vậy. Nếu thật sự bị đâm trúng, thân xác của đường Tuấn có mạnh đi chăng nữa cũng sẽ bị thương. Đường Tuấn cười mỉa, tinh thần chiến đấu càng thêm mạnh mẽ, thân hình khẽ động là chủ động xông vào những cây lớn này. Lúc này anh thật sự hóa thành một thú dữ, dùng thân xác của chính mình để mở đường, nếu ông dốc toàn lực chiến đấu với tôi, tôi cũng phải cẩn thận một chút. Đáng tiếc ông quá ngốc, để phô bày sự mạnh mẽ của mình mà lại làm ra hành động tiêu hao sức mạnh thế này. Giọng nói của Đường Tuấn vừa truyền đến, một lúc sau thân hình của anh xông ra từ gỗ lớn, tung một cú đấm nữa lên lồng ngực của Vu Phá Thiên cú đấm này còn cuồng bạo và mạnh hơn cú lúc nãy. Vu phá thiên bị đánh văng ra ngoài 50 mét, khuôn ngực lõm vào, dáng vẻ nhếch nhác. Âm ầm khúc gỗ lớn trên bầu trời mất kiểm soát, từ trên trời cao giáng xuống, đập xuống đất không ngừng chấn động. Nét mặt của vu phá nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng, đường tuấn lại có thể ép ông ta dùng sức mạnh của cường giả cực cảnh, thậm chí khiến ông ta bị thương. Tuy bây giờ chút thương tích này đối với ông ta mà nói cũng chẳng đáng kể, lúc này có thể hồi phục nhưng ông ta vẫn thấy nhục cậu đáng chết vu phá nhiên tức giận nói vu ấn ông ta vừa dứt lời ấn pháp huyền diệu từ trong tay hiện ra trong ấn pháp có mùi của thầy pháp giống như nguồn gốc của mọi thuật pháp và võ đạo của vu môn ấn pháp vừa tung ra nguyên khí của trời đất xung quanh giường như cũng bị quấy nhiễu bài xích đường tuấn bên ngoài trong mắt của đại bàng cánh bạc chăn đen và tuyết hầu lộ vẻ hoảng sợ trong ánh mắt chúng có một nỗi sợ hãi không nói thành lời chúng cũng cảm thấy nguy cơ sống chết từ trên vu ấn. Ấn pháp này là vị lão tổ của vu môn tôi sáng tạo từ hàng ngàn năm trước, trong ấn pháp bao gồm tất cả võ đạo và thuật pháp của vu môn, là dấu ấn nguồn gốc của vu môn. Dòng dõi vu thị của tôi có thể cai quản vu môn đều dựa vào vu ấn. Cậu có thể chết dưới ấn pháp này là vinh hạnh của cậu. Bỗng dưng tâm trạng của vu phá nhiên trở nên bình tĩnh, trên mặt còn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Trường 1195 thuật liếm thức tuyệt mệnh vụ ấn này là ấn pháp của tiên nhân, đại bàng cánh bạc hô toáng lên. Đôi mắt mờ mịt của tuyết hầu và chăn đen lộ ra vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ. Gì mà gọi là ấn pháp của tiên nhân, đây chính là ấn pháp do cường giả nguyên đan cảnh tạo ra. Nguyên đan cảnh giới có thần thông rời núi lấp biển, một hơi là có thể giết chết cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo. Còn Vu ấn này là ấn pháp của tiên nhân, tuy không phải do võ giả nguyên đan cảnh chính tay thi triển, nhưng vẫn rất mạnh. Còn lâu thần cảnh thông thường có thể tiếp nhận. Cho dù cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo đối mặt với ấn này cũng đành tạm lui, không có đường thứ hai. Đáng tiếc, Vu Phá Nhiên cười đắc chí, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Đường Tuấn bị Vu ấn đánh tan tành. Vu ấn là bí thuật ông ta đè tận đáy hòm, là kết tinh của võ đạo và trí tuệ của lão tổ Vu Môn mấy ngàn năm trước. Sau khi ông ta đạt cảnh giới cao nhất của võ đạo mới có thể miễn cưỡng thi triển cái này. Ấn này vừa tung ra, bỗng chốc rút sạch bảy tám trên người chân nguyên của ông ta. Nếu xung quanh không có ba thú giữ rình rập, ông ta cũng không muốn thi triển vu ấn. Nhưng ấn này một khi tung ra, đường Tuấn chết chắc. Sau đó, ông ta nhân lúc dốc sức thu dọn ba thú giữ kia. Tinh nhuệ của môn phái thế gia khác đã bị đường Tuấn chém sạch giết sạch, không cách nào tạo bất ca hai y sự quấy nhiễu đến kế hoạch lớn tiếp theo của vu môn. Vu phá nhiên và vu môn sẽ là người chiến thắng cuối cùng vẻ mặt của đường Tuấn trở nên nghiêm nghị. Anh cũng cảm nhận được nguy cơ sống chết chưa từng có trước đây. Trong nháy mắt, vụ ấn hình thành, không gian xung quanh trở thành một tấm sắt, hạn chế cực lớn năng lực hành động của anh, tốc độ anh lui tránh tuyệt đối không bằng tốc độ của vụ ấn. Ấn pháp của tiên nhân quả thật rất mạnh, nhưng đáng tiếc ông vẫn chưa phải là tiên nhân. Đường Tuấn gầm nhẹ, tâm tư của anh lay động, nguyên khí khắp người bùng cháy, 108.000 lỗ chân lông đồng thời mở ra, nuốt chửng nguyên khí xung quanh. Thuật liếm tức việt mệnh. Anh có được môn bí thuật này từ tay của Yến Đình Khôi. Cho dù lúc đầu cuộc huyết chiến ở chùa bái đính chưa từng dùng. Hôm nay anh đối mặt với tuyệt cảnh, cuối cùng vẫn không thể giữ lại. Đồng thời, Ngọc trụ thần bí trong thức hải của anh dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao. Trong thức hải nổi lên một cơn bão, tinh thần lực ngưng tụ thành sợi. Thậm chí Đường Tuấn cảm thấy một tiếng động rất nhẹ phát ra từ cơ thể mình có chút giống tiếng mở khóa. Không gian vốn bị vu ấn niêm phong giờ được mở ra, anh cảm giác cơ thể nhẹ nhõm trước đây chưa từng có. Tốc độ của vu ấn nhanh hết mức nhưng lúc này theo anh thấy cũng có vẻ hơi chậm, thậm chí có cảm giác lộ ra cả trăm sơ hở. Không phải tầm mắt của anh hiện tại vượt qua lão tổ vu môn sáng lập vu ấn mà là vu phá nhiên không cách nào thi triển vu ấn hoàn chỉnh, hữu hình nhưng vô thần. Trong nháy mắt, không những vu ấn, cả thế giới trong mắt của đường Tuấn gần như đều trở nên khác biệt. Các kiểu công pháp võ đạo và việc sử dụng chân nguyên khác nhau chảy trong lòng anh, anh đã bước vào một cảnh giới trước giờ chưa từng có. Thì ra là vậy, Đường Tuấn than nhẹ một tiếng. Những thay đổi này nhìn thì có vẻ phức tạp và dài dằng dặc, nhưng lại xảy ra trong chớp mắt. Lúc Đường Tuấn tách ra một chút tâm trí từ trong trạng thái huyền diệu đó, vụ ấn cách lồng ngực của anh còn chưa tới một ngón tay. Audio điện tử võ tấn bền chương 1196, chắc cậu ta chết rồi phải không? Chịu không nổi một đòn, đường Tuấn cười nhẹ. Anh vươn ngón tay, búng nhẹ giống như đứa trẻ bắn bi thoải mái và nhẹ nhàng. Sắp chết tới nơi mà còn giả bộ, vu phá nhiên chế nhạo. Một lúc sau, ngón tay của vu ấn và đường Tuấn tiếp xúc. Giang giác, trong ánh mắt đắc chí của vu phá nhiên, âm thanh kinh người, vu ấn vỡ thành từng mảnh, dường như đồ sứ đụng chúng kim cương vậy, không chịu nổi một đòn, vu ấn vỡ thành từng mảnh, hai người bị nguyên khí cuồng bạo cuốn vào, hóa thành một chùm ánh sáng vô cùng chói mắt. Phía dưới, cổ họng khổng lồ của tuyết hầu di chuyển lên xuống, nhìn lên chùm sáng và nói lắp bắp chắc cậu ta chết rồi phải không? Ừm, đại bàng cánh bạc không biết đã bay lên đỉnh đầu của nó từ lúc nào, ánh mắt sắc bén hiện lên tia ngạc nhiên, đây chính là cực cảnh chi y. Chăn đen còn rúm thân mình, dường như có vẻ sợ hãi trùng sáng trói mắt trên bầu trời dần dần tản ra, lộ ra bóng dáng của Đường Tuấn và Vu Phá Nhiên. Hai người trông có vẻ không có bất kỳ thay đổi nào, ngay cả quần áo cũng không bị tổn hại, bình tĩnh đến mức bất ngờ. Đại Bàng Cánh Bạc nhìn cảnh tượng này, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc nãy Vu ấn hiện ra uy lực quá khủng khiếp như vậy, nhưng bây giờ cũng không làm bị thương đến góc áo của cả hai, điều này không hợp với lẽ thông thường. Không thể nào đôi mắt bình tĩnh của vu phá nhiên hiện lên vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Những lời này dường như là một tín hiệu bình thường, một chùm sáng trói lọi xuyên qua cơ thể ông ta, gương mặt của vu phá nhiên bị chùm sáng cắt ra. Cơ thể của ông ta giống như túi nước bị vô số kim châm chọc thùng, chùm sáng dâng trào như nước. Pong! Cuối cùng, cả người của vu phá nhiên nổ tung, biến thành những mảnh vụn ánh sáng. Vị môn chủ của vu môn này, Cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo chết mà cũng không hiểu tại sao mình lại thua. Lúc này Đường Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay anh hơi run rẩy, máu tươi trên cánh tay anh chảy xuống. Tuy đã giết được phu phá nhiên nhưng anh cũng bị thương. Nếu trong giây phút cuối cùng anh không đột phá thì chắc chắn cũng không bị thương đơn giản thế này. Chuyện, chuyện này, đại bàng cánh bạc và hai thú giữ kia trừng to hai mắt, không dám tin khi nhìn cảnh tượng này. Tuyết Hầu ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn lại nhìn sang đại bàng cánh bạc và hỏi, Ngân Thiên, chúng ta vẫn phải bắt tay giết cậu ta chứ? Người này xông vào thánh địa, chắc chắn có âm mưu, nhân lúc cậu ta yếu thì lấy mạng cậu ta, bây giờ là thời cơ tốt nhất để ra tay. Đại bàng cánh bạc thấp giọng nói, tuyết hầu, ông nhỏ tiếng lại cho tôi. Tự ông muốn chết thì đừng có mà kéo tôi chịu tội thay. Ông không thấy tên đó hung tàn ra sao ư, lúc nãy ông cụ kia là cảnh giới cao nhất của võ đạo hàng thật giá thật cũng bị cậu ta đánh cho banh xác. Tuy thân xác của tuyết hầu nhất tộc nhà ông mạnh mẽ, nhưng có thể cản được một quyền một cước của cậu ta không? Đừng nói với tôi cái gì mà nhân lúc cậu ta yếu thì lấy mạng cậu ta, tên nhóc đó nhìn còn khỏe khoắn lắm, không hề có vẻ bị thương chút nào. Ngân Thiên, ông, tuyết hầu bỗng nhiên dùng rợn nhìn sang đại bàng cánh bạc rồi tắt tiếng. chương 1197, Thánh Ngọc. Im miệng, không phải kêu ông nhỏ tiếng hay sao? lỡ như kinh động đến tên sát tinh kia thì tu hành mấy trăm năm của ba chúng ta coi như hủy mất đấy. Đại bàng cánh bạc khó chịu lên tiếng. Cái tên tuyết hầu này được cái to xác chứ não bộ không ứng dụng tốt chút nào. Sát tinh mà mấy người nói là tôi phải không? Chính ngay lúc này, một giọng lạnh lùng vang trên đỉnh đầu của đại bàng cánh bạc. Đại bàng cánh bạc sửng sốt, nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy đường Tuấn đã tới phía trên đỉnh đầu của nó từ lúc nào, cách chưa tới 5 mét lúc nãy những gì nó nói chắc chắn đã lọt vào tai của đối phương. Nó chợt quay đầu liếc nhìn tuyết hầu, tên này nói cho hết câu không được sao. Đây là muốn dọa chết đại bàng ông đây à. Tuyết hầu được nhân tính hóa lộ ra nét mặt bất lực, dường như đang nói, ông im miệng cho tôi. Nhưng ba tên thú giữ vẫn tụ chung lại với nhau, chân khí dâng trào khắp người đang chờ phát huy, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lúc nãy đường Tuấn thể hiện thực lực ra ngoài quá mạnh, chỉ dùng ngón tay đã giết được cảnh giới cao nhất của võ đạo khiến chúng lộ vẻ sợ sệt cho dù ba tên thú giữ bắt tay nhau trong lòng cũng không tự tin đại bàng cánh bạc nghiêm nghị nói các hạ tôi đây không muốn làm kẻ địch với cậu mong cậu từ chỗ nào đến thì về chỗ đó đi đường tuấn lắc đầu nói đợi lúc tôi muốn đi thì dĩ nhiên sẽ tự đi bây giờ tôi hỏi mấy ông vài vấn đề ba tên thú giữ nhìn nhau có vẻ khó hiểu và cảnh giác Bí mật ẩn chứa trong bí cảnh này thật sự quá nhiều, bọn chúng cũng không cách nào hiểu hết toàn bộ, bọn chúng cũng thông qua hồi ức truyền thừa trong huyết mạch mới biết được một số chuyện, hơn nữa không thể dễ dàng nói cho người khác biết. "Cậu muốn hỏi chuyện gì?" Đại bàng cánh bạc lên tiếng. Ngọc trụ thần bí trong thức hải của Đường Tuấn ngày càng nóng ran, lúc nào cũng có thể bay ra, hình như có thứ gì đó sâu trong bí cảnh này thu hút Ngọc trụ tiến lên phía trước. Nếu không phải Đường Tuấn dùng thần tàng quyết mạnh mẽ áp chế nó, Lúc này Ngọc Trụ E là đã rời khỏi cơ thể của anh rồi. Nơi này rốt cuộc là nơi gì thế?" Đường Tuấn hỏi. Bí cảnh Bồng Lai, đại bàng cánh bạc có vẻ buồn cười đáp lại. "Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi không phải hỏi chuyện này." Anh nhìn chằm chằm vào đại bàng cánh bạc, giọng điệu nghiêm nghị hỏi, "Nếu nơi này được cho là nơi ở của tiên nhân, vậy tiên nhân đâu? Tại sao chỉ có lầu các này, tại sao mấy ông lại gọi nó là thánh địa?" đôi mắt to của đại bàng cánh bạc hiện lên vẻ ngạc nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đường tuấn nếu không phải kiêng rè thực lực của anh bọn chúng đã ra tay từ lâu nhưng nó vẫn không định trả lời vấn đề này liên quan đến một số bí mật nó không thể được trả lời đường tuấn sụ mặt vừa muốn lên tiếng bỗng dưng ngọc trụ thần bí trong thức hải phát ra tiếng ong ong sau đó dẫy thoát khỏi thức hải của anh bay lên trên đầu của anh và ba tên thú giữ này ngọc trụ thần bí tỏa ra ánh sáng chiếu xuống thành từng chùm ánh sáng, tăng thêm cảm giác thần thánh. Thánh Ngọc Lúc Ngọc Trụ xuất hiện, trong mắt của ba tên thú dữ, đại bàng cánh bạc, chăn đen và tuyết hầu hiện lên vẻ ngạc nhiên và kích động, cái đầu ngẩng cao cúi thấp, đồng thanh hô lên. Trong ánh mắt khó hiểu của Đường Tuấn, ba tên thú dữ cúi đầu với anh và kính cẩn nói Thánh Chủ. Chuyện này là sao? Đường Tuấn nhìn Ngọc Trụ thần bí dẫy thoát khỏi khỏi sự ràng buộc trong thức hải và ổn định lại, anh hỏi chương 1198, quả nhiên là cực cảnh. Lần này, đại bàng cánh bạc không hề trần trừ mà kính cẩn nói, tổ tiên để lại dấu ấn huyết mạch, hễ có được Thánh Ngọc đi vào thành địa thì chính là chủ nhân của Thánh Địa, cũng là chủ nhân của tôi đây. Tổ tiên, dấu ấn huyết mạch, đường tuấn cao mày, trong lòng càng thấy khó hiểu. Giọng của đại bàng cánh bạc lộ vẻ đau buồn và nói, những câu mà Thánh Chủ hỏi lúc nãy, tôi có thể trả lời cậu. Thời thượng cổ, bí cảnh bồng lai là nơi ở của tiên nhân có bách tiên sinh sống nó được gọi là tiên cảnh cùng với hai bí cảnh khác nhưng sau này có một ngày bỗng dưng thánh chủ trong bí cảnh triệu tập bách tiên sau đó dẫn bách tiên rời khỏi tiên cảnh sau lần rời khỏi đó thì cũng không quay trở lại lúc đó tổ tiên của tôi vẫn còn yếu chưa được dẫn đi cho nên ở lại đây canh giữ còn về tin đồn của ngọc trụ cũng được lưu lại từ dạo đó đại bàng cánh bạc thương cảm nói năm xưa Huyết mạch chi lực của tổ tiên tôi mạnh cỡ nào, sức chiến đấu sánh ngang với tiên nhân, đáng tiếc đã nhiều năm trôi qua như vậy, huyết mạch chi lực đã vô cùng mỏng manh và phức tạp, không cách nào khôi phục lại vinh quang của tổ tiên. Nói đến đây, đột nhiên đại bàng cánh bạc ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn rồi lên tiếng, nhưng cuối cùng chúng tôi đợi được sự xuất hiện của Thánh chủ rồi, mọi chuyện đều xứng đáng cả. Đường Tuấn nghe xong thì càng hoang mang, nhưng cũng nghe hiểu được đôi chút anh có thể tưởng tượng bách tiên của bí cảnh bồng lai năm xưa tề tựu thì rầm rộ cỡ nào. Đáng tiếc nhiều năm trôi qua, bách tiên biến mất không thấy tung tích, chỉ còn lại bí cảnh này. Anh do dự một lúc rồi hỏi tiếp, tại sao mấy ông lại gọi tôi là thánh chủ? Anh chỉ vào ngọc trụ thần bí đang lơ lửng giữa không chung, là vì nó hả? Đại bàng cánh bạc và mấy tên thú giữa kia nhìn ngọc trụ, trầm giọng nói, miếng ngọc này là thánh ngọc mở ra tiên cung, theo hồi ức trong huyết mạch của chúng tôi và truyền thừa do tổ tiên để lại. Thánh Ngọc Hiền sẽ tự chọn chủ, nếu nó đã chọn cậu làm chủ nhân, vậy thì cậu chính là thánh chủ. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, anh có thể cảm nhận được sự kính nể trong lời nói của ba tên thú dữ này, vốn không có ý giả dối. Thánh Ngọc hình như cũng có khả năng tự nhiên kiềm chế huyết mạch của chúng. Anh quay người nhìn lầu các cung điện phía sau, nét mặt dần trở nên nghiêm trị, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, Bách tiên đồng thời xuất thế, cuối cùng lại không có tung tích. Trong đây e là có liên quan đến bí mật của thời thượng cổ. Lúc nãy mấy ông nói miếng ngọc này là chìa khóa mở ra tiên cung, có thật vậy không? Đường Tuấn nhìn tòa lầu các trước mặt, những tòa lầu các này đều mang theo hơi thở thăng trầm của cuộc sống từ xa xưa. Từ thời thượng cổ đến nay đã trải qua thời gian mấy ngàn năm, nhưng quần thể kiến trúc này vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng là vô cùng bất thường. Đại bàng cánh bạc đơ ra, lập tức lên tiếng, đúng vậy. Năm xưa, Bách Tiên rời khỏi tiên cung đã dùng bí pháp tối cao chặn lối vào của tiên cung, lúc nãy ông cụ kia cũng không thể vào, lúc ông ta tới thì đúng lúc thấy một số tâm đắc võ đạo do tiên nhân để lại trên tường ngọc tại quảng trường, dựa vào tích lũy bấy lâu nay mới đột phá tới cực cảnh. Đột nhiên nó hỏi, Thánh Chủ, cậu có thể giết ông ta, chắc cũng đã vào cấp độ cực cảnh rồi nhỉ? Đường Tuấn không trả lời, tâm tư anh lay động, một khí thế vô hình phóng ra, Ba tên thú dữ, Đại Bàng cánh bạc, Chân đen và Tuyết hầu đều bị khí thế xuất hiện đột một này đè lên người, cả người phát run. Quả nhiên là cực cảnh, trong lòng của Đại Bàng cánh bạc chấn động. Nhưng Đường Tuấn lại thở nhẹ trong lòng, ba thứ, thân xác, tinh thần và chân nguyên đạt tới cực hạn của thần hải mới có thể gọi là cực cảnh, tôi chỉ có tinh thần lực đạt tới mức này, thân xác và chân nguyên vẫn còn kém một chút. Chương 1199, là Dịch Tiên Nguyên. Tiến vào quảng trường anh nhìn thấy diễn võ Ngọc Bích, viên Ngọc đã giúp phu phá nhiên luyện võ. Bên trên đúng là có võ đạo tâm đắc và kinh nghiệm của tiên nhân để lại, Đường Tuấn chỉ liếc qua hai lần rồi không nhìn đến nữa. Nếu như là trước kia, những kinh nghiệm và tâm đắc này vô cùng quý giá đối với anh, còn giờ đây, chúng đã không thể giúp gì cho anh nữa rồi. Thứ anh cần bây giờ không phải là kinh nghiệm, mà là năng lượng khổng lồ có thể giúp anh tiến vào cấp độ cao hơn trong võ đạo, ngừng tụ cực cảnh chi hoa. Ngọc trụ bí ẩn tỏa sáng, tạo thành một bùa chú trên không trung. Lá bùa bay xuyên vào bên trong lầu gác, ngay lập tức, phòng ấn chấn giữ tiên nhân để lại đã biến mất. Ba con mãnh thú đại bàng cánh bạc thấy thế, ánh mắt toát lên vẻ nóng rực, suy nghĩ trong lòng cũng hơi dao động. Tiên cung từng là nơi ở của tiên nhân, đương nhiên trong đó có vô vàn báu vật. Tuy bọn chúng là hậu duệ huyết thống của tiên nhân thời thượng cổ, đã sinh sống rất nhiều năm trong bí cảnh, nhưng vẫn không tài nào bước vào được tiên cung mấy trăm năm qua chúng trông coi một ngọn núi chứa kho báu mà không được vào chẳng khác nào canh giữ không công mà bây giờ ngọn núi chứa kho báu đã được mở ra bọn chúng có thể chiếm lấy bất cứ lúc nào thậm chí còn có hy vọng đột phá võ đạo nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị lý trí của bọn chúng ngăn cản vết xe đổ của vu phá nhiên vừa xảy ra chưa được bao lâu bọn chúng không dám khiêu khích giới hạn cuối cùng của đường đi thôi cùng nhau vào xem sao Mấy ông đã bảo vệ tiên cung nhiều năm như thế, không có công lao thì cũng có khổ lao. Đường Tuấn lấy ngọc trụ về, đi vào trong cung điện. Trong mắt ba con mãnh thú đồng thời lộ ra biểu cảm vui mừng khôn xiết. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng sau khi một người ba thú bước vào trong cung điện, họ vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Diện tích bên trong cung điện rất lớn, ước chừng phải đến 84 mét vuông. Hai giá binh khí đặt ở hai bên, mỗi giá có hơn mười mấy binh khí. Sao, súng, kiếm, kích, 18 loại vũ khí đều có đủ. Thế nhưng trải qua nhiều năm như thế, thần binh tốt đến mấy mà không có võ giả bảo dưỡng thì cũng đã bị mài mòn nghiêm trọng. Hầu hết các vũ khí đều bị dỉ sét loang lổ, thần vận biến mất gần hết. Đại Bàng cánh bạc nhất quyết không tin, đứng thẳng người lên, vươn cánh chạm vào một thanh trường côn đã bị rỉ sắt toàn thân. Vừa mới chạm đến, trường côn lách cách hóa thành vụn sắt. Các binh khí khác cũng có tình trạng tương tự, dù là thần binh cũng không thể chống lại sự bào mòn của năm tháng. Ngoại trừ hai giá binh khí này, trong phòng còn đặt ba bình hồ lô. Chân đen trườn qua, thò cái đầu to lớn ra, thè lưỡi để ngửi mùi trong bình. Ngay sau đó, trong đôi mắt hình tam giác của nó hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, nói thất thanh, "Là Dịch Tiên Nguyên." "Dì cơ?" Đại bàng cánh bạc và Tuyết Hầu nghe thấy thế, đồng loạt lao đến. Tuyết Hầu vươn hai tay khổng lồ, dè dặt mở nắp bình ra. Vào khoảnh khắc nắp bình bật mở, có một luồng mây mù màu trắng ngả bay ra, hóa thành hình dạng các loại chim muông, nhìn vô cùng sống động. Tuyết hầu tham lam hít một hơi, trong mắt cũng xuất hiện vẻ vui mừng, đúng là dịch tiên nguyên thật. Hơn nữa còn là loại cao cấp đã trải qua chất lọc. Có một bình hồ lô dịch tiên nguyên này, cũng đủ để tôi đột phá lên cảnh giới vô cực võ đạo rồi. Hồ lô này là của tôi, mấy ông đừng hòng cướp. Nói rồi, Tuyết hầu vội vàng che miệng bình, ôm lấy bình hồ lô vào lòng, dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Nó có cơ thể vô cùng cao lớn, nếu tòa cung điện này không có kích cỡ vượt xa trần thế thì hoàn toàn không thể chứa nổi ba con vật to lớn này. Nhưng bây giờ nó lại tỏ vẻ cẩn thận như thế, tạo ra sự tương phản rất lớn. Chăn đen và đại bàng cánh bạc cũng giành lấy một bình hồ lô, ba con vật cảnh giác lẫn nhau. Trường 1200 thánh chủ đúng là người siêu ngốc. Khụ khụ khủ, lúc ấy, đường tuấn ho nhẹ một tiếng ba con mãnh thú khổng lồ lập tức tỉnh ngộ giờ chúng nó mới nhớ ra mình cũng không hề có quyền quyết định dù xét về thực lực hay thân phận thánh chủ thì đường tuấn mới là người có quyền phân chia những món báu vật này nhưng một bình hồ lô dịch tiên nguyên này có liên quan đến võ đạo của chúng nó trong tương lai chúng nó thật sự không muốn bỏ qua chỉ có thể mở to mắt nhìn đường tuấn bằng ánh mắt đáng thương trông vô cùng hài hước đường tuấn cảm thấy hơi buồn cười dù sao thì trong miệng người đời ba con vật to lớn này luôn được gọi là yêu thú, nhưng chỉ vì một bình hồ lô dịch tiên nguyên mà lại như trẻ con thế này. Anh xua xua tay, nói, dịch tiên nguyên đã vào tay mấy ông rồi thì đương nhiên tôi sẽ không cướp đi của mấy ông. Ba con vật to lớn nghe thế, nói thất thanh, thật á. Dịch tiên nguyên là năng lượng do tiên nhân dùng pháp lực tối cao để ngưng đọc, trong đó còn bao gồm cả ý chí và tinh thần võ đạo của tiên nhân, là báu vật tốt nhất giúp võ giả đột phá. Theo quan điểm của chúng nó, 100% Đường Tuấn sẽ không hào phóng nhường lại Dịch Tiên Nguyên nên chúng nó đã chuẩn bị sẵn sẽ trao đổi với anh thứ gì đó. Nhưng bây giờ, Đường Tuấn lại không do dự mà chắp tay nhường Dịch Tiên Nguyên, chúng không dám tin đây là sự thật. Đương nhiên là thật, tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Đường Tuấn cười nói, một bình hồ lô Dịch Tiên Nguyên này đã đủ cho chúng bay đột phá võ đạo, thậm chí có cơ hội hóa thành người. Tôi có thể cho mấy ông, nhưng tất cả những thứ khác trong cung điện này sẽ là của tôi. Mấy ông có ý kiến gì không? Không có, không có, gần như không có chút gì do dự, ba con vật đồng thời trả lời. Ba con liếc nhau, đều nhìn ra sự gian xảo và đắc ý trong mắt nhau. Tuy Thánh chủ có võ đạo phi thường, nhưng tiếc là chẳng có mấy kinh nghiệm. Dịch tiên nguyên này là báu vật trong báu vật đấy, một bình hồ lô có thể giúp một cường giả lên đến cảnh giới cao nhất của võ đạo rồi. Đồ xịn thế này mà nói tặng là tặng, đúng là hời cho chúng ta quá cung điện này giống tuếch, sợ rằng ba bình hồ lô dịch tiên nguyên này đã là báu vật quý giá nhất rồi, làm gì còn của quý gì nữa. Chưa kể đến dịch tiên nguyên, chỉ riêng bình hồ lô chứa đựng dịch tiên nguyên này cũng là báu vật hiếm có rồi. Tầm nhìn và kiến thức của thánh chủ còn thua chúng ta nhiều lắm. Lúc này, trong mắt ba con vật, đường tuấn chính là kẻ ngốc coi vàng là phân chó, còn bọn chúng là người thông minh nhất, à không, là yêu quái thông minh nhất. Trên vách tường của cung điện có một bức tranh chạm trổ, trong tranh có một hồ nước, bên cạnh đó có một ông cụ tóc bạc đang thả câu, trông vô cùng nhàn nhã. Đường Tuấn đang thích thú ngắm nghía bức tranh. Thánh chủ đúng là người siêu ngốc, không cần dịch tiên nguyên mà đi ngắm bức tranh đấy. Trong lòng đại bàng cánh bạc có chút khinh thường nhìn đường Tuấn. Nếu thánh chủ đã có nhã hứng như vậy, thế chúng tôi sẽ không làm phiền ngài nữa. Đại bàng cánh bạc kính cần nói. Khó khăn lắm mới cướp được dịch tiên nguyên, nó phải nhanh chóng hấp thu rồi luyện hóa, chuyển thành tu vi của mình đây mới là chuyện quan trọng hàng đầu hơn nữa chúng nó sơ ngộ nhớ đường tuấn nhận ra được giá trị của dịch tiên nguyên rồi bất thình lình đổi ý đến lúc đó rốt cuộc chúng nó có nên trả lại hay không thế là cả đám đều vội vàng muốn rời đi suy cho cùng phải ăn vào trong bụng rồi thì báu vật mới là của mình đi đi nếu không có việc gì thì đừng đến quấy giày tôi đường tuấn phất tay audio điện tử võ tấn bền